xanh thì anh tiếng quá nhẹ. Lấy điện thoại và xem là có bị mờ không nhé, không béo nhá. Tối hôm qua chị thấy cái live chiều hôm qua và live tối hôm qua đều bị mờ ấy. Các bạn ơi, khi nào thì các bạn tự nhớ cái việc là phải dặn một thời gian gần đây nó bị ẩn, các bạn phải lấy một cái máy tính bên cạnh này cho nó nha. Thích cầm cái ổ cắm, cái máy sấy của mẹ đi chứ, cảm ơn. Đi qua, đấy. Đi với các bạn đừng quên xong. Lên tầng, hết giờ. Ăn gì gặp chị Lệ. Lên tầng. Nó vừa là cha mẹ, đến giờ mẹ làm việc rồi. Hai chị em không xuống dưới phòng này nữa, nhớ chưa? Nhà mình vẫn hiện lên như thế luôn thôi ấy. Nhà mình vẫn hiện lên trực tiếp chứ không hiện lên live. Có nghĩa là phiên bản nâng cấp ấy, nó sẽ hiện lên chị live ở đây này. Nhưng mà nhà mình vẫn hiện lên là trực tiếp. À đấy đó. Không, cả phần live cũng thế luôn. Ồ. Nhưng mà nhà mình chị vẫn thấy thế mà. Ừ. Điện thoại của mình chưa cập nhật chị. Không hiểu. Bọn nhà quê mình điện thoại nó còn cập nhật rồi, điện thoại mình là sao có chuyện không cập nhật được nhỉ? Có gì nó sai sai không? Thế thì gầy phải biết. Tao cho cao tao vẫn thấy nằm như con lợn quay. Xong tao bảo xin về như giáo ảnh nhau. Vẫn thấy một lũ con lợn quay nằm với nhau. Nhắn tin nằm cái dịu luôn. Thật. Về nhà làm gì khi buổi trưa đang nắng. Chị gái ơi, nói chung là cái gì nó cũng phải có đôi có cặp, mà nó cũng phải bảo nó đi đúng đồng bộ với nhau. Mình vừa nãy chị mặc cái áo này với cái quần sóc bò nhìn nó buồn cười mà nó cái sai sai, bởi vì chị mục đích chị mua cái áo này chị cũng nghĩ là về chị sẽ mặc với quần màu trắng hoặc là chân váy màu trắng nó sẽ rất là ok, nhưng mà cái quần sóc bò nhìn nó chả ra làm sao cả. Mặc tạm, mặc tạm. Hello mọi người, tối nay em sẽ khui quần váy nhé mọi người nhé. Quần váy dáng ngắn và dáng dài em sẽ đều có hết trong live tối nay. Đẹp lắm mọi người ơi, đẹp lắm luôn. Các chị yêu mà thích dáng ngắn dáng dài mọi người, thích dáng gì mọi người cứ comment lên cho em nhé mọi người nhé.
Ok. Em like luôn nhá mọi người nhá. À quên, tặng quà nữa nhá mọi người nhá. Tặng quà nhau cái đang nhí. Thôi không, pha cái gì cái gói này với. Pha như kiểu pha thuốc thôi, một ít nước thôi nhá. Em sẽ tặng quà nhá mọi người, thích em tặng thằng ngắn hay thằng dài nhờ. Quần váy nhá mọi người nhá, hôm nay sẽ quần váy ngắn, quần váy dài, quần sóc như thế này này nhiều lắm, đẹp ơi đẹp luôn ấy. Một cái này còn mới nguyên tắc này, dạ man nhờ. Chị nào size S không, anh tặng cái này cái nào. Bác nào chia sẻ cho nhà em đã. Bác nào chia sẻ tặng cái này size S luôn nhá. Chị nào size S tặng cái này luôn, eo 66 68 thôi, eo cái này 66 đẹp nhất ạ. Eo 66 còn nguyên cùng tác luôn. Eo 66 còn nguyên cùng tác, mới nguyên luôn, hàng đến từng cái một, đẹp xuất sắc luôn mọi người nhá. Em này sẽ tặng cho chị nào có lỗ hồn chia sẻ. Mọi người chia sẻ like cho em. Hôm nay thằng ngắn thằng dài em đều có hết luôn. Thì cái dạng lỡ như này em cũng có này, đẹp lắm. Cái dạng lỡ như này quần váy rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Có cái ảnh cái quần jean dạng lỡ như này xinh nhỏ. Cái này mặc lên khỏe khoắn dã man, mặc áo phông đây này, đẹp lắm luôn mọi người ơi. Xinh lắm. Hoặc là những cái mà cho các chị mặc công sở này, bác là những màu trắng đây này, đẹp chưa? Xuất sắc luôn ấy. Ôi nha, nhiều cái đẹp lắm. Em hồng em trắng chị ơi. Có trắng, nhiều trắng đẹp lắm. Có cả những cái quần quần bò kiểu như này, quần bò của Nhật kiểu như này rất là đẹp luôn mọi người nhá. Nói chung là đẹp, kiểu này rất là đẹp luôn. Ở số like hôm nay các chị mà thích dáng ngắn dáng dài em đều có hết luôn, size S, eo 66 68. Còn nguyên cùng tác em tặng các chị yêu luôn cái này nhá. Tặng mọi người luôn cái này luôn với giá 68.000 mà T80. 68k mà T80 giúp em nhé cả nhà ơi. Chị nào thích cái này thì comment cho em mà T80 nhá. T80. Nhưng mà các bác ơi lưu ý nha, phải có logo để chia sẻ cho em ạ. Có logo để chia sẻ cho em rồi nhá cả nhà nhá. Không có logo để chia sẻ là em xin phép không chốt cái này đâu, với giá 68.000 đâu. 68k giúp em luôn nhá cả nhà nha. Chị nào eo 66 68 cho em, cái này đẹp nhờ. Mới nguyên tắc bác, tàu tông màu kem be nhá. Tông màu kem be, hàng đẹp. Các chị mua mới tầm 800 đến hơn 1 triệu cái này cô. Mua mới tầm 800 đến còn là tầm 1 triệu 2 triệu 3 nhá. Đẹp ơi đẹp luôn. Xinh xỉu áp xỉu đao. Chốt luôn cho em phổ cái này luôn, cực kỳ đẹp. Chị yêu nào eo 66 68 cho mặt T80 68.000 thôi. T80 nhá mọi người nhá. Em tặng một cái size to hơn đi. Cái đấy em sợ là hơi kén á. Hơi kén eo một tí nhờ. Các chị mới vào chia sẻ cho nhà em nào các chị ơi. Lữ Huyền Trang chia sẻ cho nhà em để em chốt quà nào chị ơi. Ui cái váy này xinh nhá. Cái này giống cái em năng pet cho mọi người. Cái này đây, cái này giống cái em năng pet nhá. Đẹp nhờ. Sổ ơi các bác có thích cái này không, em để lại mặc đây. Đẹp dã man. Em này là quần váy nhá mọi người nhá. Quần váy cho em nhá. Cái này giống như kiểu là chị rất tốt nhưng mà em rất tiếc. Cái chân váy này nó bảo là chị rất tốt nhưng mà em rất tiếc vì là eo chị quá to. Eo cái chân váy của em này có 66 thôi ạ. Các chị ơi nhà em chỉ chốt quà cho bác nào chia sẻ luôn nha các chị nha. Em đi xu nó vừa cái này lên eo nó. Ngày eo nó dạy là bao nhiêu? Không cần là thân thiết mà em 2 lần chị ạ. Nhưng mà eo nó dạy là bao nhiêu em? 62.3. Rồi. Đẹp quá mà. Đẹp vãi trưởng luôn này. Nhưng mà chị nói thật nhá, chị không quen nhìn nó người con bọ gậy như thế đâu. Nhìn nó chẳng có cái sức sống ở gầy Desmola luôn ấy. Chị Lưu Huyền Thương chưa chia sẻ chị ơi. Em tặng cái cực phẩm này luôn nhá. Hay thôi cái cực phẩm này treo lên thì nó tặng chị hàng xứng đáng nhá. Thật đấy. Chị em không tặng chia sẻ gì cả. Em không tặng, mọi người không chia sẻ like đâu. Mọi người không chia sẻ like em sẽ không tặng đâu mọi người nhá. Có cái kẹp không? Cho gì một cái kẹp mà kẹp quần ở đây thì treo cái quần này lên mới. Kẹp quần nó sáu đây chị. Đậu. Ok luôn. Thuốc là gì đây? Đây gì uống luôn. Các chị mới vào nhớ chia sẻ cho nhà em lên trang cá nhân và lên các trang nhóm hội giúp nhà em nha. Ê, nước nào uống? Các bác cứ thích quà mà lại không chia sẻ. Thôi, khôn thế thì ai chả khôn được, không thế ai chơi. Quà thì thích mà chia sẻ thì lại không chia sẻ, thế thì không thể ai chơi các bà ơi. Quần vài rằng lỡ size M đi shop có chị Vi Điệp ơi. Quần vài rằng lỡ size M em có nhiều luôn. Bây giờ là quần tối nay là mọi người phải đo eo nhá, không có M, L, S gì cả. Bởi vì là cái loại này là cái loại mà phải chuẩn lét cái eo. Chiều cao có giới hạn khổ ghê cơ, ước đến cao 1m7 nhỉ. Chị Minh Nguyệt thích cái nào? Chia sẻ cho nhà em đi, em ưu tiên chốt đơn để bán hàng ạ. Cái này xinh lắm luôn ấy. Ok, em có nhiều size mọi người nhá, em sẽ tặng một cái dáng lỡ đi. Tặng một cái dáng lỡ cho các bác nào mà thích dáng lỡ nhá. Tặng một cái jean dáng lỡ đi, đẹp lắm. Cái jean giấy dáng lỡ này đẹp ơi đẹp nhá. Quần váy jean Nhật. Cái này là dáng lỡ cho em và nó là jean giấy nhá, rất là đẹp luôn này. Cái này thì eo đằng sau lưng cặp chun nên là dễ mặc lắm. Eo sau lưng cặp chun nhá. Các bạn ơi, quần váy chắc chắn là các bạn chưa đo kịp eo đúng không? Hay đã đo eo rồi?
Không, những cái mà những cái đã treo lên ở đâu em chưa? Đâu rồi á? À, chắc gì mượn một cái gì nhở? Dây đo eo ấy, chắc chưa mua hai cái dây cho dì Bảo đúng không? Dì Bảo chưa mua dây đúng không? Không biết là chỗ nào mà. Bảo lệ mua cho nhá. Tại nó biết chỗ mua đấy, bảo mua đi, không có là không biết thì phải bảo mua luôn, không có gì đã bảo mấy hôm ngày hôm nay rồi mà vẫn chưa mua cái đấy luôn. Cá chi phố vừa treo à? Cá chi phố vừa treo phải hóng nhá các chị ơi. Cái em vừa treo là size S đấy, eo 66 thôi. Hóng cái đấy đi thì nữa em tặng cho. Đằng sau lưng cặp chun cho em nhá. Eo cho em từ 64 cho em đến cái này maximum là đến tầm 76 cơ ạ. Đằng sau lưng cặp chun em tặng cho mọi người một cái dáng lỡ, một cái dáng dài này nhá mọi người nhá. Cái này là quần jean giấy, chất của nó cực mát luôn. Tặng mọi người cái này luôn 66.000, mới lại tặng 68.000 đúng không? Cái này tặng 66.000 ạ. 66k cho chị nào có logo ở chia sẻ. Cái này thì thực ra hai size XM mặc được bởi vì đằng sau lưng cặp chun nhá. Đằng sau lưng cặp chun eo từ 66, eo từ 64 được ạ. Eo từ 64 đến tầm 76 cơ mọi người nhá, bởi vì đằng sau lưng cặp chun giữ gì được nhiều. Size này cho bác nào eo cho em cái này hai size XM đều được. Comment mã H2466.000. H2466k giúp em mọi người nhá. H2466.000 đó em. Em nhìn thấy Vũ Hằng rồi, nhìn thấy chị Như Thủy rồi, nhìn thấy Thủy Yên rồi, bác Thủy Yên nhá. Em nhìn thấy chị Giang Ninh Hương rồi. Nhìn thấy Lan Ngổ Tàu rồi, chia sẻ like chưa tình yêu ơi? Nhìn thấy chị Lê Đào rồi, chia sẻ like cho em vô nhá. Chị Diệu Thủy Trương chia sẻ like cho em vô đi ạ. H24 em tặng mọi người luôn với giá là 66.000 nhỉ. Má H24 tặng 66.000 luôn mọi người, nhanh tay nhá mọi người nhá. Em tặng thêm một hai cái đầu like để mọi người chịu khó chia sẻ và tương tác với em nhá mọi người nhá. Chia sẻ chị ơi, chia sẻ cho nhà em đi ạ. Thích tặng dáng ngắn hay dáng dài mọi người ơi? Các chị yêu thích em lên dáng ngắn hay dáng dài mọi người cứ ở em lên nhá. Ok, em chốt H24 cho chị Lan Ngổ Tàu. Ok, chúc mừng bà. Chúc mừng bà Lan Ngổ Tàu, thích ngắn hay dài mọi người cứ ở em nhiệt tình lên. Em tặng một cái này đi, cái này chắc size to, từ nãy giờ hai cái đều size nhỏ. Một cái size ML. Tôi lệnh bạn Lan một tàu để còn hát hai, để còn hát 24 thế này, hát 24 lại còn hình này vào nữa chứ. Tiếp tục cho em nhá. Size này cho bác nào form size to cho em size L nhá. Eo 7684 này, eo 7684 tặng một cái size L nhá. Có lẽ các bác size L chả được cái nào luôn. Size L cho em cả nhà ơi, size L cho em vỗ luôn. Eo 76 đến 84 cho em nhé cả nhà nhé. Eo 7684 chút mã này cho em là mã H70. Em tặng mọi người cái này luôn với giá là 88.000 đi. 88.000 cả nhà nhé. 88k cho em vỗ luôn, cả nhà nhanh tay cho em. 88.000 không đẹp không lấy tiền các bác luôn. Xinh nhỏ, có túi luôn cho em nhé. Size L cho em eo 84 quay đầu, chút mã này cho em vỗ là mã H70. 88.000 mã H70 nhé mọi người nhé. 88k chút mã H70 luôn, đẹp. Có những cái chất kaki hôm nay cũng rất là đẹp luôn đấy cả nhà. Chị nào thích ngắn dài lỡ hay gì đấy thì cứ comment lên cho em. Hôm nay thì được cái là có đầy đủ luôn, cả ngắn cả dài để phục vụ mọi người luôn ấy. Ui cái xanh dây là đẹp nhở. Cái xanh dây là đẹp ngất người luôn. Nào à, thôi bắt đầu vào chương trình bán hàng, vừa bán vừa tặng đầu like mấy cái giá gọi là tương tác nhá mọi người nhá. Sau đó thì em sẽ like dần dần nhá các chị nhá. Các chị vào sau sân sau nhá mọi người nhá. Size này XM đều vừa được, sau lưng cặp chun đẹp nhở. Tông màu xanh rêu cho em cả nhà ơi, tông màu xanh rêu cho em phổ cực phẩm luôn, màu đẹp dã man luôn ạ. Hai size XM bởi vì đằng sau lưng của nó là có cặp chun, mặc dễ chịu. Nói chung là cái quần váy của Nhật này này mặc rất là sướng luôn. Hàng hiệu nói chung là chất mới, chất của nó sướng và mới, nó có lớp lót bên trong xịn nhá mọi người nhá. Đây bác nào chốt được nào? Lê nào chưa chia sẻ chị ơi, chia sẻ nào? Chia sẻ like cho em đi các chị yêu. Mọi người ơi, cho em ấn cho em một nút chia sẻ lên trang cá nhân ở chế độ công khai thôi. Và các chị chịu gói thả tim là like để tăng tương tác, khả năng tương tác là đỡ bị bị ẩn nhá mọi người nhá. Hello Bóc Mai, em hôm nay thì giảng ngắn giảng dài có đây hay đuổi đuổi hết luôn. Chị Bình Phan. Ok, em lên dần dần nhá mọi người nhá. Mấy cái đầu like gọi là vẫn là giá quà tặng để tặng quà cho mọi người chỉ có tương tác một chút. Em này 100.000, giá quà tặng 100.000 nhá. 100k chút mã H97. Cái này cực phẩm chưa? Bình thường em bán cái này 180 đấy. Nhanh tay cho em nhá. H97 nhá, 100.000 các chị ơi. Cuối mùa rồi, em còn có 1-2 số like. Những cái hàng như thế này là em hết rồi. Em chuẩn bị ra hàng đông rồi ấy. Chuẩn bị ra hàng đông. Nếu như mà thật là kịp, tối mai sẽ lên một kiện vest blazer đầu mùa để chiêu đãi các bác luôn. Vest kẻ blazer siêu đẹp luôn mọi người nhá. Kịp nhá, chưa hứa trước. Nhưng mà nếu giặt là giặt xong, tối mai em sẽ trình làng một cái món gọi là cực kỳ hot hit đầu mùa. Vest kẻ blazer, cái vest đó các chị mặc thu hè, hè thu được cho em nhá mọi người nhá, thu đông được cho em ạ. Em này là mã H97 cho em vô luôn, tặng mọi người 100.000. Hai size XM chị Hương ơi, lấy cái đấy đi đẹp đó. H97 cho em. Em lên một cái trắng. Chị Bình Phan khách mời cho nhà em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Em lên cái trắng cực phẩm. Các chị khách mời nhá, nhìn em phố ghi bình luận này. Khách mời mua hàng mã cách số điện thoại và sau đó gửi địa chỉ ở phần tin nhắn luôn giúp em. À, nhắc đi nhắc lại mà vẫn phải nhắc lần nữa nhá. Khách mới mình mua hàng Văn Minh hộ em phố không hủy không xả không đổi cả nhà nhá. Nhớ là chốt chắc chắn cho em không hủy không xả không đổi. Và lấy cái nào thì chắc chắn lấy cái đó. Xả mùa hè hôm chủ nhật siêu quá.
siêu đẹp, giá quá rẻ, hơi quá ha ha. Thủy Yên. Cảm ơn chị Thủy Yên, cảm ơn feedback của bác nha, rất là ok. Cảm ơn feedback của bác nha. Cái này đẹp quá này. Chị nào thích màu trắng em ưu tiên này, đẹp dã man, màu trắng ít nhá mọi người nhá. Keo cho em phổ cái này đẹp nhất là 76 cây đầu. Keo 7276 cực phẩm này. Keo 7276 mới không tí vết luôn cho em nhá. Chị nào keo 7276 đừng bỏ qua cái này. Em tặng mọi người cái này 120 một chút nhanh đi ạ. Cái này lát nữa mà em bán này bán ít rẻ nhất 150. Comment cho em mã này là mã H99 120. 120.000 mã H99 nhá mọi người nhá. Em nhìn thấy Trang Hà rồi. Ok chị yêu. Chị Nga Lưu chia sẻ cho em đi nào các chị ơi. Các chị ơi mới vào sau mọi người phải chịu khó tương tác lên đi. Chưa có logo chia sẻ nhé, em không chốt quà đâu các chị. Chịu khó tương tác lên và thả tim và like. Chia sẻ like, nhìn thấy em thì phải comment lên cái gì đó để em nhìn thấy mọi người. Chứ đừng có vào xem like không thôi nhá. H99 chị Thu Hường. Keo 76 quay đầu cho em, cái này đẹp này. Keo 7276 120 chiếc má H99 ạ. Chị Thu Hường chốt xong rồi chị. Cái gì cơ? Chị Thu Hường chốt xong rồi. Chốt xong cái gì? Cái chị cầm tay ấy. Cái má H97 ai chốt? Đang mà các bạn chia sẻ cho em về chốt ạ. Ok. Em thì là H99 cho em nhá. H99 cho em vô luôn 120. Chốt cho em H99 á. Bác nào thích quần, à thích chân váy xếp linh nhắn này. Chia sẻ cho phố mạnh tay lên đúng rồi. Cảm ơn Lăng của tàu kêu gọi giúp em. Em này chân váy nhá cực đẹp luôn ạ. Chân váy mặc lên hách tuổi dã man luôn. Bác nào vừa vọc eo chốt luôn cho em vô nhá. H97 chị Toàn Nguyễn. Chị nào eo 7276 cho em mà mã này cho em nhá. Eo 7276 các chị yêu ơi. Bác nào eo 7276 chốt mã này cho em là mã C68 ạ. C68 eo 7276 không đẹp không lấy tiền cả nhà luôn nhá. Không đẹp không lấy tiền các bác luôn. Cực kỳ xuất sắc các chị chốt nhanh cho em. Mã này là mã C68 ạ. C68 cho em ngủ đẹp cạn lời cả nhà này. C68 cho em không đẹp không lấy tiền các chị luôn 150 nhá. 150 chốt mã C68 eo 76 quay đầu chốt nhanh cái chân váy này cho em đi. Đẹp cực kỳ luôn. Em đem một cái á. Chị toàn nguyên khách mời cho nhà em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. C68 nhá, 150 cái này đẹp nhỏ. Chị nào thích dáng lửng này, sorry các bác cái này là để dáng dài ạ. Em cao 1m6 mặc đến mắt cả chân nhá. Chất của nó không đẹp các chị hoàn hàng cho em vô luôn. Riêng bản này chất không đẹp hoàn hàng cho em nhá. Quần váy cực phẩm luôn cho em. Hai size XM đều vừa đằng sau lưng chun ạ. Đẹp lắm. Cái chất này mọi người này, nó mát lịm tim luôn cho em nhá. S và M đều được bởi vì đằng sau lưng cặp chun cho em nhá. Em này là mã H12 cho em, 140. Eo ơi, chốt nhanh ạ. Đẹp chưa? Nói chung là nhận hàng chỉ có một sừng mê thôi mọi người nhá. Em này cho em là mã H12 140, chốt nhanh mã H12 140 ạ. H12 140 cho em mổ nhá. Màu xanh than cho em này, dễ mặc lắm, quần váy đi mặc rất là hách chân, dễ mặc cực kỳ luôn. Form size ML cho em cái này luôn ạ. Đằng sau lưng cặp chun form size M size L giúp em mổ nhá cả nhà nhá. Size M size L cho em, bản này cực đẹp. Chị nào nhanh tay chốt mã H75 cho em, siêu đẹp luôn. H75 cho em phổ nhá, xuất sắc luôn. Không đẹp không lấy tiền cả nhà. Các bác chốt nhanh cho em, mã của em nó là mã H75 cho em 140, mọi người nhanh tay. H75 đúng không ạ? 140 mã H75. Ôi cái kẻ này đẹp thế nhở. Kẻ này đẹp dã man luôn nhá mọi người nhá. Chị nào form size cho em cái này SML đều vừa luôn ý. SML đều vừa, có túi cho em, mặc cực kỳ mát cho em này mọi người nhìn này. Form size SML đều vừa, bản này thì mặc rất là sướng, đằng sau lưng cặp chun cho em nhá. 140.000, các chị comment mã H78 cho em. Cái kẻ này các chị mix tông màu đen trắng ở trên cho em nữa cho em thành một set luôn cho nó tông sạch tông nhá, đẹp lắm. Oversize luôn, SML đều vừa cho em cái này nhá. 140 chất mã H78 á. H78 140 cho em vô nhá cả nhà nha. H12 nhà em chốt rồi, chị Trương Lệ ơi. Em màu đẹp nhờ. Màu đẹp xuất sắc luôn cho em. Cái này 2 size XM thôi, trời đọc ơi. Cái gì cơ? Đọc chất vải gì thì không chốt. Không ạ. À. Bố ai biết chất vải gì bà ơi. Nhỏ ơi, lại còn hỏi chất vải gì. Chất vải cực mát. Chất vải gì nhỉ? Chất vải vải cực chất. Chất nhất của đất. Ờ, cái chất vải của nó là chất nhất của đất luôn chị nhá. Yên tâm, chất vải chất vải mới cho nhà em xin địa chỉ. Em like mà một cái em còn đọc chất vải gì nữa thì em chắc là hết hơi, hết cả mấy tiếng đồng hồ không like hết hàng luôn chị ơi. Size XM đều vừa, chị Hương ơi lấy luôn cho em vô, không đẹp hoàn hàng em nhá. Thu Hương Lăn của tàu đều vừa cái này cho luôn. Hai size XM đều vừa giúp em, chị Mai Sela đang xem live cho luôn cái này, được màu này tây lắm. H51 giúp em 150, nhà hàng trên 6 hoàn hàng ạ. Đẹp chưa? 150 cho em vô nhá, đỉnh chưa? Bác nào chốt được cho em sướng đời luôn. Comment cho em mã này là mã H51 150 ạ. H78 không phải H18 đâu chị ơi, comment đúng mã cho nhà em nào. Hàng hiệu Uni nhá cho em nhá, đẹp nhỏ. Hàng hiệu Uni cái này bác ngồi màu đẹp hơn, size XM thôi, đằng sau lưng cặp chun cho em nhá. Sau lưng cặp chun cho em bổ luôn hai size XM này, eo đến tầm 72-74 thôi nhá. Eo từ 66 đến 72-74. Cái màu này đẹp nhỏ. Màu này đẹp dã man luôn ý, mặc cái này lên dáng cực kỳ hết chân luôn. Chị nào form size XM đều vừa đằng sau lưng cặp chun, eo đến 72-74, chốt má H18 nhá, đẹp nhỏ. H18 150 thôi cả nhà ơi.
H18 cho em Hồ nhá, 150 chiếc mã H18 nhân tay cả nhà. Túc tiệp cho em Hồ luôn màu xanh than cả nhà này, đẹp chưa? Tông màu xanh than cho em Hồ nhá mọi người nhá, đẹp lắm luôn. Form size này cho em, ui xinh đấy. Form size cho em Hồ cái này đẹp nhất là size SM tiếp ạ, đằng sau lưng cặp chun. Những cái mà sau lưng cặp chun này mặc rất sướng luôn, mọi người chốt nhanh nhá. Chốt nhanh những cái mà sau lưng cặp chun này mặc rất là thích luôn. Size này cho em nhá, SM đều vừa, eo từ 66 đến tầm 75 cho em nhá. 28 chị Nga Lưu. Eo từ 66 đến 75, bài này đẹp lắm luôn mọi người chốt nhanh. Tông màu xanh than cho em Hồ luôn. Comment cho em mã này là mã H19 ạ. H19 cho em Hồ luôn nhá, 150 các chị ơi. H19 150 đây thì giá rất là xinh luôn. Các chị làm xong nhanh tay nha các chị ơi, hôm nay toàn siêu phẩm thôi. Hôm nay quần đẹp lắm, hôm nay quần ngắn quần dài đều đẹp lắm luôn á. Form size này các chị nào, form size ML cho em nhá. Form size ML cho em Hồ luôn, màu đen quốc dân mặc với cái gì cũng đẹp luôn ạ. Tông màu đen quốc dân luôn. Chị nào form size M, size L lấy luôn cho em Hồ cái này, chân dài miên man luôn. Mã nào eo từ 70 đến tầm 80 vẫn vừa được sau lưng cặp chun cho em nhá. 140 chốt mã này là mã H62 cho em nhá. H62 140 màu đen cho em luôn. Nhanh tay cho em cả nhà nhá. Ôi nhiều. H19 chị Trần Thị Nhung. Em nhiều chân váy kể đẹp lắm luôn đấy mọi người này. Nhiều chân váy kể dáng ngắn này, đẹp cực kỳ, mặc rất là hách tuổi luôn này. Em này nhá, mặc sẽ chiều dài nó sẽ là chấm đến đầu gối em Hồ luôn. Eo cho em cái này 72-76 nhá, mã C43. Eo 72-76 chất mã C43 này các chị yêu này. C43 150, không đẹp hoàn hàng. C43 150, các chị nhận hàng mới như các chị đi mua mới luôn. Mới tinh tình tình cái này luôn nhá. Nhận hàng cái này mà chơi cũ chơi xấu, Phố ơi cái này chị thấy cũ quá, cho chị hoàn lại em cho nhận, em cho các chị hoàn lại em nhận luôn nhá mọi người nhá. Eo 76 quay đầu mã C43 150 ạ. C43 nhá, 150 giúp em Hồ luôn. Chị Trần Thị Nhung khách mới cho em xin địa chỉ và tin nhắn luôn nha chị ơi. Hay là đôi ta hẹn gốc từ hư vô. Cái chị Toàn Nguyễn còn đang xem live nhà em không chị ơi? Chưa thấy gửi địa chỉ cho nhà em ạ. Cái này là một set của chị đấy. Chị không nhà chị còn nhớ cái này là còn một cái áo vest. C43 chị Thu Hường. Cái này còn một cái áo vest blazer chắc chắn luôn. Rồi xỉu áp xỉu đao luôn. Mình không vừa thì lấy cho các con luôn. Cái chân váy này cũng đẹp luôn này mọi người này. Xinh đó. Cái này eo size nhỏ lắm. Eo trên 66 đây này. Có tình yêu nào eo 66 các chị lấy cho mình cũng được. Sời, hợp với áo của mình ghê cơ. Một tội eo không vừa với mình. Béo. Thì đây đen. Không cần phải tìm chị đâu. Chị ơi em gửi mã vào tin nhắn của chị rồi đấy ạ. Gửi luôn cho nhà. Đấy hai cái đấy cho đây chị. Đẹp quá, eo 66 đấy, các chị lấy cho con gái cũng được luôn nhá. Eo 66 quay đầu mới như các chị đi mua mới luôn. 150 chất mã C49 ạ. Bác nào eo 66 mã C49 150 cho em nhá. C49 150 cho em Hồ luôn. Đấy cạn lời. Eo 72 trắng lỡ đi em. Eo 72 trắng lỡ đi em. Chị đã cho sẵn số điện thoại và địa chỉ, chỉ chờ chốt đơn. Ok chị. Xinh quá này, cái kẻ này đúng đẹp luôn này. Kẻ này đẹp dã man luôn. Eo cho em 72 quay đầu chất mã C34 ạ. Eo 72 quay đầu cho mã C34, cái này xinh. Hợp với chân, hợp với cái áo của mình ghê. Ok, chị Yến Sư Hương Mai. Xinh đấy. Mới tinh, mới tinh nhìn bình luôn cho em nhé mọi người nhá. Eo cho em phổ 72 quay đầu mã C34, 150. C34 giúp em, 150 cho mình mang nhanh mã C34 nhá. 150 mã C34. Cái gì cơ? Các chị muốn lên Eo 72 nhiều lắm chị ạ. Eo 72 à? Eo 72 ok, phải chờ rồi. Bởi vì là thực ra là em cứ lấy từng cái một ra. Cái nào eo bao nhiêu thì phải nhìn vào thì mới biết được. Chứ bây giờ đi tìm C34 chị rất là lâu. Mọi người xem kiên trì hộ em nhá. Cái màu trắng siêu phẩm này. Em lên cái màu trắng siêu phẩm này chị nào mà eo say. Em bảo cái này say L đấy. Eo cái này 80 ạ, 76-80 cho em nhá. Eo từ 76 đến 80 mới tinh luôn. Chị nào chốt nhanh cái này sẽ L cho em. Eo 76-80 cho em nhá, 150 chất mã H72 này. H72 150 đẹp cạn dạ man luôn ấy. H72 150 nhá các chị yêu nha. Các bác ơi eo 72 quất luôn. Eo 72 quất luôn, không phải suy nghĩ cho em. Đẹp thế, màu đẹp lắm. Eo 72, 74 quay đầu đều ok. Bởi vì đằng sau nó có một chút chun, có độ co giãn. Bác nào gọi eo 72 thì chốt luôn cái này cho em nhá. Đẹp xuất sắc luôn. 150 chất mà H37 cho em màu đẹp đỏ. 150 mà H37 cho em Hồ luôn nhá. H37 cho em 150. Đẹp gọi là mê hồn luôn. Trời ơi em nói thật với các chị yêu nhá. Những cái này nó đẹp gọi là đỉnh của chóp luôn chứ không phải là đẹp bình thường. Mùa đắt luôn, mùa đắt dã man đắt luôn. Các chị chốt mã nào chốt chắc giúp em nhá, nhà em không bán hủy xả đâu. Nhìn cái form quần của em rồi nói tiện nói chuyện tiếp các chị nhá. Nhận hàng feedback cho em Phố. Riêng hàng nhà em các chị đồng kiểm với miêu tả cho em nhé các chị khách mới nhá. Đẹp chưa? Em này chị yêu nào eo cho em 66 quay đầu. Cái này 66 thôi hả? Đây là chị Hương. Đấy là đó. H18 em chuyển cho chị Trương Lệ nha các chị ơi. 64, Trương Lệ gửi cho nhà em địa chỉ nhá. Eo 64-66 thượng may mà còn đo sai nữa thì đi nhở. Eo 62-66 cho em mặc đẹp nhá mọi người nhá. Eo 62-66 quần này đẹp lắm. Mọi người chốt nhanh cho em cái này luôn.
Bạn nào eo 6266 không đẹp không lấy tiền cả nhà luôn nhá. Chị yêu nào eo 6266 bạn này cửa là cực phẩm luôn. Eo 6266 đẹp gọi là đỉnh của chóp luôn cái này cho em nhá. Chị nào eo 6266 chốt cho em mã này là mã L66 150, nhận hàng feedback cho em vô mã L66 nhá. 150 mã L66 cái màu sang bãi trưởng luôn. Cái màu đẹp gọi là xuất sắc luôn cái này nhá mọi người nhá. Chị Trương Lệ cho nhà em xin địa chỉ luôn nha chị ơi, chị được chốt mã H18 rồi ạ. Các chị khách mời lưu ý này, khi mà mình được đọc chất đơn và mình nhận được cái mã mà nhà em chốt, mà nhà em gửi ấy, thì mọi người gửi địa chỉ vào cho phần tin nhắn cho em luôn nhé mọi người nhé. Các chị sau một mã mà không gửi địa chỉ là em dừng chốt đơn, em không chốt đến mã thứ hai cho mọi người đâu. Nên là mọi người dừng một phút, mọi người gửi địa chỉ ở phần tin nhắn giúp em để chốt đơn thành công. Đẹp nhờ, cái màu sang dã man luôn. Eo cho em cái này đẹp nhất 72 này, bác nào eo 72 hỏi em chốt luôn. Dáng lỡ trên đầu gối em này, eo 72 quay đầu 150 chốt mã C6 á. C6 cho em nhé, 150 chốt nhanh mã C6. 150 mã C6, màu đen cực vip luôn này. Màu đen form size cho em ML cho em mặc đẹp đằng sau lưng cặp chun nhá. Màu đen form size ML đằng sau lưng cặp chun. Các chị yêu chốt luôn cho em. Size M, size L mã H38 150. H38 cho em nhá, 150 chốt mã H38 cực đẹp luôn ạ. C6 chị Mai Sela. 150 chốt mã H38 cho em nhá. Màu trắng kem này cả nhà ơi, đẹp quá này. Bác Mai ơi, cái này đẹp xuất sắc luôn chị Mai ạ. Mấy màu đẹp lắm luôn ấy. Tông màu trắng kem rằng lỡ chị nào vừa hỏi em màu trắng mà eo 72 mà comment cả số điện thoại và địa chỉ đầy đủ luôn rồi đây này. Em ưu tiên cái luôn này. Đẹp chưa? Tông màu trắng kem cho em nhá. Size này eo 72 74 thoải mái luôn ạ. Đằng sau lưng có cặp chun. Comment mã H27 150 chút nhanh ạ. H27 cho em nhá, lên dáng quần đẹp lắm. Phạm Lan chốt luôn chị ơi. H27 150 cho em vô luôn. Không đẹp không lấy tiền với chị luôn. Một cái quần jean giấy nhá cả nhà nhá. 238 chị Vũ Anh. Một cái quần jean giấy cho em luôn nhá cả nhà nhá. Quần jean giấy cho em vô luôn. Cặp chun lên là SM đều vừa. Hai size SM đều vừa giúp em nhé cả nhà nhé. Hai size SM đều ok la cho em cái này luôn mọi người nhá. H27 chị Trần Thị Nhung. Em này chị nào form size S size M đều vừa này. Form size S size M đều vừa giúp em vỗ luôn. Không đẹp cũng lấy tiền các bác luôn. Cảm ơn mà H10 nhá. H10 giúp em ạ. Size S size M chất mà H10. Bà này rất xinh chất nhanh mà H10. 140 chất mà H10 cho em luôn nhá. 140 chất mà H10 giúp em. Cực đẹp luôn. Cho mấy cái này lên đo cạp với cả trang lúc mấy cái này lên chị Trần Thị Nhung ơi, chị chất tin nhắn giúp em nhá chị ơi. H10 chị Hạnh Nguyên. Màu của nó là tông màu xanh rêu. Bản này không chốt thì cực kỳ tiếc luôn các chị nhá. SM đều vừa bởi vì đằng sau lưng cặp chun cho em luôn. Hai size SM đều vừa giúp em nhá. Các chị yêu nào eo từ 66 đến tầm 75 cực đẹp. Eo 66 đến 75 hai size SM 150 chút mà H2. Bản này đẹp lắm mọi người chốt nhanh. H2 150 cho em luôn ạ. Chị Vũ Thị Hảo nhanh tay lên chị ơi. 150 chút mà H2 cho em vô nhá. Đẹp lắm. Màu xanh than này các chị yêu này. Tông màu xanh than giúp em SM đều vừa đẹp chưa? Hai size SM đều vừa giúp em nhé cả nhà nhé. Chị nào size S size M chốt luôn cho em bởi vì đằng sau lưng cặp chun chốt mã H36. H36 150 chốt nhanh cho em mã H36 nhé. 150 chốt mã H36 cho em luôn. Cực đẹp luôn. H36 150. Cắm sạc pin ra đây cho chị nào. Máy này là máy của đứa nào đây? Thủy, lúc nào máy cũng hết pin. Đã nói là khi nghỉ giải lao thì cắm sạc vào. Chị Trần Thị Nhung ơi, chắc tin nhắn giúp em chị ơi. Một cái chân máy cực kỳ đẹp này. Cắm bắt đầu cắm đi, không đưa lên xong rồi chị cắm vào đây luôn. Một cái chân váy kẻ đẹp và hách tuổi dã man luôn. Cái này có nắp điều chỉnh được mọi người nha. Hát ha chị Khánh Huyền. Chị Giang Phạm nhanh tay chị ơi. Cái nắp này điều chỉnh được mấy phân cơ ấy. Xinh đấy. Đẹp chưa? Bác nào eo cho em nhá. Eo từ 68 đến 72, 74 vẫn vừa. Nói chung là từ 68 đến 74. Cái nắp này các chị nhìn theo em nhá. Đây này. Cái phần cái nắp này là các chị có thể điều chỉnh thoải mái được cho em nhá. Mọi người nhá, nhìn thấy không? Bấm vào cái bấm này cho em nhá. Xong rồi mọi người kéo ra kéo vào cho em như này này. Tất cả các bác có những cái chân váy này này. Mọi người kéo ra kéo vào nó có đường dây này này. Đó. Xịn xò lắm luôn này Thủy này. Xịn cực kỳ luôn. Sẽ du di được khoảng tầm cái này là 7-8 phân đấy. Cái này du di được tầm 7-8 phân cơ. Để bãi trưởng. Em phải giúp bị cái này luôn đi. Cái này chắc chắn là... Em chào anh An. Cái này chắc chắn là sẽ vừa. Chị thì anh An tận đồng đến mình ấy. Cái gì cơ? Chị thì anh An là chị thì mới hết pin thì anh sạc được. Điện thoại. À, điện thoại. Ok. Mày đọc cho hết câu. Điện thiên thì chị xem. Em chậm uống. Đang sạc luôn. Đang hết kìa.
Hiện tại hết pin người cũng hết pin luôn, sang sạc luôn đi anh ơi. Em này cho em nhá, giá từ 66 đến tầm 76 đều vừa cho em, bởi vì là có nấc điều chỉnh. Các chị lấy nhanh không, em phổ dự bị cái này luôn đấy. Mà mới như các chị đi mua mới nhá, cái này em xin phép bằng 180 chút mã này cho em là mã C51 cho em nhá. C51 180. Em mua cái quên những cái chân váy xếp ly như này không có giá dưới 500.000 bao giờ. Cái những cái chân váy rẻ nhất của em từ tầm 800 đến tầm 1,5 triệu một cái cơ mọi người ạ. Ví dụ như cái quần váy em đang mặc này cũng 1,550,000. Mà những cái chân váy này em bán cho mọi người 150-180, em thấy là nó quá bèo bọt luôn. Nó mới như các chị đi mua mới, các chị cứ nhận hàng cho em mà xem nhá mọi người nhá. Em cũng không nói điêu mọi người đâu, mới lắm luôn. C51 cho em nhá, C51 cho em phổ luôn. Thủy, dạ. Những cái này chị đi mua 1,550,000, bán 150 một cái này. Có nên để lại không? Ờ. Em thấy luôn, em dự bị cái này luôn đấy. Comment cho em này là mã C51, để riêng là C51 là chị 150. Chị Trương Lệ ơi, được chốt mã nào thì nhé, em gửi tin nhắn mã đó nhé chị nhá. C51 150, các chị ơi, cứ mặc một cái chân váy kẻ cho em, cực kỳ hách tuổi, các chị mix với áo phông thôi cho em đẹp luôn ấy. Cái nào vừa vọng eo mình thì các chị cứ chốt. C51, mặc đi chơi đẹp lắm mọi người ạ, thực sự luôn, em nhiều lắm. Em mấy chục cái chân váy kiểu như thế này luôn ấy. Màu kẻ thì em mặc khoảng tầm 10 cái quay đầu thôi, nhưng mà riêng màu đen tại vì em like thì em hay mặc màu đen màu trắng. Nên là thành ra em ưu tiên, em đi đâu thấy em đều mua. Em phải đến tầm 50 cái cả màu đen màu trắng luôn chân váy xếp ly ấy mọi người ạ. Đúng rồi. Người đến mùi man mát thì nhờ. Thì nhờ. Thì có người đến mùi thối thối trong cảm không thì. Có chị ạ. Em biết rồi. Nghe cái nói là đều hiểu. Cả gì em cũng thế, từ trước người ta bị nói mát à. Gọi là mát hết cả người luôn. Bây giờ chỉ có em cần sạc thôi anh ạ. Đúng rồi, em thì đang thiếu lắm, đang cần sạc thôi nhá. Chị thì dùng iPhone 13 nhưng phải sạc iPhone 4. Có cho đường cho gì không đấy hả? Không, kia báo người ta rốt đấy. Ờ, mình cho đường cho gì nhá, thì thấy ngọt quá, thì tưởng là đường. Ngọt thì ngon. Sao chị? Thì đấy nhất thì chị. Hứ? Cà rốt thì ngọt. Cái gì cơ? Mát mát cả thế giới nhất đấy. Ngày nào ta sẽ gặp một ngày ta mất tích thì nó thành như thế thôi chứ làm sao. Eo này cho em nhá, 74 quay đầu trước mã V47 150 ạ. Các chị cứ thử nghe em vô đi, mix áo phông với cả những cái chân váy kẻ này mặc đi chơi rất là trẻ và đẹp luôn mọi người nhá. Eo cho em vô cái này, eo 70 đến 74 trước mã V47 150 ạ. V47 cho em nhá, 150 trước mã V47. Eo ơi, cái này giống cái vừa xong như kìa. Đẹp em mặc với cái áo tím tím, cái hơi họa tiết hơi tím tím của chị, đẹp dã man luôn. Đẹp lắm mọi người nhá. Nó cũng sẽ có nấc điều chỉnh như này cho em, rất là xịn sò luôn. Du di được tầm 7 phân đến 8 phân. Cái này nó xịn sò hơn những cái khác nhá mọi người nhá. Nhìn em đây này. Nó sẽ du di được, đưa cho gì mượn cái dây đo gì đo chuẩn cái này xem là du di được nhiều phân không. Gì? Chị phố hôm nay tươi tắn thế, chị em hôm nào cũng tươi anh ạ. Con người đầy đủ thì nó tươi thôi. Chị đang nói ai chị? Ai cũng thế. 7 phân rưỡi đến 8 phân mọi người nhá. Cái này giữ gì được 7 phân. Bình thường là những cái chỉ neo này ở bên trong không kiểu thích thích ấy nhỉ. Cái này xịn sò. Cái này nó xịn vãi trưởng luôn ý. Lần đầu tiên em nhìn thấy cái chân váy này, mặc dù em cũng mua hàng đắt tiền rất là nhiều luôn mà không thấy cái chân váy nào xịn sò như thế này đâu mọi người nhá. Cái này còn đắt hơn chị ạ. Ừ. Chị chắc chắn chị nghĩ là cái này mà mua mới nó đắt hơn luôn ấy. Nhanh tay cho em nhá, eo cái này cho em vỗ luôn. Eo cho em từ 64 đến tầm 72-74 được ạ. Bởi vì du di được tận 7 phân cơ. Du di được 7 phân rưỡi cho em một cái nấc điều chỉnh này này các chị nhá. Eo từ 64 cho em này mặc được ạ. Các bác eo từ 64 đến tầm 72 mặc cực kỳ đẹp, 72-74 đều được cho em. Du di được 7 phân cơ, đẹp lắm, mọi người chốt nhanh như này nhá. Comment mã 63 cho em lấy mọi người 150 chút nhanh mã 63. 63 giúp em phổ luôn 150, mặc đi chơi chụp ảnh cực đẹp luôn. Mã 63 150 giúp em. Con quần cam. Quần cam hả? Ok, ưu tiên chị nào hỏi nhá mọi người nhá, em lên luôn. Các chị khách mời nhớ mã kèm số điện thoại giúp em nhé các chị ơi. Tao nhà gì lại để đâu rồi nhỉ? Quanh khu vực đây này. Hôm nay mình có cái mùi thơm gì lạ lạ ấy nhỉ? chị ngày mình vừa khen tới vừa về đói tới như thế đấy nà nà thấy chưa hai size M đều được, đằng sau lưng cặp chun bắt nào. Ui cái cầu quần là cam này, bạn là tinh đấy nhở, đẹp quá, cam kiểu cam cháy cho em nhá, rất là đẹp luôn ạ.
Eo cho em phổ cái này maximum đến 74, eo từ 64 đến 74 cho em là sau lưng cặp chun nhá. Eo 64 74 là các chị 150 chút luôn, mã này cho em là mã H46 á. H46 150 cho em nhá. H46 150 cho em phổ luôn. 150 chút mã H46 cho em, mặc mát cực kỳ luôn. SM đều vừa. 263 chị Dung Dung Nguyễn. Đẹp dã man luôn. Hai size SM đều vừa giúp em. Hai size SM đều vừa đằng sau lưng cặp chun cho em mọi người nhá. Dung sau lưng SM cho em xin sau lưng cặp chun thực ra cái này em thấy là SML đều được nhá. Comment nhanh cho em mã này là mã H31 cho em nhá. 150 chút mã H31 ạ. 150 chút mã H31 cho em phổ luôn cả nhà nhá. Các chị khách mời nhớ comment mã cách sử điện thoại để được đi tiên chốt đơn cho em nhá. 46 chị Mai Sela. Em lên một cái màu đen này các chị ơi, mặc rất là hết chân luôn. Hai size SM đều vừa. Màu đen hai size SM đều vừa giúp em luôn này các bác này. Màu đen thì các chị mix với áo gì ở trên cũng đẹp. 150 chút mã H6 á. H6 cho em nhá. 150 các chị nhanh tay chút mã H6 á. Các chị còn sau lưng tay chị ơi. Màu đen quốc dân tiếp, mặc với cái gì ở trên cũng được, SM đều được bởi vì đằng sau lưng cặp chun đẹp nhờ. Sau lưng cặp chun và cái chất kiểu màu đen này đẹp. Hello bác Uyên Uyên, chào các chị mới vào nhá. Cái này đẹp lắm luôn ý. Tâm Vũ, chị Hoa Vũ, chị Nguyệt Thu nhanh tay lên nào các chị. Dân quần trắng đi em, ok chị bóng cùi mía. Em này chị yêu nào phong sai. SM đều vừa cho em phổ 150 chút mã H17 cho em, cái màu đen này đẹp này. 150 chút mã H17 cho em phổ cực phẩm. H17 150 giúp em nhá. Đẹp lắm cái mã H17 này luôn. 150 mã H17, cái này đẹp quá luôn này các chị ơi, cái này mặc siêu mát luôn ấy. Oversize SML đều vừa. SML đều vừa cho em nhá, mặc không mát các chị hoàn hàng cho em luôn. 140 chút mã H25. H25 140 màu xanh cực kỳ hot trên năm nay luôn này. Form cái này cho em size ML cả nhà nhá. Em này thì size to hơn một chút, size M size L cho em mặc đẹp ạ. Size M size L cho em nhá. S cái này mặc bị hơi rộng cho em ạ. Chun nhưng mà mặc cái này size M size L cho em. 150 H40 cho em nhá. Chốt nhanh mà H40 150 á. H40 giúp em 150 cả nhà nhanh tay cho em. Chốt nào chốt chắc giúp nhà em nha, nhà em không bán hủy xả đâu. Không hủy xả đâu các bác nha. Chốt cái nào chắc chắn hộ em cái đó ạ. Size này cho em SM đều vừa. Hai size S size M đều vừa giúp em luôn ạ. Chị nào size S size M đều vừa giúp em chút mã H69 á. 150 chút mã H69 luôn. 150 chút mã H69 không đẹp hoàn hàng nhá. H69 150 cho em. Xinh xỉu ác xỉu đao. Ủi cái màu này dã man này. Ôi. Chân mày trắng của chị Phố có phát không? Mới mua hôm nay mặc được 2 buổi có nên phát không? 240 chị Hoang Vũ. 1.550.000 các chị thích em mát bao nhiêu? Em chưa chán cái này vì em mới được mặc có 2 lần. Hoang Vũ khách mới cho nhà em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Em mới được mặc có 2 lần nữa chị ơi để cho em mặc đã. Size này cho em vào nhá mọi người nhá. Hai size SM đằng sau lưng của nó. Cái này là cặp chun chứ không phải sau lưng, tất cả đều là cặp chun mà cái chun của nó xịn này mọi người nhìn thấy không? Form size S size M đều vừa cho em cặp chun ạ. Hai size SM đều vừa cặp chun cho em nhá mọi người nhá. Hai size SM chất luôn cho em, mã này là mã H29 ạ. H29 150 chất mã H29. 150 chất mã H29 giúp em luôn. H29 150. Ôi em có một cái chấm bi nhá. Nền đen. Được mã nào nhà em gửi tin nhắn mã đó nhá chị Hoa Vũ ơi. Chị mới được một mã thôi ạ, chưa cho nhà em xin địa chỉ. Chị Hoa Vũ ơi, không gửi địa chỉ là em xin phép dừng chốt đơn của chị đấy. Theo dõi đi, em mặc mấy lần là em lại trả lên lại bát cho mà nhá. Đây chưa này các chị yêu này. Form size SM đều vừa đằng sau lưng cặp chun nhá. Màu đen chấm bi trắng ạ. Màu đen chấm bi trắng giúp em. Hai size SM mặc đều ok cho em. Cái này xinh mọi người nhá. 150 chút mã H65. Hàng hiệu của Gu luôn nhá. Không đẹp hoàn hàng cái này luôn. Nói chung là Gu khỏi phải nghĩ luôn các chị ạ. H65 150 cho em luôn ạ. Chốt mã H65 150. Cái này màu đẹp nhờ. Cho màu xanh rêu cho em phổ luôn. Đẹp xuất sắc. 229 cho chị Vũ Thị Hảo. Hai size SM đằng sau lưng cặp chun. Nói chung là những cái quần váy này đằng sau lưng có chun nên là mặc rất là sướng luôn ạ. Comment cho em mã H61 cả nhà nhá. H61 150 cho em phổ luôn. Chốt nhanh mã H61 150 chốt mã H61. Em được cái em có cái dinh bào này, bác nào chốt được sướng nhá. Đẹp nhờ. Cái dây các chị yêu có thể buộc cho em nhá mọi người nha. SM đều vừa cho em luôn ạ. Size S, size M đều vừa có túi đấy các chị yêu này. Có túi cho em nhé mọi người nhé, rất là đẹp luôn ạ. Bác nào form size S, size M cho luôn cho em phổ, không đẹp không lấy tiền cả nhà luôn ạ. Hai size SM đằng sau lưng cặp chun. Comment cho em mã này là mã H63 cho em nhé mọi người nhé. H63 giúp em luôn. Cái này M đến tầm eo 72, 74 thôi nhá. H63 đúng không nhỉ? H63 150, cái dinh bào này đẹp này, mặc dáng lửng lửng luôn nhá. H63 150 giúp em. Chị Trương Lê ơi, lên mã giúp nhà em nhá. Chị nói thế, chị chốt thế nhà em không biết mã nào đâu ạ. Cái gì cơ? Lấy zin giấy nhé. Lấy zin giấy nhé. Chị ơi, cái mã zin giấy là mã gì em? Đấy, mã zin giấy là mã gì? H69 chị nhá. Zin giấy là mã H69 á.
tất cả các sản phẩm nhà em đều có mã. Ví dụ như cái quần này em giơ lên, mã của nó là mã 22. Sản phẩm nào đều có mã hết. Các chị phải comment mã và cách số điện thoại của mình bên cạnh cho em nhá. Đừng là quần jean hay quần gì, mã gì em đọc là bao nhiêu thì các chị comment theo mã như thế cho em. Bởi vì nhà em sẽ chốt theo mã nhá. Các bác chốt sai là sẽ không chốt được đơn đâu mọi người nhá. Phong size ML mặc đẹp này. Phong size M, size L cho em mặc đẹp luôn ạ. M và L giúp em mặc đẹp nhá mọi người nhá. Chị nào phong size M, size L chốt mã này cho em là mã H22. H22 cho em nhá, size to ML. H22 size M, size L giúp em nhá. Gì nhỉ? Em bảo cái gì rồi quên. Thôi thì nhớ thì nó đỡ hình nghĩ đâu đầu. Size to ML. H63 chị Trương Lệ. Size to ML, H22 giúp em phổ nhá. Cái này đấy lắm mọi người, chốt mã H22 150 M và L ạ. H22 150 giúp em luôn nhá. Ôi cái màu xanh ngan này, cái màu đen với màu xanh ngan mọi người rất nhanh đẹp, các nick đồ cực kỳ dễ luôn. Cái dáng quần Âu công sở các chị mặc đi làm rất là đẹp luôn này. Hai size S M tiếp cho em, xinh quá. Đằng sau lưng cặp chun cho em có túi này, S và M mặc đều xinh cho em phổ nhá mọi người nhá. Hai size S M giúp em, còn mấy chanh cho em mã này là mã H50 150 ạ. H50 rẻ dã man, rẻ nhất thị trường hàng xinh luôn ạ. 150 luôn cho em. Các chị đi mua M những cái này nó rất là đắt. Còn các chị đi mua hàng si phải tầm 200, từ 180 đến 250 cho em một cái nhé mọi người nhá. Bình thường nhà em phổ vẫn bán 108, tối nay em xách cá cực rẻ luôn. Em này size SM đều vừa giúp em mà H81 ạ. Hai size SM giúp em nhá mọi người nhá. H81 150 luôn cho em nhá. Ở Phương Thảo Nguyên thử nhìn mấy cái shop mà Phương Thảo Nguyên hay mua ấy, không có giá những cái này dưới 200.000 luôn ấy. Em này cho em nhá, 150, hai size SM đằng sau lưng cặp chun cho em, 150 chút mà H81 cho em luôn ạ. H81 150 giúp em phổ nhá. Màu đẹp dã man luôn này. Tông màu này rất là xinh luôn. Size tiếp tục này, SM đều vừa cho em cái màu độc lạ nhá. Cái màu này các chị nhận được ngoài like nhá, rất là sang và đẹp luôn. Hai size SM đều vừa này các chị yêu này. Chị nào size SM đừng bỏ qua cái này, đẹp lắm luôn ý. Hai size SM chốt nhanh cho em, mà này là mà H80 nhá. H80 cho em hổ, đẹp xuất sắc luôn cho em cái này. Bác nào bỏ qua cái này cực kỳ tiếc luôn. Chốt nhanh mã H80 cho em nhá. 150 chốt mã H80 luôn ạ. 150 chốt mã H80. Màu kẻ cho em nhá. Kẻ nó là kẻ sọc xuống nhưng rất là hết chân luôn. Chị nào phong size chuẩn M mà cái này đẹp này, đẹp lắm luôn ý. Em này cho bác nào eo size cho em cái này tầm từ 70 đến tầm 78 đều được cho em nhá. Đằng sau lưng của nó là cà chun ML cho em. Thực ra em thấy S mà ví dụ như eo từ 70 trở lên là mặc được rồi. Eo từ 70 đến tầm 80 các chị ơi chút nhanh cái này cho em đẹp lắm nhá. S là M đều ok cho em luôn. S, M, L đều được. Mà H21 cho em 150 ạ. H21 150 cho em đổ luôn nhá mọi người nhá. Cái hoa này mặc rất là đẹp và mát này luôn này các chị này. Phong size SM đều vừa giúp em phổ luôn. Hai size SM đều vừa cho em cả nhà nhá. Nhanh tay cho em cái này luôn ạ. S và M đều vừa cặp chun cho em. Cái này mặc sướng cực kỳ luôn. Hoa nhí cho em nhá. Nền của nó rất là đẹp luôn này. Bác nào thích tông màu trầm trầm một chút lấy cái này cho em. 150 mà H92. H92 150 cho em nhá mọi người nhá. H92 150. Ôi mắt lịm con tim. Mắt lịm con tim luôn cho em này. Cái này chất của nó cực kỳ là mát luôn. Cái này cũng SM tiếp cho em đằng sau lưng cặp chun nhá. Dáng lỡ này qua đầu gối em nhé. Em mặc ngang bắt chân bên dưới của em luôn ạ. Hai size SM 140 chất mã này cho em là mã H77 ạ. H77 cho em nhé. 140 chất nhanh mã H77 luôn. Em có một cái chân váy á, xếp ly. Màu của nó là màu gì nhỉ? Màu này gọi là màu ghi dáng ngắn. Để xuất sắc luôn. Để lại để giảm bớt cân đi là vừa eo là mặc sẽ rất là xinh luôn. Anh tuổi chị toàn cái chân váy gần như này luôn. Ôi cái này thì chắc chắn là chị sẽ giảm cân và mặc được Thủy ạ. Xin nhờ chị ơi. Bởi vì nó là eo 70 thôi mà. Bây giờ chị hơi chốt to một tí. Ôi cái này thì hai chị Vũ Thơ. Cái này thì em bán và em vẫn dự bị. Nếu chị nào không chốt thì em vẫn vui. Em rất vui khi các chị không chốt cái này. Eo 70 quay đầu 180. Chốt mã này cho em là mã 03. Mà không mang em phố dự bị. Những cái chân váy như thế này em phố mua toàn tầm 800 đến 1 triệu rưỡi một cái. Những cái chân váy này của em này em mua màu đen nhiều. Màu này thì em, cái màu này thì em không có. Em có màu nâu thôi. Màu này em không có. Nhưng cái này nó hơi bé hơn với em, dạo này em đang tăng cân. Em này ơi chị yêu nào, eo 70 quay đầu cực đẹp mọi người nhá. Eo 70 quay đầu cho em hổ luôn. Cái này em phố mua rất đắt luôn. Em dự bị luôn 180 chất mã 03. Chị nào eo 70 quay đầu chất mã 03 180 để riêng cái đấy luôn cho chị. Mã 03 180. Các chị khách mới chốt được 2 mã vui lòng chuyển khoản cọc giúp nhà em để ưu tiên mã tiếp theo nha các chị ơi. Đẹp nhờ. Đây này, cả hội cả team đi chơi mà mặc cái chân váy này các màu ấy. Xịn sò vãi trưởng luôn ý. Thì này. Xịn nhờ. Ồ.
Cái lô này nó VIP nhá, hôm nay rất là nhiều cái chân váy xịn này cực kỳ luôn. Cái lô này nó hot trend này chị. Này gái ơi. Cái gì nhỉ? Đây này. Mỗi đứa mặc một màu. Đứa nào thích mặc màu gì thì mặc. Mặc như thế này, mặc như thế này xong rồi cả hội chụp ảnh thề luôn, mặc áo phông trắng hoặc áo phông màu trên nữa, đẹp nhỉ. Quần váy và váy chân váy ngắn nha chị Phan Hương Giang ơi. Cái gì cơ? Chị hỏi là quần váy hả em? Cái này là chân váy á, có quần váy và chân váy nhá, rồi nhá. Cái như cái này là chân váy xếp ly. Cái này thì không cần phải có đúng ở bên trong đâu, bởi vì nó rất dài. Như ví dụ như những cái mà em mặc nó ngắn như thế này thì nó mới cần có đúng ở bên trong, như em này nó là quần giả váy rồi mọi người ạ, nhá. Đẹp nhỉ. Em đang thích lắm luôn đấy mọi người ạ. Eo cho em vô nhá, cái này cho em, eo cho em từ 68 đến tầm 76 vẫn vừa, bởi vì là cái này cho em nó du di được khoảng tầm. Không ba chị Vũ Anh, các chị sao nhanh tay nha các chị ơi. Cái này du di được khoảng tầm 7 phân cơ mà. Đây gì mượn cái dây là gì đo maximum cái này xem nào. Đấy ơi. Eo cho em từ 70 cho em nhá, đến tầm 76 thoải mái luôn ạ. À. Eo 70 đến 76. Này con ơi. Eo 70 đến 76 cho em nhá mọi người nhá. Eo 70 76 đẹp nhỏ, du di được nhiều cực kỳ luôn. Bạn nào thích chốt luôn cái chân váy này cho em, đẹp quá. Em có mấy cái các màu kẻ khác nhau rất là đẹp luôn. Các chị có thể mua cả hội đi chơi nhá mọi người nhá, rất là đẹp luôn. Dù bạn bè vào đây mua cho em cả team chân váy trên tường eo bao nhiêu đấy ạ? À, Hải Yến ơi, chân váy trên tường là eo của 66 thôi nhá. Chân váy trên tường là eo của 66 thôi chị Hải Yến nhá. Em này chị yêu nào eo cho em nhá, đến tầm 76 đẹp cực phẩm luôn. Đấy các chị yêu 160 chất má C53. Mới như các chị đi mới luôn, mới tinh luôn cho em nhá, 160 chất má C53 cho em luôn nhá. C53 160 đây này, các chị có thể mua cả nhóm đây này, cũng tông màu xanh. Đây này như cái này này, đẹp lắm luôn. Cũng có đất điều chỉnh như thế luôn cho em. Đẹp xuất sắc luôn. Eo cho em nhá, cái này từ 66 cho em. Đây em chỉnh tối đa cho các chị yêu xem luôn. Xịn trò thế. Thế luôn, chưa bao giờ thấy cái chân váy nào nó có cái nấc điều chỉnh xịn như những cái chân váy này luôn ấy. Đây nhờ. Đẹp mê hồn luôn ấy. Đẹp mê hồn luôn ấy. Size này cho em nhá, eo từ 66 đấy đến tầm 72 được ạ. Eo 66 đến tầm 72 cho em nhá mọi người nhá. 160 chất má 01. Đó đẹp quá. 160.000 chất má 01 giúp em cực đẹp ạ. Má 01 160 nhá cả nhà nhá. Chốt nhanh má 01 160. Đẹp chị ơi, đẹp. Chị ơi, hôm nay nhà em có quần váy với lại chân váy nhá chị nhá. Quần sóc để một like khác ạ. Quần sóc có đấy. Có chị. Ừ. Có quần sóc mà. Có các quần sóc cái ơi. Đây này, nhìn bên này này. Có quần sóc đấy chị ơi, để em lên cả quần sóc cho. Form size này cho em này. SML đều vừa 3 size ạ. SML đều vừa giúp em nhá. Quần sóc em cũng có các chị ơi. Quần sóc, chân váy ngắn, quần váy ngắn, dáng ngắn và dáng dài đều có hết luôn. Oversize SML đều vừa, tông màu xanh rêu, 150 chất má H26 ạ. H26 150 nhá mọi người nhá. Đây quần sóc đây, lên cho các bác ít một ít quần sóc nhá mọi người nhá. Màu đẹp cạn lời luôn. Cái màu này các chị ơi, xinh xỉu áp xỉu đao luôn ấy, xinh nhỏ. Như em cái form quần sóc nhà em đây này, đẹp chưa? Eo cho em phổ 70 quay đầu các chị yêu nhá. Eo 68 đến 70, đẹp gọi là đỉnh của chóp luôn. Nhận hàng feedback quần cho em mọi người nhá. Eo cho em nhá, từ 70 quay đầu, comment mã M35 cho em nhá. M35 giúp em phổ luôn 150, không đẹp không lấy tiền các chị luôn. Quần nhà em là quần đến tuyển từng cái một, nó đẹp xuất sắc luôn mọi người nhá. Đó, không phải là hàng kiện của các một vài shop là cứ chọn ra được một vài cái một kiện để nhặt ra những cái đẹp để bán đâu. Đây là nhà em hàng hè nhưng em vẫn làm hàng đến tuyển từng cái một luôn ấy. Mã M35 cho em nhá, eo 70 quay đầu. M35 150 chất mã M35 giúp em. Quần sóc anh có nhá. Có chân váy công sở nhá chị ơi. À bác nào thích cái những cái răng lỡ em cũng có. Cái màu này gọi là đẹp, gọi là đỉnh của shop luôn. Màu này như kiểu màu màu ghi. Màu ghi thì đẹp nhỉ. Tao màu ghi cho em cực phẩm. Chị nào vừa eo cái này chốt luôn nhá. Bác nào eo cho em cái này eo 6668. Chốt mã 57. Eo ơi đẹp quá, 150 mã 57. Đẹp ơi đẹp luôn. Mã 57 150 không đẹp hoàn hàng, mã 57. Mới như new luôn. Mã 57 150 nhìn cái cặp quần đẹp nhỉ. Eo 6668 lấy luôn cho em nhá. Mã 57 150 luôn ạ. Mã 57 150 nhá mọi người nhá. Em có màu đen đây này các bác ơi. Màu đen thì các chị mix được cái gì ở bên trên cũng đẹp. Sao màu trắng eo 6466? Có. Ủa? Có luôn. Trời ơi, eo 6466 eo đẹp thế. Màu đen này. Màu đen đẹp dã man luôn, mix với cái gì ở bên trên cũng đẹp. Eo 6668 cho em tiếp mà A33. Eo 6668 mà A33 màu đen nhá các chị ơi. Mới tinh luôn, 150 mà A33. 150 chút mà A33 giúp em nhá mọi người. Màu trắng eo bao nhiêu ta? 6466 ạ. 6466 lấy luôn cho em cái này nhá, maximum đến 68. Eo 6466 cặp cao hẳn lên, đẹp, chất của nó bao mê luôn.
Chị nào vừa hỏi eo 64-66 màu trắng chốt luôn cái này cho em vỗ. Còn mấy cho em mã này là mã A56-150. A56-150, em rất thích mặc cái quần trắng như này này. Cái này mà vừa sai em không bao giờ bán luôn đấy. Em này là mã A56 nhá, 150 chốt mã A56 á. A33 chị Thanh Xuân, Yến Lê nhanh tay nào chị ơi. 150 mã A56 cho em nhá, ngồi nhá. Nhanh tay chốt mã A56 150 luôn. Em này là một em màu trắng kem nhá. Cái này là màu trắng kem luôn. Màu này đẹp nhờ. Cái chất của nó là chất lụa tơ nhá, đẹp chưa? Lên phong đẹp đỉnh luôn các chị yêu này. Màu của nó là màu kem kem một chút này, đẹp dã man. Chị nào eo cho em 70 đến 74 mã 70 này. Eo 70 74 chút mã 70, eo cái này đẹp nhờ. Eo 70 74 chút mã 70 cho em nhá. Cái này 150 mã 70 cho em. 150 chút mã 70. Em cứ lên xem kế cả ngắn cả dài nhá mọi người nhá. Các nào mới mã cách số điện thoại giúp em nhá chị Liên Nguyễn ơi. Chị Liên Nguyễn ơi, comment mã cách số điện thoại cho em. Em sẽ like xem kể cả ngắn cả dài cho các bác nào thích ngắn thì chốt ngắn, thích dài thì chốt dài. Cái này sẽ L cho em nhá. Eo 80 đến eo 84, 85 đến tầm 90 cơ. Chị nào sẽ L sẽ XL này. Chốt luôn chị ơi. Chị nào sẽ to chốt luôn cái này nhá. Eo 90 quay đầu chốt mã này là mã E183. Đừng làm mã 3 cái cho gì đọc rất là lâu nhá con nhá. Làm 3 2 số thôi. Đã mã rồi thì 2 số đằng sau thôi chứ không cần A56 chị Liên Nguyễn. Comment cho em mã E183 nhá. E183, eo 90 quay đầu, 140, má cho em là mã E193, E183 đúng không? E183 cho em nhá, cả nhà nhá. Liên Nguyễn khách mới cho nhà em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Lửng này các chị ơi, tông màu xanh than, hai size SM đằng sau lưng cặp chun đẹp nhỏ. Hai size SM đằng sau lưng cặp chun cho em vội nhá. Mã A4 cho em luôn 150. A4 150 cho em luôn nhá. Chốt nhanh A4 150, đẹp chưa? Màu đen cái chất của nó xịn lắm mọi người nhá. Màu đen chất siêu phẩm cho em luôn. Đẹp không đẹp không lấy tiền cả nhà luôn ạ. À. Hai size S và M đều ok la cho em cái này nhá. Hai size S và M chốt mã này cho em là mã. Cái mã là cái gì đây? H126 à, tạm dịch là như thế đi. H126 cho em. H126 cho em mọi người nhá. Chốt nhanh cái này cho em ạ. H126 màu đen này, đẹp quá. Chị Hương ơi, đang xem like không? Chốt luôn cái màu đen này. Chất của nó đẹp và mới tinh luôn. Em để 150 cái này thôi, bác nào nhanh tay được, chậm tay không có. H126 150 ạ. H126 150 nhá. H126 150 cho em. Màu xanh độc lạ luôn này. Tông màu xanh độc lạ cho em phổ nhá. Tông cái màu xanh này nhìn mùa hè cực kỳ sướng mắt luôn. Phong size ML hàng hiệu của Gu luôn cho em, đẹp nhờ. Cái tông màu xanh này đẹp thế. Phong size M, size L cho em hộ nhất cả nhà ơi. Chị nào size to M, L chốt mã này cho em là mã 2126 chị Thu Hường. L78 cho em đẹp chưa ạ? Chị nào size M, size L chốt mã L78, 150. L78 cho em hộ nhất, 150 chốt mã L78 luôn. 150 chốt mã L78 giúp em. Em có một cái jean giấy này các chị này. Một cái jean giấy mặc rất sướng luôn. SM đều vừa đằng sau lưng cặp chun ạ. Hai size SM đều vừa đằng sau lưng cặp chun. 150 chốt mã T92. T92 cho em 150. Em có một cái kaki đẹp lắm. Có một cái kaki rất là đẹp luôn. Cái màu cam đất ở chỗ này đẹp thế. Ở chỗ Hương hay không? Đo cho gì cái cam đất trước. Đẹp chưa? Em này là một tô màu kem be nhá. Màu này rất là sang luôn. Em này chị nào phong size SM chất kaki đằng sau lưng cặp chun ạ. Hai size SM 150. Chút mã này cho em là mã T91. Cái này các chị ơi SML đều vừa luôn ý. SML đều vừa giúp em nhá. Đằng sau lưng cặp chun thoải mái lắm. Bởi vì là cái chun này này. Em tưởng là SM thôi nhưng cái này cả L vẫn vừa luôn nhá. SML đều vừa luôn giúp em. Đằng sau lưng cặp chun cho em 150, chốt mã này cho em là mã T91 ạ. T91 cho em nhá, 150 cho mã T91. T91 150. Chị nào size to là cái màu đen này. Bác nào size to là cái này cho em nhá, size ML màu đen này. Size M, size L màu đen giúp em luôn ạ. Chị nào size to ML màu đen chốt mã T14 ạ. M và L mà T14 cho em nhá. Mã T14 size này thì các bác nào cũng mặc vừa luôn. Oversize cái này cho em nhá. S mặc hơi rộng em thấy tư vấn là MLXL. MLXL là cái này cho em luôn. Còn mấy cho em mã T14 cho em nhá. 150 mã T14. Trời ơi chỗ này màu đẹp quá các chị ơi. Tông màu cam cho em vỗ này. Tông màu cam cho em nhá. Chị nào phong size cho em cái này cũng oversize tiếp cho em. Cặp chun ạ. S, ML đều vừa cho em 3 size mặc đều được nhá. 150 chút mã T11 cho em luôn ạ. T11 150 cho em vỗ luôn nhá. Chốt nhanh mà T11 150. Cái tông màu xanh min này nhìn mùa hè rất là đá mắt luôn này các chị này. Tông màu xanh min cho em vỗ nhá các chị yêu nhá. Tông màu xanh min cho em, chị nào phong size to cho em cái này ML mặc mới đẹp ạ. Size M, size L cho em nhá cả nhà nhá. Tông màu xanh min cho em, chị nào size M, size L 150 chốt mã này cho em là mã T95 150. T95 giúp em nhá 150.
màu kem đẹp nhỏ, màu gọi là màu củ đậu nhá, màu trắng củ đậu cho em nhá. Nhìn thấy cái phong quần này đẹp dã man luôn. Chị Hương ơi, cái này đẹp lắm, chị Hương lấy luôn. Bác Hương, bác Marcella, Hasa SM, eo cái tông màu này sang vãi chưởng. Cho nhanh cho em một luôn, còn cho em má này là má T96 nhá. 160 mà T96 nhận hàng trên 6 hoàn hàng cái T96 ạ. 160 mà T96 giúp em luôn. Trời ơi, được chốt mã nào nhà em gửi lại tin nhắn mã đó không được gửi, có mã không được chốt đó chị ạ. Là chốt cho bác khác rồi ạ. Khách mời lưu ý nhá, không được nhận tin nhắn cái mã mà nhà em gửi thì có nghĩa là không được chốt đâu mọi người nhá. Cái mã nào mà thấy nhà em gửi tin nhắn cho mình là mình được chốt thôi mình ạ. Size cho em SM đều vừa, gen cho em này xinh nhất, cái gen này sang chảnh vãi chưởng. Hai size SM đều vừa giúp em cặp chun này, đẹp quá luôn. T96 chị trăm rưỡi, comment cho em mã này là mã T13, 150 chốt mã T13 giúp em nhá, T13 150 chốt nhanh. Chiều nay ta đi tìm cái đôi dép kia gần chết mà không thấy thì mà mua cho mẹ. Không còn luôn này chị. Mẫu đấy nó lâu rồi làm sao mà có. Xem như thế cũng chị không có luôn. Tàu chị thu nhanh tay lên các chị ơi. Hai size SM đều vừa. Hai size SM đều vừa giúp em nhé mọi người nhá. Hai size SM đều vừa đằng sau lưng cặp chân mã T17. T17 giúp em. Thế nên được tặng bằng chiếc cái áo này. Thế mình cũng thích. Mình thích mất lép. 2 size SM đều vừa. Và T17 cho em nhá. 2 size SM mà T17 150. 150 mà T17. Bà này cực đẹp luôn. 150 chứ mà T17. Ui em có cái dáng lỗ này đẹp quá. Chị nào vừa eo cho chốt luôn nhá. Cái màu cũng đẹp và cái dáng này cũng rất là xinh. Cái này size nhỏ rồi. Bà nào eo cho em 66 này. Đẹp nhỏ. Eo 66 quay đầu giúp em, quần dáng lưng này đẹp lắm. Mặc trên đầu gối, mặc rất là đẹp luôn ấy. Mọi người chốt nhanh cái chất này cho em. 150 mà T47. Eo 66 quay đầu mà T47 150 cả nhà nhá. T47 150 giúp em. Màu của em. Màu của em nó là màu xanh rêu cho em nhá cả nhà nhá. Tông màu xanh rêu giúp em luôn, đẹp chưa? Tông màu rêu dáng lưng cho em, SM đầu vừa đằng sau lưng cặp chun. Chốt mã này cho em là mã T7 ạ. T7 cho em hồ nhá. 150 chốt mã T7 cho em luôn. 150 chốt mã T7. Bài này rất là đẹp cả nhà, nhanh tay cho em mã T7 150 ạ. T7 150 cho em luôn. Màu trắng kem này các chị yêu nhá. Tông màu kem cho em hồ luôn, cực đẹp ạ. Tông màu kem giúp em rất xinh luôn. Bài này xinh xỉu up xỉu down. Đẹp nhỉ. T47 chị Thanh Xuân. Eo cho em cái này 66 đến 74 mã T73. Eo 66 đến 74 mã T73 cho em. 140 mã T73 cái này nhá các chị nhá. 140 mã T73. Em lên xem cái ca trên máy ngắn đi. T13 nhà em chốt rồi chị Nguyễn Dung ơi, lên ma mới giúp em đi. Em rất là thích mấy chân máy ngắn này này, nên là bác nào mà đi chơi các chị yêu cứ mặc cho em với cả áo phông rất là đẹp và trẻ luôn cho em mọi người nhá. Xinh quá. Eo cho em cái này nhá, 70-74 quay đầu mà C20 ạ. Eo 70-74 mà C20 150 nhá. C20 150 giúp em luôn, rất là đẹp luôn ạ. C20 150. T7 Hồ Vi. Ôi em có cái màu kem này đẹp cặn lời luôn. Trong màu kem be xinh á. Có hai cái khuy ở hai bên nhá, hàng khuy hai bên luôn, tông màu kem be. Chị nào vừa eo chốt luôn. Eo 62 66. Rồi bác nào vừa eo này chốt luôn, eo 62 66 mã L34 ạ. Đẹp nhỏ. L34 giúp em. Béo ơi, béo nhìn cái màu này tây nhỉ. Sang nhá. Đẹp nhỏ. Màu đẹp dã man luôn ấy. Chị nào nhanh tay cho em một nhá. Eo này cho em 62 66 chất mã L34 ạ. Eo 62 66 chất mã L34 giúp em nhá. Eo 62 66. L34 ok chị. Chất nhanh bán L34 cho em vổ nhá. Bản này rất là đẹp luôn. 160 chất mã L34. Chị nào được cái L34 đẹp lắm. Sang vãi luôn. Bó trên xào này. Cái này dáng lưng để các chị này. Em này dáng lưng các chị mặc đi chơi. Áo phông này rất là đẹp. Áo phông, áo hai dây, áo mông tư ghi. Nói chung là áo gì trên em thấy cũng ok luôn. Eo cái này chị nào vừa chốt luôn nhá. Eo 70 đến 76 cho em. Hai bên hông có chút chun. Mà H117 cho em 160 này. H117 160 cho em cái này nhá mọi người nhá. Eo 76 quay đầu. Eo 76 quay đầu chốt mã H117 160. H117 160.000 giúp em. Ôi em có cái dinh nhật này chị nào thích thì lấy luôn nhá. Đẹp ơi đẹp, là sau lưng cặp chun luôn này. Sau lưng cặp chun cho em vào luôn, không đẹp không lấy tiền các chị luôn nhá. Sau lưng cặp chun cho em vào. Eo này cho em 68 đến 74 mã H44 ạ. Eo 68 đến 74 chốt mã H44 cho em mọi người nhá. Eo 66 đến 74 chút mã H44 giúp em. Cái này rất là xinh luôn. Mã H44 cho em nhé. 160 thôi các chị ơi, chút nhanh mã H44 ạ. 160 mã H44 giúp em nhé. Chị Liên Nguyên chất tin nhắn giúp em nha chị ơi. Em có một cái chất kaki màu xanh rêu này. Một em kaki màu xanh rêu này, chị nào vừa chút luôn cái này cho em nhá. Sóc trên xào à? Trên xào có sóc, ok có. Đây cho em tí sóc trên xào cho. Màu của nó sẽ là tông màu xanh rêu cho em này. Chất quần kaki. Quần kaki màu xanh rêu, eo này cho em nhá, 72 quay đầu mà H49 150. H49 cho em nhá. 150 chốt mã H49 luôn ạ. 150 chốt mã H49 giúp em nhá.
Dưới này là ngắn hay dài đây, ngắn hết à? Vâng ạ. Trời, hóng like đi chị Hồng Thúy ơi. Thay thế chủ shop lên luôn quả váy trên tường. Hồng Thúy vừa à? Eo 6668 nha chị. Mai lên. Chưa tập đã uống bia thì đi giảm cân nhanh lắm. 3 giờ nhá bà nhá. Ok, chiều nay bạn ấy gọi cho tôi rồi. 244 chị Cát Tiên Vũ. Đây chưa này mọi người này. Chốt nhanh cho em cái này nhá. Eo này cho em cái này nhá. Cái này chưa đo eo hả con ơi? Cát Tiên Vũ khách mới cho nhà em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. Chưa tập bà đã cho tôi xả thế thì chết. Tiếp tục cho em luôn này. Size này ơi chị ơi, là form size ML cho em mặc đẹp nhá. Form size M, size L giúp em nhá. Rồi ôi. Đấy là bà không rảnh thế thôi chứ còn tôi rảnh lắm. Tôi giờ này xuống dốc để lấy đà lên dốc hơi lâu nên là tôi rảnh lắm. Bà cứ alo lúc nào là tôi có mặt luôn. Em Dung ơi, em có nói 3 lần rồi là T13 anh chốt rồi, chị lên mã mới giúp em ạ. Các bác ơi, nghe bạn ấy nói đi ạ, à. Không nghe bạn ấy nói rồi cứ trách bạn ấy là sao. Form size cho em cái này nhá. Chị yêu nào yêu, mấy cái này con chưa đo eo hả con? Ở chỗ nào ạ? Đấy. Thế con vừa treo ở chỗ này là gì không biết, ở chỗ này thì thấy nhá. Còn đây đã eo đâu. Đây, mấy cái này chưa có eo hết luôn. Cặp chun đi ạ. Ờ, có cái nào chun thì mới đi thôi. SML đều vừa này, cặp chun cho em nhá. Form size S, size M, size L giúp em nhá mọi người nhá. Form size S, size M, size L chốt mã này trên là mã H114 ạ. H114 cho em cả nhà nhanh tay nhá. 150 chất mã H114 luôn. 150 chất mã H114 giúp em. Thôi, em lại có một cái kẻ mà có cái nắp điều chỉnh được 7 phân đây này mọi người này. Cái kẻ này có cái nắp điều chỉnh được 7 phân cho em, siêu xinh và xịn cực kỳ luôn. Đẹp lắm mọi người ạ. Em nói thật là các chị chốt nhanh mở cái chân với kẻ đấy cho em, mặc cái áo một màu ở trên cho em, màu đen, màu trắng, màu gì cũng được, nhưng một màu chân không được, ở dưới quần đã là họa thiết kẻ rồi thì trên mình đơn giản thôi. Ví dụ như áo phông màu trắng hoặc áo phông màu đen, cứ hai màu đơn giản thôi là dễ mặc đồ nhất cho em. Eo cho em nhá, từ 70 đến tầm 78. Eo từ 70 đến tầm 78 cho em đều ok, cái này dưới 80 được cho em. Điều chỉnh được tầm 7 phân cơ, cái nấc này cho em nhá, cái nấc cái đường ray này này rất là xịn sò. Mã cho em là mã C6 cho em 160 nhá. Mới nguyên tắc mắc C6 160, nhận hàng xem là mới hay là cũ báo em nhá mọi người nhá. C6 160.000. Nguyên tắc hàng mới. Mới nguyên luôn mọi người nhá. Size này cho chị yêu nào lấy cho con được này. Một cái kẻ Burberry size này bé lắm. Chị nào eo cho em 60-64. Eo 60-64 giúp em nhá. Cái này cho bác nào lấy cho mình hoặc lấy cho con được luôn nhá. Eo 60-64 150 mà C37. Kẻ Burberry luôn. C6 thì thu C37 cho em nhá. 150 mà C37 luôn giúp em. Đây em lại có một cái kẻ đường dây nữa này. Ô, hôm nay đúng là rất là nhiều cái kẻ đường dây này đẹp dã man luôn đấy nhở. Xịn lắm mọi người ạ. Nhìn xuống nhở. Nhìn nó xịn cực kỳ luôn đấy mọi người, nhận hàng thì mọi người sẽ biết là cái chân váy này xịn lắm luôn đấy. Eo 60 đến 70 cho em ạ. Eo 60 đến 70 cho em phổ nhá cả nhà nhá. Maximum đến 70 cho em, đẹp ơi đẹp luôn. Trong vòng từ 60 đến 70 các chị ơi, điều chỉnh được cái nắp này cho em này. Cái nắp này đường dây này này nó dễ lắm. Chỉnh luôn ở ngoài để vào trong. Thật đấy mà, tại vì là bình thường nhá, quần nó sẽ có cái chun ở bên trong thôi chẳng hạn, hoặc là có chun đằng sau lưng, đấy là những cái điều rất là bình thường, nhưng mà có cái đường dây như thế này này thì em chưa thấy bao giờ luôn ý. Nó rất là xịn, mọi người nhìn đây này cho em này. Tháo hết ra như thế này cho em nhá, xong mọi người lắp vào cho em này. Lắp cái đường dây này vào cho em. Đó, nó rút gì đến tận 7 phân cơ, kịch vào đến đây được. Xịn xó vô cùng luôn. Đó, chỉ cần bấm cái nút vào đây cho em là được. Rất là ok luôn, em thấy nó xịn lắm. Ok chị, đằng sau lưng là quần bò đấy ạ, không có chân váy bò đâu ạ, chân váy bò để số like khác các chị nhá. Chị kiểu Thiên Phan thích chân váy bò. Kiều Thiên Phan thích chân váy bò thì mình được hóng trên phép cho em. Được một cái số like chân váy bò. Em này cho bác nào eo cho em cái này 66 nhá. Eo từ 60 đến 70 mà A43. 150 mà A43. 150 mà A43. Hôm nay mình có những cái lạ lạ. Nhìn này mới đỏ hơi hát. Mùi lên cho mùi ảo mùi. Mùi hoa. Không phải thắc mắc. Tại vì là lúc đầu xịt nó không mùi này mà bây giờ tự nhiên nó có mùi ngọt ngọt, còn lại cái mùi ngọt ngọt đấy. Bác chú Vinh không nhận giá. Chị không chị. Mai mà cờ đất của mày xịt nước hoa và giờ mày hít hà. Đẹp nhỏ. Hít dài thì chứ hít nước hoa làm gì. Tao thích hít nước hoa. Tao không hít, thích hít dài thì tao thích hít nước hoa. Đẹp dã man luôn. Em này cho chị yêu nào cho em nhá. Bác nào form size cho em thì cũng đẹp nhỉ.
Và sau lưng cặp chun cho em luôn nhá. Ủa, eo cho em từ 70 đến tầm 80 ML đẹp lắm. Chân dài miên man. Chân dài miên man. Eo 70 đến 80 cho em, mà T5 cho em nhá, 160. Các chị nào cho được T5 hình như Uni thì phải. Đấy, chuẩn luôn. Hàng hiệu Uni mới nguyên tác luôn, mới lắm ấy mọi người nhá. Cho nhanh cho em vào luôn, mã này cho em là mã T5, 160 mã T5 cho em luôn. 33 chị Xuân Tâm. Cho mọi người xinh nhỉ. Cái này size XS thôi cho em. Đằng sau lưng cặp chun size XS giúp em nhá. Dáng lỡ cho em luôn, dài qua đầu gối em một chút, đẹp quá, 150. Cho nhanh cho em mã này là mã T6. T6 150 nhá, đẹp quá đẹp luôn. 150 cho mã T6, chị nào thích màu trắng dáng lỡ lấy cái này cho em đẹp nhỉ. Bao nhiêu chị hỏi màu trắng luôn chị ạ? Màu trắng dáng lỡ này các chị yêu này, đẹp quá. Eo cho em 70 đến tầm 78 bởi vì là sau lưng có chun. Eo từ 70 đến 78 sóc đây ạ. Eo 70 78 đây nơi. Nhấc cái chỗ này sóc sang đây cho chị. Eo 70 78 cho em nhá mọi người nhá. Chị nào eo 70 78 lấy luôn cho em phổ cái này luôn nhanh tay. 160 chốt mã này trên là mã T83 cực phẩm ạ. T83 cho em nhá, 160. T5 chị Trần Thị Nhung. Các chị canh okay, ơi, chốt mã nào chốt chắc giúp nhà em nha các chị nhá. Màu be cho em vô luôn nhá, quần sóc này các chị ơi, quần sóc này. Màu be cho em luôn, các chị đến mua du lịch rồi đi chơi các chị mặc cái quần này cho em rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Hương đỡ quần luôn. Hàn cơ. Đa dân đau thận. Cho tôi đỡ phải lấy, rồi bây giờ tôi lấy tôi cứ phải moi nhá. Yeah. Đẹp quá luôn này các chị này. Size này cho em nhá. Eo này cho em 68 đến 72 chất mã 87. Eo 72 quay đầu chất mã 87 ạ. T5 chị Trần Thị Nhung, T83 chị Hạnh Nguyên. T5 Trần Thị Nhung, chị Hạnh Nguyên không giấu đâu. Wow, các bạn cứ ăn cái gì đây? Món này tôi được ăn không các bạn? Quả gì đấy chị được ăn không? Dưa gà ngọt chết đi được. Làm mệnh miếng nào. Ăn được không mẹ? Nào trời ơi, màu trắng ở chân kìa các bạn ơi. Mạng chậm quá, bật 4G lên chị ơi. Hạnh Chu. Chị ơi, bình xịt mũi còn không? Ho à? Lên lấy cái túi thuốc màu đỏ xuống đây chị chỉ cho cái thuốc ho. Rồi cho anh lên miếng cho nó mát đi đi. Nào. Nhanh. Há mồm. Thế tự cầm lấy ăn. Mẹ ơi, để tao đút cho. Nhanh. Mất thời gian từ nãy giờ chị đang ăn 5 cái rồi đấy. Chị ăn đi, đưa cho kìa. Mẹ không xem, mẹ làm việc. Mại cơ. Cơ ra này con này. Cơ. No, yes, no. Từ từ. Đưa mẹ xem, đưa chị xem nào, cái thuốc ho nào đưa cho em uống luôn, không có tí là em đang ngủ mất. Không phải, đi lát không phải. Mọi người chờ em một tí nhá. Các chị comment eo của các chị lên nào, có mã nào em ưu tiên luôn ạ. Hết rồi, đây không có thuốc ho rồi. Cái này ở đây không có thuốc ho rồi. Sóc trắng nha em chốt rồi chị thôi, hương nông thu thôi. Cho em uống một cái loại kẽm lên cho chị này. Ở đây hết thuốc ho rồi, không có thuốc ho. Sóc trắng chốt rồi. Xịt mũi còn không? Hết rồi. Ăn thuốc ho. Thuốc ho siro đấy đi. Các chị đằng sau nhanh tay nha các chị ơi. Anh cho uống siro với cả em xịt mũi rồi mũi cho em. Quá khổ quá cái tóc chơi nhỉ. Tóc chơi em mấy chị ạ. Bé nó uống gì. Mắt chưa. Sao nhiều buồn quá. Bé đứng trên. Nhưng không đi lắm. Mắt. Cô Chi cô ấy góp ý với bố. Cô ấy bảo là không cho mặc áo màu cam. Tí nữa tao đọc tin nhắn cho mày nghe. À, không nói là cô ấy góp ý như thế đâu. Mà cái giọng điệu đấy là giọng của cô ấy. Đoán được ngay đúng không? Ừ. Nói chung là thở ra câu gì là tao biết câu đấy nó như thế nào. Eo này cho em nhá. Eo cho em 768 đến 72 chút mà 87.
Cao 68 đến 72 trên mã 87 150 cả nhà này. Mã 87 cho em nhá, 150 luôn. Mã 87 150. Đây cái quần màu trắng kem nữa này các chị này. Màu trắng kem giúp em nhá các chị yêu nhá. À, sóc trắng eo bao nhiêu thì em cho trắng em đang cầm này. Cái màu be em vừa cầm là mã eo 72 chốt mã 87 150 nhá. Đây màu trắng kem tiếp này các chị này. Tông màu trắng kem cho em. Chị bóng cùi mía. Trắng kem cho em có hai hàng khuy rất đẹp, cặp cao cho em nhá. Eo cho em của cái này, eo cho em 64 quay đầu chốt mã 93. Eo 64 quay đầu chốt mã 93. Chị nào eo 64 quay đầu chốt mã 93 giúp em 150 và 93 cho em nhá. 150 chốt mã 93, đẹp cực kỳ. 150 chốt mã 93 rất xinh luôn. Màu đen này các chị này, mới nguyên tắc mát cho em luôn này. Màu đen mới nguyên tắc mát cho em của luôn quần sóc này. Eo cho em của cái này eo 66 đến 70 chốt mã C19 150 ạ. C19 150. Ồ cái này đẹp chưa các chị ơi. Một cái chân váy gọi là đỉnh chóp luôn cho em nhá mọi người nhá. Chân váy cho em, sorry các bác, quần váy bên trong của đúng luôn ạ. Quần váy cho em nhá, bên trong của đúng cho em luôn. Cái này rất là đẹp luôn. Có nguyên đai cho em của luôn. Nguyên đai giúp em, xinh nhỏ. Cái này cực kỳ là hot trend luôn mọi người nhá. Cái này đang rất là hot luôn ạ. Cái này bên trong của đúng quần váy cho em. Eo này cho em 70 quay đầu chốt mã C60. Eo 70 quay đầu chốt mã C60 150 ạ. 150 mã C60 giúp em. Con ơi cái đấy mẹ con mình ăn được nhưng mà ăn ít thôi. Ăn nhiều cũng là không tốt. Nhá. Ăn vừa phải thôi, ăn mấy miếng cho nó đỡ thèm thôi. C19 chị Giang Phạm. Khánh Huyền nhanh tay chơi. Em này là chân váy đấy các chị. Ôi cái chân váy này xinh lắm. Ôi, hiu ít. Wow, đẹp nhỏ, nó có cái điểm nhấn này này, mặc rồi sẽ che cái bụng dưới. Cái này mặc sẽ che bụng dưới rất là đẹp luôn này mọi người này. Mới nguyên tác này, đẹp thế. Rồi, em dự bị cái này luôn. Eo cho em 72 quay đầu em vừa luôn, mã C57 nhá. Eo 72 quay đầu mã C57 cực phẩm. Mọi người chốt nhanh cái này cho em 180, em hộ dự bị ạ. Comment mã C57 180, hộ dự bị C57. Để riêng cho chị C57 chị dự bị nhá, đẹp quá. Bảo An ơi chụp hay mấy cái đẹp, cảm ơn luôn đấy Bảo An ơi, quần giả váy tiếp nhá. Quần giả váy cho em cực kỳ xuất sắc này. Quần giả váy cho em vỗ, eo cho em 66 quay đầu chốt mã 17. Eo 66 quay đầu chốt mã 17 nhá, 150 mọi người chốt nhanh ạ. Mã 17 cho em, 150 mã 17. Chân váy này các chị ơi, chân váy kể cho em biết nhá mọi người nhá. Hôm nay đẹp nhờ chị nhờ. Số xinh lắm, tiền chị hôm nay đẹp lắm luôn ấy. Quần giả váy bên trong có đúng luôn ạ. Quần giả váy bên trong có đúng cho em vỗ luôn cho em. Eo cho em 70 quay đầu chốt mã A41, 150. 150 chút mã A41 cho em cực đẹp ạ. 150 chút mã A41 chỗ này. Mấy cái kẻ em nói cho mọi người nó rất là đẹp luôn. Mọi người chất nhanh nhá. Kẻ đẹp chưa các chị yêu này. Kẻ cho em bố nhá. Em này chị yêu nào eo cho em cái này 72 quay đầu chút mã A60 ạ. Eo 72 quay đầu chút mã A60 giúp em. Rất xinh ạ. A60 cho em bố nhá. Cái này không đẹp các chị hoàn hàng luôn. A60 150 chút mã A60. Chân phải kẻ cái này rất là đẹp này mọi người này. Đẹp lắm. Nhìn độc lạ cực kỳ luôn, các chị mặc với áo một màu ở phía trên cho em, áo phông một màu ở trên cho em rất là đẹp. Em đang mặc cái áo phông loang thì nó sẽ không được hợp, nhưng các chị chỉ cần mix đồ giống nó có tông sẽ tông một chút. Em mặc cái áo phông loang bởi vì là em đang mặc cái quần giả váy màu trắng như thế này, nó có hoa tiết loang trắng ấy thì nó sẽ tông sẽ tông với cả set em đang mặc thôi. Còn thực ra các chị mặc như thế này thì các chị mặc với một cái áo màu đen hoặc màu trắng ở bên trên thì rất là ok mọi người nhá. Về các chị chỉ cần mix, em nói thật nhá, một cái quần một cái áo nhưng mà mình mix với một cái sản phẩm khác nó sẽ có hai số phận khác nhau hoàn toàn, chưa nói gì đến là hai con người nhá mọi người nhá. Người đẹp thì em nói thật là quần rẻ lau cũng đẹp rồi. Mọi người xem cái vụ Ngọc Trinh nó mặc cái bộ bikini rồi đúng không, nó mặc cái bộ bikini nó đẹp vãi các trưởng. Em nói thật là đúng như kiểu là quần cái rẻ rách vào người cũng thấy nó đẹp luôn ấy. Cái việc mà người đẹp thì mình không nói ở đây nữa, mà em chỉ nói ở khía cạnh là một cái quần một cái áo nó sẽ có hai số phận nếu các chị mix sai đồ. Ví dụ như cái áo em vừa nói với mấy đứa nhà em, đấy là cái áo này của em. Em vừa mix với một cái quần sóc bò màu xanh, màu bò xanh ấy. Nhìn nó rất là dìm cái áo của em luôn. Nhưng chỉ cần em mix đúng với sản phẩm, ví dụ là nó có loang hoặc tiết hơi trắng một chút, em mặc với cái quần màu trắng ở bên dưới. Nhìn nó ra một cái set đồ rất là ok đúng không mọi người? Đúng không? Chỉ cần các chị mix đúng thôi nó sẽ ra rất là đẹp luôn. Thế nên là ví dụ như cái này mà em đang ướm ra như thế này mọi người, mọi người nhìn mọi người cũng sẽ không thấy được vẻ đẹp của nó đâu. Nhưng các chị mix một cái áo một màu đen hoặc màu trắng ở bên trên, chỉ cần một màu ở dưới đã là một kẻ rồi, thì trên cho em mix một màu. Ví dụ như em mặc một cái áo trên nó loang như thế này mà em lại mặc một cái chân váy kẻ ở bên dưới nữa thì nó sẽ không đẹp. Hoặc là em mặc một cái này cũng loang hoặc là kẻ bên dưới nữa sẽ không đẹp. Em đã có loang ở trên rồi thì dưới em chỉ cần đơn giản một màu thôi. Mọi người cứ xem những cái cách phối đồ ấy, em thấy nó bổ ích mà. Chị em mình chỉ cần biết cách phối đồ một tí nó rất là đẹp. Cùng một cái áo nhưng mà mình mix với cái quần khác nhau rồi nó ra cái chả ra làm sao rồi. Em nói thật đấy, mình vừa mặc với cái quần sóc bò em thấy chả ra làm sao luôn. Em mặc thế này em thấy cái áo của em nó có giá trị đến bao nhiêu luôn ấy. Sao em like tiếp nhá mọi người nhá. Size này cho em, eo cho em cái này cho em là eo bao nhiêu? Đó eo nào các bạn ơi.
Con ơi, eo nào. Đau luôn cái đấy, gì đau luôn cái đấy. Quần sóc màu đen này các chị yêu này. Quần sóc màu đen cho em vào luôn nhá. Cái này thì cà chun và cái chun cực xịn. Cặp cao luôn, chun cực xịn luôn giúp em nhá. Cặp cao và chun cực xịn luôn cho em. Hai size SM đều vừa. Comment cho em mã này là mã H8 150 ạ. Cái màu đen này các chị chốt nhanh. H8 150. Hai chị em lên trên tầng cho mẹ. A60 okay. Chị Hồ Vi, Vũ Anh nhanh tay lên các chị ơi. Hai size SM mà H8 150. Một tẹo nữa em vừa ăn xong một tẹo nữa lên cho em xịt mũi với cả giúp lên cho em nhá. Ngoài em ngủ nhá. Nhớ cho em sữa lên các chị. Ơi, em bao nhiêu đấy? Ghi vào đấy rồi đúng không? Ok. Màu đen tiếp cho em quần váy nữa này. Màu đen quần váy cho em tiếp nhá mọi người nhá. Tông màu đen quần váy cho em rất là đẹp luôn. Chị nào eo cho em cái này, eo 64-65 quay đầu chốt mã C62. Eo 64-65 quay đầu chốt mã C62 giúp em nhá. Mã C62 cho em 150 chốt mã C62. 150 chốt mã C62 giúp em. Chị lùi lại sang tuần sau, bọn mày có buồn quá không? Sao? Tại vì là thứ chủ nhật tuần này. Ồ. Tao đi, tao cố tình tao đòi được mọi người đi xong rồi đến lúc mà tao. Tao vừa có lịch hôm nay rồi, mọi người cứ đi lùi lại tuần sau tuần đi học đi. Ở nhà mà học. Con mừng nhất. Con mừng nhất à? Cảm ơn người cả. Kiểu gì, kiểu mình bây giờ cũng háo hức như trẻ con ấy, mình đã nói là đi rồi mà chưa được đi mình thấy khó chịu ấy. Hôm nay tôi bị dính vào việc. Chà, vụ gì đấy? Mày lắm rồi, là nhằng thật đấy. Hết chồng cho đến bạn. Mày cũng số mày làm sao á? Không hiểu. Số mày gọi là số chó ấy. Thật mà. C62 chị Xuân Tâm. Khánh Huyền Vũ Thơ nhanh tay chị ơi. Chưa rồi ăn nhiều quá rồi. Đề nghị để cho đưa hoa quả xa tầm mắt rồi ra. Các bạn ơi, hoa quả cũng không được ăn nhiều. Hôm nay tớ bị cáu lắm vì cái tội là ăn uống. Hôm nay chị ăn gì? Hả? Hôm nay chị ăn gì? Hôm nay chị ăn toàn thịt. Toàn thịt. Chị nói bảo hôm nay chị có ăn quá một tí. Ăn hơi quá một tí. Toàn thịt là thịt. Size S, size M cho em mặc vừa màu đen nhá. Size S, size M màu đen giúp em. Má này là má A56 150. Cái màu đen này các chị ơi, dây buộc nơ nhá. Dây buộc thành nơ cho em. Định gửi về cho các em là chị ăn chơi nhưng vẫn không quên nhiệm vụ là mình cần phải ăn gì. Khổ vãi trường. Kiểu thấy đồ lệ. Kiểu thấy đồ ngon mà phải nghĩ. Kiểu thấy khổ tâm ấy. Thế luôn. Khổ tâm. Ừ. Cái gì các? Có mấy cái gì? Thế á? Hai size SM giúp em. Hai size SM trước mã này cho em là mã A56 150 ạ. A56 cho em nhá. 150 trước mã A56 ạ. 150 chất mặc A56 giúp em. Chị vừa bỏ đi. Em ơi, váy kẻ eo vừa rồi bao nhiêu để chị chốt? Váy nào? Chốt đi cái kẻ nào? Váy kẻ đen, váy kẻ xem cho chị eo bao nhiêu. Kẻ này được. Ừ, đấy thế. Eo 68-72. Ờ, váy kẻ vừa rồi là hả? Eo 68-72 A60. Váy kẻ vừa rồi là eo 68-72 A60. Chất mã A60 eo 68-72 các chị nhá. Chị bóng củi mía nhá. Eo 6 cái váy kẻ vừa xong là eo 68-72. Váy trên tường size S thôi. Thật luôn. Size S chị Phương Nguyên ơi. Trên tầng là size quần trên tầng. Chắc tôi chết ta luôn. Trên tường là size S nha các chị yêu nhá. Cái váy á, cái quần váy trên tường là size S chị Phương Nguyên nhá. Em này quần sáp kẻ này đẹp nhở. Cái kẻ của nó là sẽ kẻ ô nhỏ nhỏ như này cho em rất là đẹp mọi người nhìn không? Kẻ nhỏ cho em nhá mọi người nhá. Eo cho em vào cái này cho em eo 62-66 ạ. Eo 62-66 giúp em. Váy hai đứa trước còn chưa lên mã phải không chị? Eo 62-66 chắc mã L98 ạ. L98 cho em 150. L98 150 giúp em. L98 150. Chị Hiền Lê.
Thế giờ cái sạc pin nó chị ở đâu đấy nhỉ? Em ơi, tìm sạc pin cho chị. Ok, ôi em có cái quần da này đẹp mọi người nhá. Em có quần sóc da với một cái quần màu nâu này rất là đẹp luôn. Nên cho các chị yêu hai cái này. Đẹp quá. Em này nhá, chị yêu nào form size cho em. Ui cái quần nâu này đẹp chưa, lên form đỉnh luôn. Cái đẹp chứ nhỉ. Eo 72 quay đầu nhá. Trời ơi bác nào vừa chốt luôn cái này cho em. Xinh quá. Eo 72 quay đầu cho em 160. Form quần đẹp nhỉ Thủy nhỉ. Eo 72 quay đầu cho em bộ nhá. Chị nào eo 72 quay đầu comment cho em bác này là mã 96 á. A96 giúp em nhá. 160 mà A96 luôn. Em có một cái quần da màu nâu này, rất là tây luôn đó các chị yêu này. Quần da màu nâu rất là tây luôn cho em nhá. Size XM đều vừa vì nó là cặp chun ạ. Hai size XM đều vừa vì là cặp chun các chị yêu nhá. S và M đều vừa cặp chun cho em bộ luôn. Comment mã L7 cho em. 150 chiếc mã L7 ạ. 150 chiếc mã L7. Đây cái chân váy kẻ này. Các chị ơi, em vừa lên cái này nhưng em chưa đo eo đây, em đo eo rồi. Cái này em 98 chị cầm lên luôn cho các bác luôn. Eo cho em cái này 64 68 chút mã Y77. Eo 64 68 chút mã Y77 cho em hộ nhá. Y77 150 các chị nhanh tay. Chút mã Y77 150 ạ. Ôi ơi. Đẹp xuất sắc luôn. Bác nào thích dáng lừng lừng một chút lấy cái này cho em luôn nhá. Dáng lừng lừng cho em hộ luôn, đẹp cặn lời luôn cái tông màu xanh này. Eo ơi. Màu xanh đẹp nhỉ? Màu xanh lạ độc luôn cho em nhá. Xuất sắc này. Chị nào eo cho em hộ cái này nhá. Bác nào eo bao nhiêu em ơi. Đợi eo con ơi. Y77 chị bóng cùi mía. Con ơi. Đợi eo. Chưa đợi eo, đợi tí em đợi eo đợi nha mọi người nhá. Ôi cái màu này đẹp. Em lên bù cái màu này đá xong tí nữa lên màu xanh kia cho nhá. Em này màu đẹp quá. Em này màu đẹp quá các chị ơi. Đẹp nhỉ? Đố các bác nào bảo cái mà cái này không đẹp đấy. Bác nào không đẹp em nói thật là không có mắt thẩm mỹ luôn đấy. Nhìn cái quần này mà bảo không đẹp thì không có mắt thẩm mỹ luôn. Thề. Đẹp lắm. Em này eo cho em 6668. Chốt mã này cho em là mã L24 nhá. Đẹp chưa? L24 150. Nhận hàng trên số hoàn hàng. Đẹp xuất sắc luôn. Dáng lửng lửng trên đầu gối em nhá mọi người nhá. Trên đầu gối em rất là đẹp luôn. Comment cho em mã này là mã L24. Eo 6668 150. Mã ra là mã L7 nhá chị. Liên Vũ Thị Liên ơi, mình lờ với lộn là hơi nhiều. Tiếp tục cho em mẫu luôn là cái màu xanh này nhá mọi người nhá. Đẹp ơi đẹp luôn. Tông màu xanh cho em luôn nhá mọi người nhá. Tông màu xanh cho em phổ luôn, cái này đẹp lắm. Mã da nâu là mã L7 ạ. Các chị lên mã giúp em ạ. Đọc thận trọng nha. Màu xanh thì cái cặp đẹp nhở. Vừa đẹp vừa chất. A1 L70 quay đầu. A1 cho em nhá. L70 quay đầu cái này đẹp lắm các chị, mic quỷ áo phông màu trắng ở trên đẹp lắm. Bạn nào thả mặt cười đấy. Mai đừng làm mã L nha Linh nhá. Okay, chị Thủy chị hay lộn lắm nên đừng làm mã L nhá. L N là bỏ hết đi. ABC đi cho nó dễ. ABC XYZ. Ừ. XYZ hay XYZ. L24 chị Thơ Vũ, kiếm bao nhanh tay chị ơi. Mà là tuyên nó. Mà đừng làm mã số không nó ẩn có mê. Làm có chữ cái đằng trước đấy. Ví dụ như ABC. A1 chị Hạnh Chu. Em này là mã A1 cho em. Chúc mừng bác Hạnh Chu. Đẹp nhỏ. Đẹp em nhỏ. Vâng. Mặt tiền em 50 thì đúng rồi đấy. Cứ nhắc chuẩn bị đi được. Được đi chơi là xoắn hết cả lên nhỉ. Có được đi đâu anh. Quá đừng đi chơi đâu mà biết anh. Em đang thèm đi chơi đây. Đẹp nhỉ? Ôi, béo ơi, nhìn cái màu xinh không? Quá xinh luôn chị ạ. Thề màu đẹp nhỉ? Màu này gọi là màu gì nhỉ? Màu cam sữa em. Đẹp thế. Mặc áo phông màu trắng ở trên thề luôn. Đẹp cạn lời. Xinh. Eo này cho em nhá. 72 quay đầu trên mặt C9. Với khít size em. Em dự bị quần này luôn. Các bác chốt nhanh không em để lại mặc luôn. Với áo phông trắng đi đẹp cạn lời. Eo này cho em phổ đẹp nhất là eo 72 quay đầu chất mã C9 160. Không đẹp hoàn hàng mã C9 cho em nhá. 160 chất mã C9 cho em phổ luôn. Ôi ôi, chất em mấy cái quần lửng lửng này đẹp lắm mọi người ơi. Quất luôn và nhanh, màu xanh này đang chị tăng tốc. Đang hot cho em, bác tăng tốc và lấy luôn cả cái màu xanh này đẹp nhỉ. Nhanh tay chị ơi. Đẹp quá, cái tông màu xanh này cũng xinh luôn. Eo cho em 66 quay đầu chất mã 07.
Eo 66 xuất má 07 cho em mọi người nhá. Có quần ống váy ngắn 82, 84 không? Có, chị Trần Đức nhá. Quần váy ngắn eo 82, 84 em có á. Eo này cho bác nào eo 66 quay đầu, bạn này xinh chưa? Eo 66 quay đầu đang hot cho em cái màu xanh này, mọi người chốt luôn nhá. Mặc cái này đi bẻn thì chấm hết luôn. Em này là má 07 cho em 150. Má 07 150, em lên một cái kẻ này đẹp cực phẩm luôn. Cái kẻ này em cực kỳ thích nhá. Cái kẻ Nam Nguyễn. Cái kẻ nâu tây này này đẹp lắm luôn mọi người này. Kẻ này rất là đẹp luôn. Đẹp lắm lắm luôn ý. Nhìn em cái kẻ xinh nhá. Eo này cho em vội đẹp nhất là 72 quay đầu chốt mã 47. Em vừa eo các chị nhanh tay em dự bị luôn ạ. Eo 72 quay đầu chốt mã 47 cho em, rất xinh. Chốt mã 47 cho em 150, chốt nhanh mã 47 150 ạ. Mã 47 150. Tông màu của nó sang lắm mà cái dáng quần của nó lên form cực đẹp mọi người nhá. Tông màu sang và dáng quần lên form rất rất là chất luôn cho em. Bạn này các bác nào nhanh tay cho em nhá. À, có lung thung là cái gì? Có lung thung, có lung thung không là cái gì hả chị? Em không hiểu gì lắm, chị có bên Việt sắc có chữ dấu vào cho em, em cho em dễ đọc nhá. Chứ có lung thung là cái gì em cũng không biết, nhiều khi là 47 chị Sâm Lệ Yến. Các chị miền trong ấy có những cái từ địa phương một chút nên là em cũng sẽ không dịch được đâu. Mọi người comment bằng chữ cho quên comment gì à? Comment có dấu cho em nhá, quên comment bằng chữ. Không bằng chữ thì bằng cái gì không biết. Comment có dấu cho em nhá, Việt sắc có dấu vào cho em nhá để em dịch cho nó dễ. Đẹp nhờ. Cái màu này xinh là mọi người này. Eo cho em vào cái này 6668 nhá, mã 72. Eo 6668 xuất mã 72, đẹp lắm mã 72 này cho em. Xuất mã 72 150. Dáng quần chị đang mặc eo to đi ạ. À. Chị Phạm Thoa. Quần như em đang mặc mặc eo đang to. Cầm. Đang cầm. Ok, để chị xem có cái nào đang cầm mà size to không nhá. Từ từ đã, cái này đẹp quá này, size bé rồi. Thoa mặc mặc size L đúng không Thoa? Đẹp chưa? Xinh xỉu up xỉu down luôn, nhìn cái đai của nó cũng rất là xinh luôn này mọi người này. Cái đai của nó rất là đẹp luôn, cái đai cả hết xinh nhỏ. Cái màu đen này đẹp chưa này. Em này cho bác nào eo cho em phổ cái này đẹp nhất là eo 6668 tiếp mã 74 này. Eo 6668 mã 74, 150 chốt mã 74, không đẹp hoàn hàng nhá. Mã 74 150 cả nhà nhanh tay cho em. Chốt mã 74 150. Ui. Tiếp đi cho em. Áo mặc vừa tậu xong chị ạ. Áo em mà không bao giờ em bán. Ok các chị. Em vừa đều vừa. Chị có nên để lại cái này không? Em yêu. Ui xinh dã man, chị để lại đi chị. Ui nó đẹp gọi là hết. Không có chấm. Lời nào để tả, đúng là hết nước chấm luôn các chị ạ. Để em xem cái này xem là SML có không vừa được không nhá. Hàng hiệu luôn các chị ơi. Còn mới nguyên nhờ chị nhỉ. Ồ. Đa tây là còn mới. Thôi để đây đã nhá. Chị nghỉ đã. Không nói gì. Để đây và không nói gì. Từ dần cuối live em nói tiếp các chị ơi. Chết mất. Cái đấy các chị yêu phải yêu em nhiều nhiều một tí thì em mới bán cái đấy, không là em yêu bắn vừa vừa. Bắn tim tung tóe lên nào các chị ơi. Yêu vừa vừa là em không bán đâu. Eo ơi. Không còn lưng thun không. Xinh nhờ. Cái dây. À, cái đai của nó xinh dã man. Nhìn cái đai này kiểu đĩ thật nhờ. Nhưng mà đứa nào mà thắt đai gì mà yêu thế, thắt hẳn ra đằng sau lưng thì sợ chứ. Chắc tao chết quá luôn. Em à. Để em cái kẻ nhé. Cái kẻ nhà em để đấy mà chưa nói gì chị ạ. Cái kẻ để em vố để đấy và em vố chưa nói gì các chị nhá, đợi em tí. Đây, xỏ về đằng trước nhá. Đây này nó như thế này nhá. Ok em. Xỏ đi tí, xỏ lại chị lại xỏ về đằng sau. À đây. Sai thì sửa mà chửa thì để chứ sao phải xoắn. Đấy không? Chị nói chị có chuẩn thôi đúng không? Đẹp quá. Cái quần sóc túi hộp này đều rất là đẹp luôn, xinh nhỏ. Phổ dự bị cái quần này luôn. SM đều vừa gặp chun, chị tăng tốc ơi. Cái quần này đẹp lắm luôn nhá. Quần này đẹp lắm, bác tăng tốc lại luôn em ưu tiên. 160, comment cho em mã này là mã L76 á. L76 160 cho em luôn nhá. Chốt nhanh mã L76 160. Ui mà cái quần này các chị ơi, không phải suy nghĩ đâu các chị ạ. Màu xanh có nguyên đai cho em, chất siêu mát luôn, đẹp nhờ. Tông màu rất là đẹp độc luôn cho em. Bác nào eo cho em 7276 chốt mã 41. Eo 7276 150 chất mã 41 không đẹp hoàn hàng. Đây là hàng đến từng cái một các chị nhận hàng, các chị sẽ nói là mới tinh luôn. Mới lắm lắm luôn ấy mọi người nhá. Eo cho em cái này nhá, 7276 chất mã 41 150. 150 chất mã 41 cho em nhá. Mã kèm số điện thoại giúp em nhá chị Nguyễn Ngọc Dung ơi. Mã cái số điện thoại đi cho em ạ để được ưu tiên chốt cái form quần này đẹp nhỉ. Nhìn cái form quần chấm chấm hết luôn. Nhìn cái form quần đẹp chấm hết cho em ạ.
Eo cho em bộ cái này đẹp nhất, cho em 68 đến 72 chất mã T76 á. Eo 68 72 chất mã T76 cho em cái này nhá. Eo 68 72 chất mã T76 giúp em luôn, in tay chất mã T76 150. T76 150 thì tắt like cho Việt giúp mình nghe câu chuyện chúng biết về kênh nó kể chuyện với bố nó. Buồn cười. Nó là con trai con gái tôi. Em lên cái quần dài luôn nhá. L76 chị Nguyễn Ngọc Dung. Đẹp chưa? Em này cực mát cho em, form oversize SML này. Form oversize SML cho em nhá mọi người nhá. Oversize SML đều vừa cho em, màu xanh rêu, 150 chất mã H14 đấy các chị này. H14 cho em nhá. 150 chất mã H14 cho em vô luôn, nhanh tay các chị ơi. H14 150 ạ. Ui chào ơi, cái này có nên bán không các chị ơi? Mọi người thả tim cho em, nhưng của em không bán như này đâu. Kẻ Burberry đẹp dã man đẹp luôn. Cái xếp ly của nó nhìn sướng. Trời ơi, nhìn cái ly của nó đẹp dã man luôn. Mọi người nhìn cái ly này. Ly này gọi là ly chứ. Sời, bên trong có đũng luôn. Thế để lại có được 8 cân cái eo bằng này mà mặc này. Đầu nó mới kiểu như mồm đầu nghĩ mới kiểu mồm nó mới kiểu. Trước tại một tâm trạng tốt. Dạ. Yeah. Tâm trạng hôm nay chả tốt. Chị phổ cười đi chị, em được cười. Chúng mày điêu đó, ngày nào tao chỉ cười chúng mày điêu thật đấy. Chúng mày nói thế, có người lại bảo tao là hôm nay tươi tắn này, có người phởn thế. Ngày nào tao chẳng phởn. Mát mát. Ừ, gửi đến mùi mát mát. Thế luôn, cái này đẹp lắm. Các chị lại nhanh không em phố để lại để có động lực giảm cân nhá mọi người nhá. Eo cho em cái này 66 quay đầu chút má 25, 180 cực phẩm chất mã 25 nhá. Mã 25 180 em nhấn mạnh cái này là rất rất đẹp mọi người nhá. Bác nào chốt được cái này cho em sướng đời luôn. Mã 25 180 á. Em lên cái quần chị nào nhỏ nhỏ xinh xinh lấy cái này nhá. Em rất là đẹp, nhìn cái nhá. Nhìn cái dây beo của nó điệu nhỉ. Xinh không? Nó nhỏ nhỏ xinh xinh đây này mọi người nhìn thấy không? Đẹp dã man đẹp luôn ấy. Chị nào eo cho em cái này size nhỏ tiếp 66 tiếp này các chị yêu này. Bác nào eo 66 không mặc size S và XS đây này, đẹp quá. Size S XS cho em nhá. Eo 66 quay đầu chất mã này cho em là mã 24 ạ. Mã 24 giúp em nhá, 150 chiếc mã 24 luôn. 150. Chốt được một mã rồi gửi luôn cho nhà em địa chỉ nhá. Các bác khách mới gửi địa chỉ luôn giúp em với nhá. Màu đen cho em này. Đẹp chưa? Màu đen cho em nhá, eo 74 quay đầu cho em. Đẹp dã man luôn. 25 chị Bảo An. Em này chị nào form size cho em phối eo 74 quay đầu. Mới nguyên tắc này các chị ơi. Chị nào vừa cái này nhá, em vô rất thích cái form quần này này, em có hai cái quần lửng lửng như thế này. Hai cái đều màu đen và đều lửng lửng như thế này. Đẹp lắm, mặc lên form đẹp lắm, các chị mặc áo gì ở bên trên cũng đẹp, màu đen thì nó dễ mix đồ. Eo 74 quay đầu chút mã 38 nhá, 160, các chị lấy nhanh mã 38, 160 cho em. Nhận hàng mới new luôn, có nguyên tác mát cho em nhá. Mã bao nhiêu em nhỉ, quên rồi. 38 á. Mã 38, 160 nhá. Eo 74 quay đầu, cái này hoa tiết đen trắng đẹp chưa này các chị này. 38 chị tăng tốc. Mặc cái này cùng với cả quần, mặc với áo đen hoặc áo trắng cho em thành một set luôn. Áo đen áo trắng thành một set cho em phố luôn nhá. Mới nguyên các mác, eo cho em 72 quay đầu chút mã L59 ạ. Eo 72 quay đầu 150 mã L59 ạ. L59 cho em nhá, 150. Bạn đảm chốt rồi chị Nguyễn Hân ơi, nhanh tay nào. Trời ơi đẹp chế. Nguyễn Thoa ơi, Phạm Ngọc Quân, Phạm Thoa ơi, lấy cái này đi tình yêu ơi. Đẹp lắm, cái này xe lồ đây này. Eo 88 cho em nhá. Eo 88 đến 90 coi cái này LXL đều vừa, có dây chun, có dây đai. Có dây đai lên các chị yêu sẽ du di được nhiều đấy. Maximum là eo đến 90 cơ à? Vâng. Maximum eo đến 90 cho em nhé. Từ 80 đến 90, từ 82 đến 90 cho em đẹp nhỉ. Cái này chất của nó đẹp lắm. Em nhấn mạnh cái chất của nó rất xịn, mọi người nhìn gần này. Chất xịn lắm luôn đấy mọi người nhá. Chất xịn cực kỳ. Chị nào set to lấy cho em maximum đến 90, 150 các chị yêu. Còn em mà A39 á, A39 150 giúp em nhá. Cho nhanh mà A39 150. Em lên dáng lửng nữa này các chị này. Eo 74 thôi. Eo 74 thì chỉ cần một size mờ thôi mà, làm gì mà phải lô. Eo 74 thì quá đẹp luôn. Này, trời ơi các bác ơi. Xinh quá. Cái quần này rút cho em nhé. A39 chị Phạm Thoa. Đẹp không? Cái quần này bom bom nhá. Có bo gấu bên dưới đấy các chị này. Cạp ở trên nó là chun cho em, đây là SML đều vừa. Trên cạp của nó là chun SML đều vừa cho em nên cái dáng quần này mặc rất là đẹp luôn. Chị nào mà thích kiểu mặc khỏe khỏe một chút là cho em mặc với cái áo quần top và áo phông ở trên cho em nhá. Xinh quá. Còn bên cho em mã này là mã G65 cho em nhá, 150 cho nhanh ạ. G65 150, cái này mặc lên rất cả tính luôn. G65 150. Eo 80 tấm chân lớn.
L nhá chị Hồng Mùi ơi. Khiếp các chị ơi, để còn hỏi thế. Các chị không biết là mình eo bao nhiêu và mình mặc size gì à? Suy từ mình ra là biết. Eo S, size S thì từ tầm 66 đến 68. Vừa 65 chị Quỳnh Hương. M từ tầm S đến tầm 70. M từ eo từ 70 đến tầm 74, 75. Còn L từ 75 đến tầm 80. Rồi size L. Suy từ mình ra thì đo eo của mình và bình thường mình mặc quần size gì nó sẽ ra mà. Chị Hồng Loan, chị Yến Em nhanh tay chị ơi. Cái chất đuối này này mặc sướng cực kỳ luôn nhá. Chất đuối này mặc rất sướng và mát luôn. Eo trên 70 quay đầu chất má 25. 150 chất má 25 cho em nhá. 150 chất má 25 giúp em rất là đẹp luôn ạ. Má 25 150. Em nói thật là em lên cái form này mà bác nào vừa eo cái này mà không lấy được cái quần này cực tiếc luôn. Form quần đẹp dã man đẹp luôn ấy. Nhìn em này, xinh chưa? Nhìn em cái form quần nhá. Đẹp đẳng cấp. Eo cho em 60 quay đầu. Trời ơi, eo con kiến size XS. Eo con kiến size XS cho em nhá. Các bác nào ở đây vừa eo cái này không? Vì cái eo này rất là bé. Cho em coi quần jean ống rộng bên trong chị. Ok. Ống rộng đằng sau cái gì? Quần jean ống rộng đằng sau cái gì? Đợi tí em lên cho. Eo 60 quay đầu. Vì cái này là eo rất là bé luôn ý. Cái này là eo mơ ước của em. Em sẽ tặng mọi người 100.000. Các chị comment cho em mã này là mã tặng 100k mọi người nhá. Tặng 100k giúp em. Eo 60 quay đầu tặng 100.000 cái này nhá. Mọi người comment cho em mã này là mã tặng 100k. Em lấy các chị 100.000 cái này thôi. Quá rẻ luôn, bình thường cái này 150. Nhưng mà cái eo của nó rất là đẹp. Thả tim, bác nào có logo mình chia sẻ comment mã này là mã gì nhở? Mã tặng 100k nhá. Nhanh tay cho em, đẹp. Đây em cho mọi người một cái màu này cũng rất là xinh luôn này. Màu này thì rất là đẹp luôn. Rồi ôi cái màu này đẹp nhờ. Màu đẹp dã man đẹp luôn ý. Còn có cái đai ở bên ngoài nữa nhá. Rất là đĩ đời nhá. Xinh nhờ. Cái đẹp thế. Eo cho em cái này cho em. Eo 6668 cho em tiếp này các chị yêu này. Cái màu này em nói thật là màu độc lạ cực kỳ luôn. Eo 6668 cho em phổ luôn nhá này nhá. Chị chưa chia sẻ chị ơi. Chia sẻ để chốt quà. Eo 6668 xuất mã L91 cho em nhé, 150. L91 150 cực đẹp các chị ơi. L91 150 cho em nhé, chất đỉnh giáp luôn. Cái màu này em nói thật với các chị nhé, quá đỉnh luôn. Thoa ơi lấy cái này luôn. Không, Thoa ơi. Không được mã G65 nhé chị nhé. Phạm Thoa cái màu của màu quần đỉnh của chóp luôn. Trời ơi. Eo ơi nhìn quần này. Thế màu này. Đẹp vãi cả là ấy luôn ý. Thầy. L91 chị Đặng Huyền. Bà nào chốt được cái này nhá, yêu thương em thả tim vài phát cho sướng nào. Eo cho em có cái này tận 82 cơ. Eo từ 78 đến 82 chắc mã 79 á. Eo 78 đến 82 không đẹp các chị hoàn hàng cho em luôn. Nói thế cho nhanh các bác nhá. Mạnh mẽ mà chốt cho em 180 chắc mã 79. Em dự bị cho bà chị gái em cái này luôn. Em dự bị luôn. Các bác chốt thật nhanh cho em cái này nhá. 180 không đẹp các chị cứ quay mặt lại và cạch mặt. Quay hàng lại và cạch mặt em luôn. Mã 79 đẹp lắm. Eo 82 quay đầu chốt mã 79 cho em nhá. 180 chốt mã 79 không chị đẹp các chị bỏ follow em luôn. Luôn cho nhà em địa chỉ nha chị ơi. Úi dồi ôi, mình có lên giảm cân để mặc cái quần sóc trắng này không? Mình mê quá cơ. Mấy quả cúc nhìn đẹp nhỉ chị nhỉ? Eo 6668 cơ. Em bao giờ mới mặc vừa quá? 79 chị Hạnh Nguyên ạ. Này, khác gì quần chữ giữa chị không? Chả khác gì cả, đôi khi còn đẹp hơn chị ạ. Trời ơi, thật mà nhiều khi còn đẹp hơn cái quần sóc này này. Chị nào vừa chốt luôn nhá. Em bán 200.000, em cố tình bán 200.000 đấy. Từ nãy giờ em chưa bán cái nào 200.000 luôn. Chị nào thích thì chốt không liền để lại mặc. Đẹp quá cái quần sóc này, đẹp dã man luôn. Eo cho em 6668 tiếp chốt mã 86 nhá. 200.000 chốt mã 86. Các chị không lấy em dự bị. Em giảm 4 phân eo nữa đây mặc vừa. Em eo của em bây giờ là gì nhỉ? 70 72. Được cái dây đo eo đây gì đo cái eo của gì cái xem cái dạng này nó. Eo chị bao nhiêu chị Bảo An ơi. Đẹp quá, 200.000 chị nào vừa chốt luôn. Em cố tình bán 200.000 đấy. Eo 6668 chốt mã 86. 200.000 mã 86. Em để đấy đem dự bị. Mã 86 200k giúp em. 6668 chị Bảo An vừa không? Thế thì lại vừa quá. Bảo An nhau bao nhiêu? Ủa rồi. Eo 66. Đây eo ở phía dưới này. Ok, 86 cho chị Bảo An. Không còn 72 nữa rồi. Chị đang 74 rồi. 86 Bảo An nha, đây không? 86 đi chị tới cho đây của Bảo An này. Chúc mừng Bảo An, cái này đẹp lắm Bảo An ơi. Chị Kỳ Năng Nguyễn, chị các chị đằng sau nhanh tay luôn chị ơi. Màu đen cực phẩm tiếp. Màu đen cực phẩm tiếp, bác nào size to thì chốt luôn cái này nhá. Em thích cái dáng này lắm. Mình nhưng mà em có mấy cái nên em để lại mấy cái màu đen dáng lửng lửng như thế này rồi. Số like hôm trước em có mặc một cái quần lửng luôn đấy. Eo 76 đến 80 này, đẹp nhờ. Eo 76 80 cho em cái này nhá cả nhà ơi, đẹp lắm luôn nhá. Eo 76 80 nhá các chị yêu nhá. Chị nào chốt mã L14 cho em ạ. Đây, cái đai các chị yêu quấn vào đằng sau cho em.
Eo 76-80 cho em vội nhá. Cái này đẹp ơi, đẹp luôn. Eo dưới 80 chất mã L14, 150 ạ. L14 cho em nhá, 150 chất mã L14 luôn. 150 chất mã L14 giúp em. Không đẹp không lấy tiền các chị luôn. Không đẹp nó không lấy tiền các bác luôn nhá. Lên cái màu đen. Màu đen này rất là dễ mặc luôn. Em bước đi thật nhẹ nhàng. Em quên đi câu xuống xa. L14 chị Tiểu Hương. Con ơi. Dạ. Cái chỗ mà dưới xào, dưới chân này này con này. Con cho ra cái xào đằng sau lưng cho gì. Không có quên mất đấy. Để dưới đây xong lại là quên đấy. Quên mất sự hiện diện của nó. Quần này hơi nhăn một tí nhưng mà đẹp lắm. Đè lên nhé các bạn, treo hàng đè lên là cái này phải là đi một tí này. Không ai treo cái quần nhăn, dơ cái quần nhăn như thế này lên để bán này. Hai chị em này. Đó. Quần này dơ lên là ai mua quá. Đúng không? Nhìn dìm thế này là ai mua, đúng không? Nhưng mà nói thật mọi người nhá, anh cứ bán nhá. Còn cái này các chị đâu, chỉ cần làm cái đó các chị giặt lại đi nữa. Rất là ok luôn. Nhược điểm của cái quần này là hơi nhăn. Còn đâu thì nó cực mát và đẹp mọi người nhá. Em này cho bác nào eo cho em cái này cũng chưa đo eo cơ thôi. Tức nhất là con làm một đường cho dì xong rồi là đo cái eo lại nữa này. Bây giờ con ơi. Nè. Rồi. Đẹp tại lời 668 bảo An không chốt cái này thì đừng chốt cái nào bảo An ơi. Mặc cái áo màu đen màu trắng ở trên cho em thành một set này đẹp nhở. Cái form quần của nó đẹp lắm. Form quần của nó rất đẹp luôn ạ. Eo cho em nhá, 6668 chất mã C51. C51 cho em eo 6668, bạn này quá đẹp luôn. C51 eo 6668 chút luôn cho em ạ, C51 nhá. Các chị ơi, bạn này đẹp lắm. C51 150 luôn ạ. C51 150 cho em nhá. Jean suông dài đi chị. Ơi. Quần jean suông dài ạ. À quần jean suông dài là cái mấy cái đằng sau đấy để em lên cho. Cái này đi bể chị ạ. Ồ. Xuất sắc luôn. Chị đang xem cái này xem eo chị vừa không? Nhìn, ôi vừa luôn. Để lại đi chị. Ôi vừa luôn. Luôn. Ôi trời ơi. Rất hợp. Ờ. Rất hợp với dáng bạn luôn ý. Được không? Em cũng sắp về đội của chị được rồi. Để nuôi được rồi không thịt. Chị Nguyên Nguyễn ơi, chắc tin nhắn giúp em nha chị ơi. Cho quần được 2 rồi, vui lòng chuyển khoản cọc giúp em để chốt mã tiếp theo ạ. Chị nào vừa quần jean này chốt luôn nhá. Quần jean này rất là đẹp luôn ạ. Đẹp lắm mọi người, chốt nhanh nhá. Eo này cho em vừa 60, 64, 65 thôi ạ. Trời ơi, cái này eo nhỏ thế. Eo 65 quay đầu cái này dáng đẹp nhỉ. Chị nào eo 65 quay đầu đừng bỏ qua cái này của em, cực phẩm. Eo 65 quay đầu giúp em, chốt mã này là mã H119 cho em nhá. 160 mã H119, đẹp dã man. H119 cho em 160, eo 65 quay đầu luôn. Các nào vừa chốt luôn, rồi. Đẹp chưa? Lên dáng của nó đỉnh của chóp luôn chưa các chị yêu? Lên dáng baggy cho em vội nhá, đỉnh chóp cái này luôn. Lên dáng baggy cho em này, cái quần jean này đẹp dã man luôn. Chị nào nhanh tay cho em vỗ. Eo 72 quay đầu chất mã L56. Eo 72 quay đầu chất mã L56 cho em nhá. 180 chất mã L56, cái này 180 trong kiện quần jean em phải bán cho các chị yêu là 250.000 một cái quần jean, không có giá quần jean dưới 250. Trong kiện này em lấy mọi người rất rẻ. Cái này 180, mọi người chốt nhanh cho em mã này là mã L56, eo 72 quay đầu nhá. 180 mã L56 luôn. Các nào vừa cái trắng này chốt luôn này. Chị nào vừa cái trắng 56 chị Hoàng Phương Trần. Chị nào vừa cái trắng này lấy luôn cho em nhá, đẹp chưa? Bác nào vừa cái trắng này cực kỳ là đẹp luôn. Eo cho em bổ cái này đẹp nhất là eo 80 quay đầu, 76 đến 80 mà H53, 170.000 mà H53 chút nhanh ạ. H53 170, bà này quá đẹp luôn ạ. H53 cho em nhá, 170.000 mà H53. 170k chút mà H53 giúp em nhá. Nguyễn Thùy nhanh tay chị ơi. Trời ơi. Cái này không chốt thì có chốt cái gì các chị yêu ơi. Cái ơi. Dã man. Eo cho em 74-78 chất mã C40. Eo 74-78 mã C40. Cái màu của nó cũng đẹp và cái dáng của nó đỉnh chóp luôn. Cái này các bác ơi suy nghĩ xong hết hàng nhá. 180 chất mã C40. C40 180. Nhận hàng chưa xấu hoàn hàng cái mã C40 cho em. Có nguyên đai cho em vội nhá, rất đẹp. Nguyên đai cực phẩm luôn. Mã này cho em là mã C40. 180 mã C40 nhá. Eo 74-78 C40 đẹp dã man luôn đấy. Em này size nhỏ này, cái kẻ hồng này size nhỏ cho em nhá. C40 chị Lâm Hà. C40 chúc mừng chị Lâm Hà, đẹp xuất sắc luôn chị Hà, Lâm Hà. Cái này cho em eo 666, eo 6668 tiếp chút mã 88 này. Mã 88 150 nhá mọi người nhá. Mã 88 cho em 150 chút mã 88. Chúc cô nhanh tay lên chị ơi. Hồng Bùi nhanh tay lên nào. Cái quần Gucci này đẹp nhỉ, quần này đẹp lắm. Chất tata cho em nhá. Cái quần này chất tata, các chị mua mới 800 đến tầm 1,2 triệu một cái cơ. Eo 66 quay đầu chất mã 29. Eo 66 quay đầu chất mã 29 cho em 150 chất mã 29 ạ. 150 chất mã 29 em lên dáng lưng lưng một tí nhá mọi người nhá.
lên dáng lưng một tí nhá em, chỗ này nó rất là nhiều cái đẹp luôn. Trời ơi bác ơi, thả tim cho em đi cái nào, thả tim cho nhau cái nào. Các chị ơi, lên form quần đẹp chưa, màu pastel nhá, đẹp lắm luôn. Form size cho em cái này cũng SM đằng sau lưng cặp chun này, hai size SM đằng sau lưng cặp chun giúp em. Mã này cho em là H56 nhá, H56 cho em vô luôn. Mã này rất là đẹp, các chị yêu nhanh tay trước mã H56. Mã này đẹp lắm mọi người, cho nhanh nhá, lấy các chị yêu 150, H56 150, form quần không có điểm chê, H56 150 giúp em luôn nhá. Em bước đi thật nhẹ nhàng, em quên đi không xuống sân. Ôi em lấy cái jean này luôn này, 56 chị Đặng Huyền. Cái jean này rất là đẹp luôn mọi người nhá, jean cực kỳ đẹp, bác nào vừa eo chốt luôn. Chị yêu nào eo cho em 72 quay đầu chốt mà H39 ạ. Eo 72 quay đầu cái này xinh nhở, eo 72 quay đầu mà H39 cho em bộ luôn nhá, H39 cho em luôn. Lấy các chị yêu 160.000 mà H39 ạ, 160 mà H39. Màu đẹp chưa này cả nhà này, cái màu rất là tây và sang luôn nhá cả nhà nhá. Em tông màu quần bò trong cùng trên xào đi chị Thu Hường. Ok chị, đây hả chị, chị thích cái này à, eo 74 chị vừa luôn. Để em lên cho, lên nốt cái này lên cho. Eo 70 quay đầu nhá, eo 70 quay đầu cho em bộ cái màu này đẹp này. Bác nào eo 70 quay đầu trước mà H73, H73 cho em bộ luôn 150 ạ. H73 150 cái này vừa em chị Hường luôn, đẹp lắm. Eo 70 đến 74 đẹp nhờ, eo 70 74 lên dáng cái này rất là hách chân luôn chị nhá. Eo 70 74 cho em nhá mọi người nhá. Cái jean xanh lợt chị là cái gì? Em chả hiểu. Của chị Dung Trung ơi, chị comment dễ hiểu một tí đi. Em thấy chị comment khó hiểu lắm. Cái jean xanh lợt chị là cái gì? Em không hiểu ý nghĩa của cái câu em dịch ra. Eo 70 đến 74 cho em mà H16 nhá. 180 mà H16 chị Hường ơi, cái này cực phẩm luôn. Chúc nhanh cho em chị Hường nhá. H16 180 ạ. Bác Hường mua quần jean này em nhiều biết, trong quần kiện quần jean này em bán rẻ cũng phải 250. H16 á. H16 180. Ưu tiên chị Thu Hường mã H16 đấy nhá. Bạn này cho bác hàng cái tay cho em. 26 chị Thu Hường. Eo này 72 quay đầu chất má H120 nhá, 170. H120 170 chất jean Nhật cực đẹp. H120 cho em nhá, 170.000 luôn ạ. À. 170k mã H120. Cái này màu này các chị mặc với màu với áo màu trắng cho em rất là đẹp luôn. Cái quần màu này các chị mặc với cả áo màu trắng cho em đẹp lắm luôn mọi người nhá. Tin em chốt được cái này rất là đẹp luôn. Hai size SM đều ok la. Hai size SM đều ok la cho em cái này nhá. Cái này thực ra em thấy SML đều được, là H115 ạ. H115 cho em khổ luôn nhá. H120 chị Cát Tiên Vũ. SML, cái này đẹp lắm. SML đều vừa chất mã này cho em là mã H115 cho em nhá. H115 size S, size M, size L mà H115 cái này cho em luôn. Bác nào nhanh tay được chậm tay không có đâu. Comment nhanh cho em mã H115 cho em khổ nhá. Cái này rất xinh luôn ạ. H115 giúp em, mà này rất đẹp. Các chị yêu nhanh tay chút em mã H115 để mọi người 150 luôn. 150. Chị Cát Tiên Vũ check tin nhắn giúp em nha chị ơi. Thu Hường lấy cái này cho em vô luôn, màu rất là chất luôn. Form size SM đều vừa này. Hai size SM đều vừa, đẹp quá. Cái màu nâu tây cho em luôn đằng sau lưng cặp chun dễ mặc lắm. H111 cho em luôn nhá, 150. H111 150 ạ. Tông màu kem be này cả nhà này. H115 chị Đặng Huyền. Em này lên tông màu kem be cho em nhé cả nhà nhá. Diệu Thúy Trương nhanh tay lên chị ơi. Tông màu kem be cho em vô luôn này các chị yêu này. Eo này cho em phổ 74 quay đầu, 66 đến 74 mà H98 nhá. Eo 66 74 chút mà H98 cái này xinh này. H98 150 các chị nhanh tay mà H98 nhá. 150 chút mà H98 giúp em luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn. Tông màu này xuất sắc chưa các chị yêu? Nhà em không cọc 50.000 đâu chị ơi. Cọc ít nhất cho em 100.000 trở lên, nhắc các bác không cọc 50.000 em nhá. Eo này cho em phổ đẹp nhất 70 quay đầu chút mà H4 ạ. Eo 70 quay đầu chất mà H4, chất bò cái này co giãn mặc sướng nhá. H4 cho em 150 các chị nhanh tay. Eo 70 quay đầu chất mà H4 150 luôn. 298 chị Nguyễn Quỳnh Trang. Màu đẹp dã man, màu rất là tây luôn này. Form oversize SML đằng sau lưng cặp chun cho em luôn ạ. Sau lưng là cặp chun cho em nhá. Form size SML đều vừa, chất mã này cho em là mã T12 150. Chất mã T12 150 chị cho em luôn. Chị Cát Tiên Vũ ơi, chị xuất được 2 mã rồi, vui lòng chuyển khoản cọc trước để xuất mã tiếp theo nhé chị nhá. T12 150. Cái quần sóc màu xanh này rất là đẹp này cả nhà này. Em này là một em xuất dư, hàng hiệu xuất dư bị cắt tác đi rồi nhá. Eo cho em của cái này eo 76 đến 80 chất mã V58 chị nào size L. Eo 76 80 chị nào size L lấy cái này cho em nhá. Phạm Thoan này, cái này gái ơi đẹp quá, mà V58 150 luôn. V58 150 cho em nhá.
quần màu đen này các chị yêu này. Màu đen cho em vổ nhá các chị yêu nhá. Tông màu đen để giúp em luôn đúng. Tông màu đen cho em. Cái này đẹp nhờ, cái dáng lưng này đẹp quá. Tông màu đen dáng lưng cho em luôn. Eo cho em 6870 chất mã 142. Eo 6870 chất mã 142. 150 mã 142 luôn ạ. 150 chất mã 142 giúp em rất đẹp nhá. 20 mã đẹp số điện thoại giúp em nha chị Hồng Bùi ơi. Màu đen tiếp này. Trời ơi cái này không phải suy nghĩ đằng sau lưng cặp chun. Em bước đi thật nhẹ nhàng. 142 chị Hoài Phương Trần. Cái này gì để lại mặc nhỉ? Đẹp quá. Bao nhiêu cái màu đen rồi mà vẫn thích màu đen luôn ấy. Các chị khách mới cọc ít nhất là 100 nghìn nha các chị ơi. Gì mà in được cái này đẹp hôm nay thôi này. Là mặc đi bèn gì quá đẹp luôn. Sợ. Xinh quá, ưng quá, ưng từ nãy đến giờ luôn. Nó hay lên này. Đôi khi nó phải loài loài thì cho nó rực rỡ. Cho nó mát. Cho nó mát. Thẳng phải đổi phong cách à? Đúng, thi thẳng phải đổi gió một tí. Em thề là chị Dung Trung chị ăn đi ăn lại một món nó bị ngán. Ăn nhiều món cho nó đa dạng, phong phú thực đơn cho nó ngon. Eo này cho em nhá. Chị ơi, nhà 66, em không 68. Bán hủy xả đâu ạ. Ôi trời, tôi mệt mỏi quá các bà ơi. Hủy xả đi la khác mà mua, sang nhà khác mà mua. C51 chị Nguyên Nguyễn. Cái vừa để riêng ấy. Cái vừa để chưa đây. Okay. Không ơi ta gì bà này. Ta đây luôn. Kinh luôn. Ừ, thử nhìn cả cốc nước vào xem. Tráng cái này cho dì một cốc nước lọc đi. Sợ quá. Bỏ cái nắp ra xong rồi rửa lại cho dì. Chắc chắn là từ hôm mình xin của bơ đấy. Đẹp nhờ. Cái màu này đẹp dã man luôn. Mới nguyên tam mát cho em nhá. Eo cho em 6668 chất mã L31 150 ạ. L31 cho em nhá. 150 chất mã L31. Trời ơi cái màu này các chị yêu này. Màu xanh nha chị ơi. Đẹp dã man luôn. Màu đẹp dã man luôn cái này các chị yêu nhá. Tông màu cực đẹp luôn cho em. Eo cho em cái này 68-72 chất mã V27 ạ. Eo 6872 chất mã V27 cho em cái này nhá. Bác nào eo 6872 chất mã V27 150 luôn ạ. V27 150. Trời ơi, chị nào vừa cái màu đen này em nói thật là chốt nhanh chốt luôn nhá, không phải suy nghĩ luôn. Túi hộp đẹp dã man luôn, cái này size nhỏ, cái này là size của em không bán đâu. Không là đi đâu mất rồi, cái này chưa đo eo, đợi tí em đo eo cái này lại nhá. Các chị khách mời ơi, chốt mã nào chốt chắc cho nhà em nhá, nhà em không bán hủy xả đâu ạ. Gì cũng nước bị đau. Còn bị đau à? Cũng được. Ép rồi à? Ép không quá bỏ, không một cốc luôn. Dạ, hôm nay ép rồi thì đưa đây gì uống, nhưng cái nước đấy không béo uống được mà. Uống đi không phí. Đúng ra là ép từ buổi sáng, không phải là tao uống từ sáng đến chiều không? Còn ép tối này kiểu uống kiểu lo dồn đói đói góp ấy. Sáng em ở đâu? Em có vấn đề là buổi sáng nghỉ. Tối sáng mày có tin là cái kiểu đấy là cái kiểu cái này nó vào mặt mày không? Mày thấy thích sáng em ở đâu không? Hả? Em ở đâu còn lâu em mới nói. Chị phố đi em với chị em mua luôn bộ răng của em. Cái nước này là mới hay là cũ? Mới, không vừa xảy ra. Này, mày đưa 34 triệu chị cho mày bè răng luôn. Răng của chị em tháo 34 triệu ra thì em đi nuôi gái. Đồng lắm. Wow, mình bị đau giảm cân đấy. Cái quần này mát cực kỳ luôn. Quần này mát cực kỳ luôn cho em nhá. Chị nào eo cho em 6668 chất mã 60. Eo 6668 chất mã 60 ạ. Eo 6668 chất mã 60 giúp em. Eo 6668 chất mã 60. 150 chất mã 60 ạ. 150 chất mã 60 giúp em. Khổ thân tôi. Cười cũng không được cười. Hay là tôi khóc cho vừa lòng anh chị nhá. Hát 4 chị cắt tiên cái của riêng. Cái này đẹp nhá, kể cho em ạ. Eo cho em cái này nha. Mà cái này Phương ơi cho gì cái đo eo nào. Đợi em tí đo eo mở cái này đã. Thế cho gì mượn cái đo eo mày cứ móc ở cổ em gì cứ đi tìm nè. 60. Màu đẹp nhờ. Tông màu rất là xinh luôn.
Tông màu này cực đẹp luôn cho em nhá. EO6668 chất mã 97. EO6668 chất mã 97 giúp em ạ. Bác nào EO6668 chất mã 97 cho em vô nhá. Mã 97 150 luôn. Mã 97 150 cho em nhá. Đây cái màu đen hồi nãy em bảo là bác nào vừa xanh nhỏ nhỏ một chút lấy cái này cho em thì chấm hết luôn. Chị Lê Thiệu Anh ơi, sao chị không nhận hàng đấy chị? Giao cho em 6668 tiếp này. Giao 6668 bác nào em? Chị Lê Thiệu Anh ạ. Chị Lê Thiệu Anh có một đơn không nhận hàng của nhà em, giờ lại vào chốt. Đã đang hoàn hàng rồi đấy ạ. Áo nỉ. Chị ơi, chị đang có một đơn áo nỉ, chị chưa nhận hàng đâu. Mà chị lại vào chị chốt đơn tiếp xong rồi chị lại không lấy hàng của em thì chết dở. Đừng làm thế dễ sao nhau lắm chị ơi. Đơn của em làm sao, đơn của chị làm sao đấy. Mà chị đang chưa nhận hàng. Áo đang mặc bao nhiêu? Áo đang mặc đi ra đát vừa mới về hàng mẫu mới nhất luôn các chị ơi. Mẫu vừa cập nhật luôn. Anh chị đi ra đát mua nhá. Áo này của đát. Không liên lạc được với chị 3 lần lận. Biêu tá không liên lạc được với bác 3 lần rồi bác ơi. Bây giờ bác lại vào like của em bác chốt đơn. Lên con trên đường đi phố ơi. Cái này size S vừa không chị Hoàng? Cô Hoàng. Cái này EO6668 thôi. Các chị nào mà thích cái áo này của em thì đi ra đát đi. Mẫu mới nhất vừa cập nhật luôn. Có hai màu, màu này với cả màu xanh nhá. Em thích cái màu này hơn. Màu này mặc nó trẻ trẻ hơn, màu xanh kia cũng đẹp lắm, màu xanh nhìn nó rất là mát mắt. Em định lấy hai cái nhưng mà em bảo thôi. Lấy cái thôi. Eo trên 70 quay đầu 6668 đến 70 này A20, A22 150. Các chị nào vừa cái này chốt luôn nhá. A22 150 cái phong của này đẹp lắm. A22 150. Cái trên tường là eo 66 ấy. Cái này eo 66, chị nào vừa thì đợi em kiếm lên cho. Em này cho em nhá. Không có chân váy như thế này lại màu đen đâu chị ơi. Hàng si mỗi mẫu có một cái thôi. Các chị đang tưởng nhà em hàng mới à? Hàng si ạ, à, mỗi mẫu có một cái thôi chị nhá. Chứ không phải là có cái như thế lại còn có cả màu đen nữa thì không có đâu chị ạ. À. Em này cho em vô luôn mới nguyên tắc mắc quần lửng này. Eo cho em 6668 chất mã 05. Eo 6668 chất mã 05. 150 chất mã 05. Cái này quá đẹp luôn ạ. À. 150 chất mã 05 cho em nhá. Em lên cái kẻ này chị nào vừa chốt luôn này. Kẻ này cho bác nào eo 70 quay đầu. Eo 70 quay đầu cho em cái kẻ này nhá. 150, các chị comment cho em ở đây là mã Y92 150, bán tắc cho chị Y92 150 nhá mọi người nhá. Chốt nhanh vào Y92 150 giúp em luôn. Em bước đi thật nhẹ nhàng. Các chị mà bom hàng nhé, ở đây hệ thống nó có hết đấy các chị ạ. Nào, màu đẹp này. Các bác ơi, cứ bom hàng rồi giờ lại vào chốt đơn. Cứ làm như kiểu nhà em không biết à, có lịch sử hết nhá các chị nhá. Không có nhà nào bán hàng mà cẩn thận như nhà em đâu. Tất cả mọi thứ nhân viên nhà em làm nó đều có trên cái phần mềm của em hết luôn. Size luôn, size này luôn cho em bộ này. Chắc của nó đẹp, dã man đẹp luôn. Eo này cho bác nào eo cho em 6668 nhá. Eo 6668 giúp em cái này luôn các chị yêu. Bác nào eo 6668 giúp nhanh cho em cái này nhá. Rất là đẹp luôn. Chỗ này là con bao rồi đúng không? Bao rồi con cho lên trên trên tàu cho nhìn cho nó dễ. Eo 68, eo 6668 cho em cái này mà H20 này chị nào. Eo 6668 cái chất quần siêu mát luôn ạ. Eo 6668 cho em nhá. Em này là 150, các chị comment cho em ở đây là mã H20. 150 chất mã H20 luôn giúp em. Cái chất kaki cực phẩm này các chị này. Một em chất kaki. Một em chất kaki rất là đẹp cái này luôn cho em. Đẹp lắm mọi người nhá. Chất kaki cho em bỏ luôn, chị nào nhanh tay thì chốt luôn cái này cho em. Chị Eo 74 quay đầu chất má HT23, cái này chất kaki xịn cực kỳ luôn. Eo 74 quay đầu mã T23 là sau lưng cặp chun, 150 mã T23 này các bác này. 150 mã T23 giúp em. Một cái zin giấy rất là mát luôn nhá. Còn trên tường Eo 6668 thôi chị Vũ Hoàng ơi. Cái đấy size bé hơn đấy chị Hoàng ạ. Em này chị yêu nào form size cho em ML, đằng trước cặp phẳng là sau cặp chun, quần jean giấy rất là đẹp luôn. Size M, size L cho em là sau lưng cặp chun nhá. Mã H118 150, các chị chốt nhanh cái jean giấy này đi. H118 150 cho em luôn ạ. H118 150, cái màu này đẹp chưa này cả nhà này. Màu này đẹp dã man đẹp luôn cho em nhá cả nhà này. Xinh quá. Màu này sang cực kỳ luôn ý. Form này size cho em SML đều vừa. Khách mới mã kèm số điện thoại giúp em. Thực ra cái này em thấy SML đều vừa luôn nhá. SML đều vừa giúp em. Có. Còn gì đau không con? Hết rồi. Dung Nguyên mã kèm số điện thoại giúp em nha chị ơi. Ý là gì? Gì đang hỏi bí? Giờ gì không uống nữa nhá, con say thì mai gì uống cả một ngày mai luôn ấy. Say nhiều mà. Một chai thì uống được cả ngày mai luôn. Có cái chai nào không? Nhà mình có cái chai nào không? Con trao một chai hay gì? Sáng mai chị mang đi gì uống? SML đều vừa này. Form size SML đều vừa. Áo em đang mặc em bảo rồi các chị ra đát mẫu mới nhất luôn. Vừa cập nhật của ngày hôm qua hôm kia thôi các chị ạ. Áo của đát các chị cứ ra đát đi, ra tất cả các store của đát đều cập nhật cái mã áo này luôn. Có hai màu, màu này với cả màu xanh, tông màu xanh. Các chị ra đát đi, vừa cập nhật xong. Ra mua luôn cho em, đừng hỏi em mới mua em không bán lại đâu.
SML đều vừa. SML đều vừa mà H135 150, chị nào chốt được cái quần này đẹp này. H135 150 nhá mọi người nhá. Mẫu mới nhất của Đạt là mới về đấy mọi người ạ, ra mà mua. Chị em em không bán đâu. SM đều vừa đằng sau lưng cặp chun này. Hai size SM đều vừa giúp em luôn nhá cả nhà nhá. Hai size SM đều vừa comment cho em mã này là mã T19 150 luôn này, có đai luôn ạ. T19 cho em nhá, 150 các chị nhanh tay. H159 Nguyễn Quỳnh Trang. Cái màu này các chị chốt nhanh cho em, màu đẹp dã man đẹp luôn, màu xanh bạc hà này. Ui, cái gì cái màu này mùa hè sướng nhở. Màu này nhìn đã thấy sướng mắt rồi các chị ạ. Hai size SM cho em nhá, dáng lửng cho em mặc trên mắt cả chân của em phố đẹp đẹp chưa? Form size SM đều vừa đằng sau lưng cặp chun cho em nhá. Eo đến maximum là 78 cơ ạ. Eo từ 66 đến 78 cho em, cái này cực đẹp. Các chị có comment cho em món này là mã H129 150. H129 cho em hộ nhá. 150 mà H129 cực đẹp luôn. 150 chất mã H129, bác nào thích màu trắng này. Chị nào thích màu trắng cho em nhá. Cái này thì form size to ML. Form size to ML giúp em luôn này các chị yêu nhá. Size M, size L cho em mà này cũng rất là đẹp luôn này. Các bác nào size to thì lấy luôn cho em cái này nhá mọi người nhá. Form size to ML chất mã T65 ạ. T65 giúp em nhá, form size M, size L. Chị nào form size ML chất mã T65 cho em luôn. T65 cho em nhá mọi người nhá, cực đẹp luôn. 150 chất mã T65 ạ. 150 chất mã T65 giúp em nhá mọi người nhá. 129 chị Xuân Tâm. Chị làm sao nhanh tay nha các chị ơi. Cặp chun tiếp, form oversize SML đều vừa nữa này cả nhà này, cái màu này cũng rất là đẹp luôn, mặc rất là mát. Form size SML đều vừa, 150 chất mã T100. T100 cho em nhá, 150 các chị yêu nhanh tay. T100 150 cho em vừa luôn ạ. Màu đẹp chưa? Tông màu của nó sẽ là tông màu gì nhỉ? Màu rêu rêu ấy ạ. Màu rêu. Ô cái này bị xước một tí rồi mọi người này. À không phải bị xước mà nó có vệt dầu rồi. T65 chị Hằng Nguyễn. Cái này là có vết dầu rồi mọi người ơi, em tặng mọi người cái này không đồng với các chị tự khắc phục lại được khắc phục nhá. Đây này mọi người nhìn thấy không? Tí 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 đây này. Nó có vết dầu một chút nhá mọi người nhá. Em tặng không đồng, các chị comment mã này là mã tặng không lấy tiền ạ. Nhanh tay cho em SM đều vừa. Tặng không lấy tiền các bác cái đấy luôn, chị nào có đơn em đi tiền. Hoặc bác nào có logo chia sẻ em đi tiền chốt. Form size cho em này, tông màu xanh than cho em nhá chị yêu nhá. Eo cho em 70-82 chất mã H96. Eo 70-82 cho em cái này nhá. Eo 70-82. Eo 70-82 chất mã H96 150 ạ. H96 150 luôn giúp em. Mã tặng cho chị Đặng Huyền ạ. Màu này đẹp chưa này? Màu đẹp dã man luôn ấy. Oversize SML đều vừa này các bác này, nhìn cái form quần này. Form size SML đều vừa giúp em luôn nhá. SML chị nào mà thích quần váy quần ngắn và chân váy ngắn em vẫn còn nhá, đợi em tím lên cho. Form size SML đều vừa chốt mã này cho em là mã T9 ạ. T9 cho em vô nhá, 150 chốt mã T9 luôn. 150 chốt mã T9 giúp em. Tông màu trắng tiếp này cả nhà này. Chất thô cho em tông màu trắng rất đẹp nhá. Chất thô tông màu trắng cho em cực đẹp luôn. Eo cho em 72 quay đầu chốt mã T68 ạ. Eo 72 quay đầu mã T68 cho em cái này nhá. Eo 72 quay đầu chốt mã T68 cho em, cái này rất đẹp. Mới tinh luôn, các chị yêu nào chốt được cái này sướng cho em nhá. Cái này đẹp lắm luôn ấy. Size này cho bác nào nhanh tay cho em bộ luôn. Mã cho em là mã T68. T68 cho em 150 chút mã T68 ạ. 150 chút mã T68 giúp em cực kỳ xinh. Đẹp nhờ. Chất kaki cho em bộ luôn. Không đẹp không lấy tiền cả nhà nhá. T68 chị Nguyễn Thiêm. Chất kaki giúp em bộ luôn. Không đẹp không lấy tiền các bác cái chất kaki này luôn ạ. Form size cho em, eo cho em 68-74 ạ. Eo 68-74 cái chất này đẹp này mọi người này. Cái màu này cũng đẹp luôn. Eo 68-74 cho em nhá. Lấy mã T69 này luôn. Comment mã T69 150 các chị nhanh tay. T69 150 giúp em phố luôn ạ. T69 150. Màu đẹp nhờ. Em này cho chị yêu nào nhanh tay cho em phố tiếp này. Eo cho em cái này 70 quay đầu chất mã T72. Eo 70 quay đầu chất mã T72 giúp em nhá. Chị nào eo 70 quay đầu chất mã T72 cho em 150 luôn. T72 giúp em 150 các bác ơi. Màu xanh này đẹp quá. T69 chị Yến Lê. Em nói thật là cái màu xanh này rất là đẹp. Màu xanh min. Chị áo chốt màu xanh min này đẹp lắm luôn. Tông màu xanh min giúp em này. Xinh chưa các chị yêu này. Tông màu xanh min cho em vào luôn nhá. Eo cho em 72 quay đầu chất mã T8. Eo 72 quay đầu chất mã T8 cho em nhá. 160 cái này chị nào chốt nhanh là T8 160. Tông màu trắng kem này các chị này. Quần sóc ngắn nữa này. Tông màu trắng kem cho em nhá. Nhìn cái cạp đẹp nhờ. Nhìn cạp xinh dã man luôn ý. Tông màu trắng kem cho em hộ luôn. Cái này rất xinh các chị yêu nhá. Trong tông màu trắng kem, eo cho em cái này cho bác nào eo 66 quay đầu chút mặt T80, 150 chút mặt T80 luôn.
150 chứ phải 180. Cái quần này giống quần của em này, các chị yêu này. Trong kiện lần trước em có một cái màu đen như này này, bạn nào thích cái màu đen này lấy luôn. Em có một cái như này luôn, đẹp dã man, cái cạp của nó hơi trắng trắng như này, đẹp lắm. Eo 6872 trên mặt T82 này. Eo 6872 trên mặt T82 cho em cái này các chị yêu nhá. T82 cho em khoảng 150, mọi người chúc em mặt T82, cái này đẹp lắm. 150 mặt T82. Khách mời mã kèm số điện thoại giúp em nhé chị Tâm Vũ Sinh ơi. Bác Tâm Vũ Sinh khách mời comment cả số điện thoại kèm theo vào cho em nha. Em có cái yếm này xinh này. Bác nào lấy cái này xanh màu. Có T82 chị Đặng Huyền. Đây là quần của nó. Nó sẽ yếm, yếm kiểu yếm quần luôn nhá. Bên dưới này. Xinh quá. Cái này em tặng mọi người luôn 100.000 này. Chị nào form size cho em cái này xanh màu xanh lờ nhá. Em đo chuẩn cái nào cho các bác luôn. Em bước đi thật nhẹ nhàng. Em quên đi câu dối sang. Sao em? Không mượn sạc hả? Ok con. Eo cho em 80-88 này. Size M, size L. Eo 80-88. Bây giờ là mấy giờ rồi con? Bây giờ là 11 giờ. Mẹ đề nghị là bây giờ đến giờ đi ngủ. Ôi chết rồi, mẹ rút cái gì nhỉ? Bây giờ là đến giờ đi ngủ. Đúng rồi, con lên cắm sạc và xong rồi con bảo chị Lệ là đến giờ, mẹ bảo đến giờ đi ngủ rồi, con và chị Thích đi ngủ cho mẹ luôn, nhớ chưa? Ok, thơm cái nào? Chị rửa mũi cho con chưa? Ừ, ngủ ngon nhá. Cái này là cái yếm nhá, em tặng mọi người cái này 100.000. Eo 80-88 á. Eo 80-88 giúp em nhá, 100.000. 100k các chị yêu comment cho em mà đây là mã A34 nhá. A34 100.000 em tặng các bác cái A34 luôn. 100k chắc mã A34. Em còn mấy cái jean nhất rất là đẹp luôn. Em còn mấy cái jean rất là đẹp luôn ạ. Chị nào vừa cái jean này chắc luôn nhá mọi người nhá. Ôi cái jean này đẹp quá. Cái jean này rất là đẹp luôn ạ. Bác nào eo 80 quay đầu chút mã H33. Eo 80 quay đầu chút mã H33 cho em nhá. Eo 80 quay đầu chút mã. Eo 80 quay đầu chút mã H33 cho em cái này cực đẹp luôn ạ. H33 cho em phổ cái này các chị yêu nhanh tay nhá. Em lấy các bác cái này 150 nhanh tay. H33 150. Bác Sự Hương Mai được cái chân mày ngắn nào chưa bác Sự Hương Mai ơi? Đẹp dã man luôn. Màu đen quốc dân. Eo cho em 74-78 chút mã H55. Eo 74-78 chút mã H55 giúp em nhá. Chị nào eo 74-78 chút mã H55, 150 chút mã H55 màu đen luôn. 150 chút mã H55 giúp em nhá. Em bước đi thật nhẹ nhàng. Váy treo trên tường là size S nhá chị ơi. Chị Nguyễn Minh Ngọc. Quên đi câu dối gian. 233 eo ngắn. H33 eo 76-80. H33 là eo 80 quay đầu size L nhá. Nhanh tay cho em luôn này. Cái này cho em hai bên hông của chun, đằng sau lưng chun ạ. Đằng trước phẳng đằng sau chun cho em. SML đều vừa cái này cho em nhá. Form size SML 3 size. Eo từ 66-80 được. SM và L đều được cho em 150. Chút mã cho em là bằng T20. T20 150 cho em nhá. 255 chị Tiểu Hương. Chân bày ngắn này các chị ơi, cái này đẹp lắm. Chân bày ngắn cho em. Cái này sorry các bác. Quần giả váy luôn ạ. Quần giả váy cái này kể này. Thử ơi, cái này rất chị thích. Mặc với áo phông trắng cái này thì có thành một set luôn, quá xinh. Cái này quần giả váy các chị yêu nhé. Mặc với áo phông trắng hoặc phông đen cho em vì chơi rất đẹp luôn. Xinh xỉu áp xỉu đao luôn. Em bước đi thật nhẹ nhàng. Em quên đi câu rớt ran. Eo này cho em nhá. Eo cho em 72 quay đầu 68-72 này. Eo 68-72 giúp em nhá. 150 các chị nhanh tay. Mã cho em là mã L12. 150 chút mã L12 bản tao chị. L12 150 cho em nhé cả nhà nhá. Một cái quần giả váy nữa này các bác ơi, cái kẻ màu này đẹp này. Cái kẻ này đẹp lắm, cái này là cái chân váy xuất đi các bác, cái này là chân váy đẹp chưa? Chân váy màu kẻ cho em cực phẩm. Chân váy màu kẻ cực phẩm cho em eo 72-76 ạ. Chân váy cực phẩm eo 72-76. Nguyễn Bích Ngọc. Eo 72-76 cho em cái này mọi người nhá, nhanh tay cho em. Nhanh tay cho em của cái này là cái này đẹp này mọi người này. Bác nào nhanh tay cho em nhá. Eo cho em 72-76 chân mã 08. Eo 72-76 chân mã 08. Cái chân váy này xinh này. Mã 08 150 mọi người cho nhanh nhá. Mã 08 150 giúp em luôn ạ. Em bước đi thật nhẹ nhàng. Em quên cô rối ra. Em có cái quần sóc này đẹp quá. Màu đen viền trắng. Các chị mix áo phông đen một phông trắng ở trên đều rất là ok. Cái quần này xinh thế nhá. Wow.
Tỉ cái quần màu đen rồi vẫn thích ấy. Thì chị hình như là càng nhiều đen nó thành càng ít hay sao ấy. Đẹp chưa? Cái chân váy màu kẻ xanh cho em nhé, rất là xinh luôn này các chị này. Chân váy màu kẻ xanh cho em hộ luôn nhé cả nhà nhá. Chị nào thích tông màu kẻ xanh này luôn cái này cho em luôn. Chân váy kẻ xanh cho em hộ luôn nhá. Bác nào eo cho em cái này 7276 chất mã C70 này. Eo 7276 mã C70 150 không đẹp hoàn hàng. Em này các chị yêu nhanh tay comment mã C70 nhá. Eo 7276 C70 150 luôn ạ. C70 giúp em 150 cả nhà nhanh tay. Tông màu kẻ của em nó là màu kẻ đen nhá mọi người nhá. C70 chị giúp hôm mai. Kẻ sọc cho em vô luôn này. Size cho em vô. Ui lên dáng quần đẹp chưa mọi người này. Lên dáng quần đẹp xuất sắc luôn. Eo cho em vô cái này eo 70-80 mà H43. Eo 70-80 mà H43 cho em cái này đẹp nhá. H43 cho em vô luôn. Không đẹp không lấy tiền mọi người luôn. H43 cho em nhá. 160 chắc mà H43. 160.000 mà H43 giúp em. Chị Đỗ Thị Thu nhanh tay chị ơi. Cái quần váy này đẹp dã man luôn. Cái màu gọi là em hay gọi cái màu này là màu lòng tôm ấy các chị ơi. Đẹp lắm. Mắt lịn tim. Cái lớp lót bên trong cũng xịn vãi chưởng luôn ý. Rồi các bác chốt nhanh cái này nhá, không phải suy nghĩ đâu. Đẹp ơi đẹp. Oversize XML. Cái này không chốt được thì cực kỳ tiếc luôn. Form oversize XML là các chị 150 mà H cho em 43 nhá. H43 150 luôn ạ. Đẹp quá luôn này. Một cái quần đen chấm bi trắng cho em nhá. Form size XML đều vừa tiếp này. 3 size đều vừa cho em luôn ạ. Form size XML đều vừa giúp em 150. Chốt mã này cho em là mã H86. Chất quần của nó đẹp lắm. H86 150 cho em luôn. Cái màu này mặc được mắt lịn luôn cho em nhá. Khách mời nhớ comment mà cách số điện thoại cho em phổ nhá cả nhà nhá. 23 chị Nguyễn Hồng. Cái này 2 size thôi, XM đều vừa. 2 size XM đều vừa chốt mã H88 150 này. H88 cho em nhá, 150 chốt mã H88 luôn. Nguyễn Hồng khách mời cho nhà em xin địa chỉ luôn nhá chị ơi. H88 150 cho em nhá. Eo 64-68 đấy các chị yêu này. Bác nào size S eo 64-68 cho em cái này đẹp nhá. Eo 64-68 cho em ạ. 150 chốt mã này cho em là mã H100. H100 150. H86 chị Đỗ Thị Thu. Màu này là màu kem be này. Tông màu kem be giúp em nhé mọi người nhá. Màu kiểu màu trắng củ đậu ấy ạ. Cái này màu trắng củ đậu là chuẩn nhất. Size này size S và size XS. Eo cho em cái này 58 đến 68 ạ. Eo 60 đến 68 giúp em ạ. Eo 60 đến 68 cho em là sau lưng cả chun nhé. Chị là size S và XS thì lấy cái này. Mà T67 nhé. Chứ là đọc nịu hết rồi lên. T67 cho em 150 ạ. T67 giúp em nhé, 150 cho em là T67. Nga Vân thì nhanh tay lên chị ơi, chậm quá. Tông màu kem be này các chị yêu này. Đẹp nhờ, lên phong quần đẹp quá. Lên phong quần đẹp quá luôn các chị yêu nhá. Eo này cho em vổ đẹp nhất là eo cho em từ 68 đến tầm 75. Eo 68-75 cho em, dáng quần đẹp dã man luôn. Eo 68-75 cho em vổ cái này nhá, cực kỳ xuất sắc ạ. Eo 68 đến 75 giúp em. Comment cho em này là mặt T2 150. T2 giúp em vổ nhá, 150 cho mặt T2. Chất siêu mát luôn. Eo 66-70 này các chị yêu này. Bác nào eo 66-70 lấy cái này cho em đẹp cực kỳ luôn. Eo 66-70 cho em phổ luôn. Không đẹp không lấy tiền cả nhà nhá. Eo 66-70 bà này đẹp lắm ấy. Bác nào eo 66-70 lấy cái này cho em phổ luôn. Không xinh không lấy tiền cả nhà luôn ạ. Eo 66-70 chốt mã T4 150 mát lịn. T4 150 lên một cái. Con trên tường eo 66-68 nhá chị Vũ Hoàng ơi. Cái trên tường là eo 66-68 bác Vũ Hoàng ơi. Etiquette này các chị yêu này. Cái chất của nó cực kỳ mát luôn nhá. Cái này size nhỏ cho em eo 62 quay đầu. Chốt mã này là mã T97 nhá. T97 cho em 150 chốt mã T97 luôn ạ. 150 chốt mã T97. Trời ơi. Đằng trước phẳng sau chun cho em SM đều vừa. Đằng trước là cặp phẳng và đằng sau là cặp chun. Size SM đều vừa. Cái này để cho tít thối mà cũng được luôn này. Em bước đi. Các chị ơi lấy nhanh cái này không? Em dự bị cho con gái em luôn ấy. SM đều vừa. Đằng trước cặp phẳng là sau cặp chun. 150 các chị có mấy trên mã 02. Mã 02 dự bị tít thối nha anh đây nhá. 02 150 luôn. Cái kẻ ngắn này cũng rất là đẹp này các chị yêu này. Kẻ ngắn này cho em thì rất là đẹp. Các chị lấy những cái kẻ ngắn này cho em mặc với áo phông rất là trẻ luôn ạ. Em lấy con bò sau. Bò sau à, ok để em lên cho. Em này eo cho em 70-74 nhá. Eo 70-74 chất mã C23. Eo 70-74 chất mã C23 cho em nhá. 150 mã C23. Lên mấy cái bò đằng sau đi em ạ. Ok chị đây em lên luôn cho.
T97 chị Vũ Anh. Bò sau nha. Bò đằng sau cho em, cái này bò sọc kể luôn cho em, cái này đẹp nhỉ. Chất zin bò kể sọc cho em nhá. Eo trên 74 78. Eo 74 78 giúp em nhá. Chị nào eo 74 78 lấy cái này cho em cực đẹp. Bác nào eo 74 78 chất mã H15, 160 mã H15 luôn. 160 chất mã H15 ạ. Đây. Eo 72 76 tiếp này các chị ơi, cái zin bò này đẹp quá. Cái này các bác nào chốt được nhá, sướng cực kỳ luôn, đẹp ơi đẹp. Cái zin này cực kỳ xuất sắc. Eo 72 76 chất mã H45. 170.000 mã H45, bác nào chốt được cái mã này đẹp. Bình thường quần jean bò, quần jean bò như này em bán toàn 250 một cái thôi mọi người nhá. H15 chị Nguyễn Quỳnh Trang. Eo 72 76 mã H45 nhá, 180 mã H45. 180 mã H45 giúp em. Jean tiếp này, bác nào hỏi em lên luôn mấy cái jean ở sau cho này này. Oversize luôn, SML đều vừa, cặp chun nhá. Oversize SML đều vừa, jean giấy mặc siêu mát luôn. 160 chút mã T10 các chị nhanh tay. T10 160 luôn ạ. H45 chị Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng check in là thôi em nhá chị ơi. Màu đen SM đều vừa. Tông màu đen size S size M đều vừa giúp em nhá. Màu đen size S size M đều vừa, chốt mã này cho em là mã H750. H7 cho em nhá. 150 chốt mã H7 luôn. 150 chốt mã H7 giúp em hồ luôn nhá cả nhà nhá. H7 150. Eo ơi cái màu xanh này các chị ơi đẹp lắm. Màu xanh này lấy luôn cho em. Tông màu xanh. Vào check tin nhắn giúp em chị ơi. Form oversize, cái màu xanh cổ vịt rất là đẹp luôn này. Form oversize SML đều vừa. Oversize SML đều vừa giúp em mã H52 150. Ô, sao lấy cái này 150? Thôi rồi lỡ mồm. Thả tim cho em cái nào. Mà đã chốt được cái quần này 150 thả tim em nhá. H52 150 các chị ơi. H52 150 cho em nhá mọi người nhá. H52 giá 150 cho em hồi luôn. Màu xanh cổ vịt để đẹp nha chị nhỉ. Ờ. Chị lỡ bồm chị bán cái này 150 luôn nhé. Quá rẻ luôn, rẻ mà lại còn đẹp nữa. Cái đấy bác nào chốt được hơi bị sướng luôn nhé, vừa rẻ vừa đẹp luôn. Bao rẻ bao đẹp, con cho vào chai cho gì nhá. Con cho vào chai luôn. Ờ. Con chai là vì cái tủ. Ờ. 17. Chị Minh Đức ơi, có lịch sử xả hàng bên em vào cọc giúp em 200 rồi chốt đơn nhá chị nhá. Em bước đi thật nhẹ nhàng. Minh Đức ơi. Em đi câu dối gian. Ờ, cũng được, đi về đi, mai. Học lắm chị ạ. Tí mà học thì phải ngủ ở đây, không có muộn, không thì về, cần có việc thì về sớm đi không mà mai. Bán chủ cái bàn vào học, nó lại trốn. Eo này trên 70 quay đầu chất mã H28. Eo 70 quay đầu chất mã H28 ạ. Eo 70 quay đầu chất mã H28 cho em cái này đẹp nhá. H28 cho em, jean bò đẹp lắm. 160 mã H28 ạ. 160.000 mã H28 giúp em luôn nhá. Ơi. Không. Không sao. Hướng chúng mày cái thì kỹ quá. Cái thì gọi là tung cái nít ra thì không đứa nào trách lỗi. Tắt thế á? Chà bạn gì mua có 1 triệu. Hả? Hỏi đi. Nhưng mà hỏi đi để mua đi xong rồi là để dưới tầng 1 mà làm luôn cái đấy đi không có là. H28 chị Trang Trần. 2 triệu rưỡi bà nó chụp cái máy gửi cho gì xem nào nhá. Mày cười cái gì? Mày điên à? Vấn đề là bạn chị mua có 1 triệu với 1.3 triệu tự nhiên chị mua 2.5 triệu thì tao tiêu tiền tao cũng có tính toán chứ làm sao mà tiêu tiền ấy con cũng nghĩ là mày ăn 1 triệu luôn đấy mấy gì để gì chụp ảnh gửi cho mày xem nhá. Ờ 1 triệu hay 1.2 triệu thôi nhưng máy mua lại bọn còn máy mua lại cũng phải vào 4 triệu rồi sao mà rẻ thế máy của chúng mày là máy vàng máy bạc à thì tao chỉ cần máy quần áo thôi. Eo 70 quay đầu chất mã H64. Eo 70 quay đầu chất mã H64. Tí nữa gì chụp chửi cho mà xem. Eo 70 quay đầu chất mã H64 cho em nhá. H64 150. H64 cho em nhá. 150 chất mã H64. Bác nào được cái quần 150 sướng này. H64 150 luôn giúp em. H64 150. Tốt tuyệt đấy các chị yêu. Màu đen cho em nhá. Oversize SML đều vừa. Đen còn kẻ sọc như này mặc dưới rất là hách dáng luôn.
SML đều vừa giúp em chốt mã H 76 150 mã H 76 ạ. 150 chốt mã H 76 giúp em luôn nhá. H 76 150 cho em. Em bước H 64 chị Trang Sinh. Các chị làm sao bên đây các chị ơi. Màu đen này. Eo cho em 6668 chốt mã 84. Eo 6668 chốt mã 84 giúp em nhá. Mã nào eo 6668 chốt mã 84 150 luôn. 150 chốt mã 84 cho em nhá. Cái quần này đuổi mặc siêu mát luôn này. Quần này là quần đuổi. Mặc là mặc siêu mát. Mặc quà là mắt lịn con tim. Đây là chân váy hay là quần sóc đây? Lẫn lộn. Xem một lít lên đây là gì đi. Hoặc là ở phía trong này cũng được này. Đây này. Em này cho bác nào form size cho em SM đều vừa quần đuổi nhá. Form size SM đều vừa quần đuổi cho em luôn 150. Chốt mã này cho em eo đến 76 quay đầu nhá. Eo từ 62 đến 76 chốt mã L63 150 ạ. L63 150 mọi người nhanh tay gộp đơn nhé, em không còn nhiều đâu. Nhanh tay gộp đơn cho em nhé các bác ơi, của like rồi. Màu rất là đẹp luôn này. Form size S size M đều vừa. Size S size M đều vừa giúp em luôn nhé. Comment cho em mã này là mã H133 cho em 150 ạ. H133 giúp em 150 nhé mọi người nhé. Cái màu này tây nhờ. Màu rất là tây luôn. Chất cực kỳ xịn luôn cho em nhé mọi người nhé. Size này cho em SM đều vừa. Size này cho bác nào eo SM đều vừa đằng sau lưng cặp chun. Eo từ 62 đến tầm 75-76 H121 cho em nhỏ. Comment mà H121 150 luôn. Chốt mà H121 150. Cái màu đen này quốc dân này các chị này. Màu đen này quốc dân luôn cho em nhé các chị yêu nhá. Tâm màu đen cho em cực đẹp luôn. Size này cho bác nào nhanh tay cho em nhá. Eo cho em 68 đến 82 chốt mà H91. Eo cho em bác nào cho em eo 82 quay đầu nhá. Eo size SML đều vừa này. Eo 82 quay đầu giúp em luôn. Mã H91 150 luôn ạ. H91 150. Em lên cả xem cái cả chân váy quần các chị nhá. Các chị chuyển khoản cọc nhớ chụp bill giao dịch thành công gửi tin nhắn giúp nhà em nhé các chị ơi. Eo cái quần này mặc mỹ đời mà mát nhở. Mặc ở nhà đấy nhở. Sướng nhá. Mặc như kiểu không mặc đen luôn ấy. Ờ. Đấy đen nó còn biết cái này mặc đi ngủ thích nhỉ. Đau đầu. Cái này mặc đi ngủ thì quá là chích luôn. À, tặng cho mọi người một cái này mặc đi ngủ. Mặc đi ngủ hoặc mặc ở nhà đều rất là sướng luôn nhá. Đẹp nhờ. 100.000 nhá. Comment cho em mã C44 á. C44 các chị ơi. 100k cho mã C44 cái quần này cho em nhá. Mặc sướng lắm. C44 100.000 cái quần này. Hà Lê khách mời cho nhà em xin địa chỉ và tin nhắn luôn nhá chị ơi. Em lại có một cái chân váy kẻ rất là xịn sò, đó là có đường dây như những mấy cái mà em giới thiệu từ đầu live đến giờ mọi người nhá. Hôm nay em có mấy cái con chân váy kẻ rất là xịn luôn. Đẹp quá. Điều chỉnh được, chị Minh Hồng. Điều chỉnh được mấy nấc liền cho em nhá. Size này cho bác nào eo cho em từ 68 đến tầm 74-75 chất mã Y91. 150 chất mã Y91 này. 150 chất mã Y91 cho em nhá. Chân váy kẻ đẹp lắm. Y91 150 cho em ngồi luôn các chị lên tay. Em bước đi thật nhẹ nhàng. Em quên đi câu rối ram. Ôi cái màu kẻ này đẹp thế. Quần giả váy nhá. Này. Sang vãi cả là ấy luôn ý. Này mọi người nhìn này. Màu sang nhở, màu sang dạ man luôn đi các chị yêu nhở. Tông màu sang cực kỳ luôn. Bác nào eo cho em cái này 70 quay đầu chất mã 36 em vừa dự bị. Eo 70 quay đầu, bây giờ em mặc hơi chật em giảm mấy cân đi là em mặc ok. Eo 70 quay đầu chất mã 36 cho em ạ. Eo 70 quay đầu chất mã 36 cho em vô nhá mọi người nhá. Mã 36 giúp em, không đẹp không lấy tiền các chị luôn. Nhanh tay, 160 chất mã 36, đẹp lắm. Mã 36, 160, em lên cái kẻ này tiếp này các bác ơi. Cái nào vừa eo cái nào lấy luôn cái đấy nhá. Đẹp lắm, mấy cái này đẹp lắm. Eo 6668 chất mã 35. Eo 6668 chất mã 35, cái kẻ màu rất là tây luôn, 150 mã 35 luôn. 150 chất mã 35 giúp em. Mã 35 150. Trời ơi. Thế luôn xinh xỉu áp xỉu đao. Mới nguyên tắc mắc luôn cho em mọi người nhá. Mới nguyên tắc cho em chưa qua sử dụng luôn kẻ hồng. Eo 6465 quay đầu đẹp nhỉ. Không biết bóng cho mình cái eo này nó vừa không nhở? Em nhở? Mới tinh luôn đấy. Treo trên mà eo nhỏ quá. Chị Hạnh Nguyên Bùi vào muộn thế chị ơi. Thế là bác Hạnh Nguyên Bùi hôm nay đi đâu về đi đâu đi chơi rồi mới về à? Đẹp chưa? Eo 66 quay đầu cho em nhá. Đẹp thế. Chị nào vừa cái này hoặc con mình vừa lấy luôn ạ. Mã 122 lấy cái chị 150 luôn. 122 150 cho em nhá. Mã 122 150 cho em ạ. Mới nguyên tác tiếp cho em này các bác ơi. Bên trong có đúng luôn nhá. Quần giả váy bên trong có đúng luôn. Mới nguyên tác mác cho em ngồi luôn. Eo cho em 72 quay đầu chất mã A73. Eo 72 quay đầu chất mã A73 cho em 150. A73 giúp em 150 này các chị này.
122 chị Thanh Xuân. Mấy cái kẻ này đẹp lắm luôn đấy mọi người nhá. Eo cho em phố 70 quay đầu chất má 25. Eo 70 quay đầu chất má 25, 150 chất má 25 luôn ạ. À. 150 chất má 25 giúp em nhá mọi người nhá. Má 25 150. A73 chị Minh Hồng. Em lên cái jean này các chị yêu nào vừa cho luôn cái jean này nhá. Eo cho em vô cái này đẹp nhất 70-74 mã T38. Eo 70-74 cho mã T38, 150 mã T38 luôn. 150 mã T38 giúp em nhá. T38 150 cho em luôn. Cái con này đẹp cạn lời luôn này. Màu xanh này đẹp lắm. Lên giả váy đi chị. Quần giả váy à? Ok. Để lên quần giả váy cho. Ui cái quần sóc này đẹp vãi trưởng. 25 chị Hồ Vi. Quần sóc này đẹp vãi trưởng luôn này các chị này. Tao màu xanh đẹp quá. Hai hàng quy. Chị nào vừa eo chốt luôn. Eo 72 quay đầu chốt mã 20. Eo 72 quay đầu chốt mã 20, 150 á. Mã 20 giúp em nhá. 150 chốt mã 20 giúp em luôn. 150 chốt mã 20 cho em ạ. Cái kẻ này đẹp này mọi người này. Kẻ này cho em rất là xinh luôn nhá các bác ơi. Kẻ màu đỏ đô cho em luôn. Eo 70 quay đầu chốt mã A39. Eo 70 quay đầu mã A39, 150 luôn này. Eo 70 quay đầu chốt mã A39, 150 cho em nhá. Quần giả váy đây là các chị ôm tùm. Chỗ này có mấy quần này đẹp này. Mấy quần này đẹp man luôn đấy quần này. Cái kẻ này đẹp xuất sắc luôn. Chị nào eo trên 66 chị... Hà Lê chưa gửi cho nhà em địa chỉ nhé. Không chốt mã thứ hai đâu chị ơi. Chị Hà Lê khách mới. Chốt được một mã rồi. Giờ muốn chốt tiếp gửi địa chỉ cho em nhá. Gửi địa chỉ luôn cho em đi ạ. 20 chị Lê Phan Thu Hà. Lê Phan Thu Hà khách mới cho nhà em xin địa chỉ luôn nha chị ơi. T38 chị Hà Lê. Em này nhá, cái kẻ này cho em. Eo cho em 64-68 chốt mã L20. Eo 68 quay đầu mã L20 150 cái này đẹp này. L20 150 cho em mọi người nhá. Chốt mã L20. Trời ơi các chị ơi nghe rõ chị Phố nha, em tư vấn nha. Bây giờ hỏi lại làm sao em nhớ được. Mã 20 53 cân vừa không em? Đo eo giúp em chị ơi. Em chả biết 53 cân vừa không? Cái nào em cũng nói eo rồi. Đẹp nhỏ cái tông màu xanh này. Cái tông màu xanh thì rất là đẹp luôn này các chị này. Màu xanh cho em nhá. Size S, size M đều vừa này các chị ơi, là sau lưng cặp chun. S, M, L đều vừa, eo 70 đến 80 cơ. Đẹp lắm. Cái màu xanh này các chị chốt luôn nhá. Eo 70 đến 80, 150 chốt mặt T32 này các chị chốt nhanh mặt T32. 150 chốt mặt T32 giúp em luôn nhá. Rồi, em có cái kẻ tím này xinh quá này. Quần giả váy luôn giúp em này. Quần giả váy eo cho em cái này 70-74 chất mã A67 này. Quần giả váy váy nhá. Eo 70-74. Eo 70-74 chất mã A67 cho em 150 ạ. A67 giúp em nhá. 150 chất mã A67 chị luôn. Chị Lê Phan Thu Hoàng gửi luôn địa chỉ cho nhà em nhá chị ơi. Màu đen mới tinh luôn cho em này. Đằng sau lưng cặp chun. Ôi cái này đẹp thế. Màu đen này. Có xinh lên form đen nhỏ. Đằng sau lưng là cặp chun cho em nhá. Cái này SML đều vừa cho em. Bác Hạnh Nguyên Bù chốt luôn cái màu đen này cực phẩm này. Mới new tag mát luôn. 150 chất má 80. 150 chất má 80. Bác Hạnh Nguyên Bù lấy cái này luôn đẹp lắm. Mã 80 đẹp cực kỳ. 150 mã 80 cho em. Màu đen dáng dài các chị này. Form size SML đều vừa cặp chun đằng sau lưng. Oversize SML đều vừa nhá. Form oversize SML đều vừa giúp em vào luôn ạ. 80 chị Sữa Hương Mai. SML đều vừa giúp em mã T42. T42 cho em 150 mã T42. Bác sĩ Ưng Mai cái quần đen này đẹp lắm bác sĩ Ưng Mai. Chị Lê Phan Thu Hà chưa có địa chỉ nhé, mình chốt đơn ở một mã nhé chị nhá. Lê Phan Thu Hà nhà em không chốt đơn để mã thứ hai đâu chị ơi. Size to ML cho em này. Size to ML giúp em nhé, kẻ sọc xuống dưới nền trắng luôn. 150 chị nào size ML mã này cho em là mã H54. 150 mã H54 luôn. 150 chiếc mã H54 giúp em nhé. Quần này nguyên đai cho em nhé. Eo 70 đến 80 chị nào size ML này. Eo 70 đến 80 nhá, size M size L giúp em luôn ạ. Size M size L cho em này. Bác nào eo 70 đến 80 chị nào size to ML lấy luôn cho em cái này nhá. Eo 70 đến 80 ạ. Size M size L giúp em vô luôn. Bác nào eo 70 đến 80 size M size L lấy luôn cho em. Comment cho em mã này là mã T34 nhá. Eo 70 đến 80 chất mã T34 cho em luôn. 150 mã T34 ạ. 150 chất mã T34 giúp em cực đẹp luôn nhá. Quần hoa này mặc rất là mát luôn ạ.
SM đều vừa này. Hai size SM đều vừa giúp em luôn nhá cả nhà nhá. S và M cho em bộ luôn, không này không lấy tiền các bác luôn. Hai size SM mà H10, H122 150 á. H122 nhá, 150 chất mã H122 cái này luôn. Bác nào nghe tay cho em nhá. H122 150 luôn cho em nhá. Ui em có cái màu này đẹp này. Tông màu của nó là màu cam đất nhá mọi người nhá. Tông màu cam đất cho em form size cái này SM đều vừa cho em ạ. Eo này cho em 68 đến tầm 84 size S, size M, size L cho đi các bác. ML cho em nhá, cái màu này đẹp này. Size tao ML giúp em phổ luôn nhá. ML mà H123, 150 mà H123 luôn. 150 mà H123 giúp em nhá cả nhà nhá. H122 chị Yến Bo. Xinh đấy. Tông màu xanh cho em tiếp này cả nhà này. Eo cho em 68 đến tầm 76 nhá. Eo 68 đến 76 cho em này. Eo 68 đến 76 cho em nhá mọi người nhá, đẹp quá. Eo 68 đến 76 cho em luôn. 150 chất mã H124. 150 chất mã H124 giúp em luôn ạ. H124 150 nhá cả nhà nhá. Chị đã thích dùng zin bò lấy luôn cái này cho em rất là xinh. Zin bò cho em phổ luôn nhá. Cuối like rồi, thích ngắn hay dài, bác nào thích cái ngắn hay dài, size cho em size gì comment lên nhá. Của Lan còn một ít em sẽ ưu tiên những chị nào mà đang chưa được cái nào, hoặc là bác nào từ đầu Lan giờ chốt chậm chưa được cái nào thì báo em nhá. Size này cho em, eo cho em 60 đến tầm 76 cho em. SM này, eo 75 76 quay đầu cho em nhá. Eo 75 76 mà H93 cho em 150 ạ. H93 150 giúp em luôn. H124 chị Huy Thị Phạm. Chân vải ngắn là chị Sữa Hương Mai đó. Ok để em lên chân vải ngắn cho. Cuối live thì em sẽ phục vụ các chị, em còn cái gì em lên nốt cho các chị yêu nhá. Form size to cho em này, cái này đẹp này. Form size to cho em eo 74-78 mà H134 150. H134 150. Chân vải ngắn eo bao nhiêu nhỉ? Chị Phạm khách mới cho nhà em xin địa chỉ luôn nhá chị ơi. Các chị ơi, cuối live rồi khách mới gửi địa chỉ luôn nhá. Bác Sữa Hương Mai này mặc eo size gì nhỉ? Đây em lại có một cái xịn sò này nữa đây này. 72 chị ạ. Eo 72 à? Sữa Hương Mai là eo 72 à? Ok đợi em tí. Cái này đẹp nhỉ? Cái này chị nào có chiều cao một chút hoặc là mấy thích mặc dáng dài dài một chút chấm đến đầu gối thì lấy cái này cho em nhá. Em cao 1m6 mặc đến chấm đầu gối luôn này. Em này cho bác nào eo cho em nhá, 70-74 chất mã 31. Eo 70-74 chất mã 31 cho em cái này rất xinh ạ. À. Mã 31 cho em phổ nhá, 150 luôn. Mã 31 cho em 150 cho em nhá. Chân váy treo trên tường là eo 66-68 nhá chị Minh Hồng ơi, chị vừa không? Dã man. Xỉu bắt xỉu đao. Có quần ở bên trong nhá mọi người nhá. Eo 70 quay đầu này các chị ơi, đẹp cạn lời. Eo 70 quay đầu mặc với cáo của em thành một set được luôn. Xinh quá. Eo 70 quay đầu cho em phổ cực phẩm các chị ơi. Bác nào eo 70 quay đầu giúp em, mà này đẹp cực kỳ. 150 chất mà K3. 150 chất mà K3 giúp em luôn nhá. K3 150 cho em phổ luôn. Chị Hà Lê mã T38 chị được chốt rồi, chốt được 2 mã vui lòng chuyển khoản cọc giúp nhà em nhá. Mới nguyên tăng mác eo 70-74 chất mã L37 này. Eo 70-74 mã L37 cái này đẹp thế. Eo 70-74 mã L37 cho em 150 mã L37 các chị nhá. L37 150 luôn giúp em. K3 chị Minh Hồng. Không vừa chị ơi, cái đấy đẹp nhưng mà eo nhỏ. Eo 70-74 xinh nhỉ. Eo 70-74 cho em phổ luôn nhá cả nhà nhá. Eo 70-74 chất mã Y70 ạ. Chị nào eo 70-74 cái này xinh quá. Eo 70 chị Dương Mai. Eo 70-74 chất mã Y70 cho em 150 nhá. Y70 150 luôn giúp em. Bác Sữa Mai thích chân mày ngắn, ngắn là về độ của em ấy. Em cũng là một đứa rất thích chân mày ngắn luôn. Màu kẻ này xinh nhỉ. Chỉ cần mix với cái áo màu khác là rất là đẹp luôn. Đẹp quá. Eo cho em phổ 72 quay đầu này chị Sữa Mai này. Má cho em là má C30 cực phẩm. C30 150 luôn chị ơi, cho nhanh. C30 cho em phổ nhá, 150 đẹp quá. C30 150. Đố các bác đi tìm ở nhà nào có cái line chân mày ngắn mà đẹp như nhà em luôn đấy. Eo 6668 tiếp cho em này. Eo 6668 cho em cái này đẹp nhỉ. Sao đi các bác, cái này được nha. 72 được bác Sữa Mai này. Cái nấc điều chỉnh này các bạn ấy, đầu tiên các bạn thì chắc là các bạn đo eo các bạn không biết là có nấc điều chỉnh như thế này đâu. Thế các bạn đo là eo 64-68 thế này. Cái này các chị eo 72 thoải mái bởi vì nó cái này nó duy được đây này. Đây là tối đa là 66-68 này, ra đây được nữa đây này. Đó. Duy được khoảng độ tầm 7 phân cơ mà. 72-74 thoải mái luôn ạ, từ 64 đến tầm 74 được nhá. 64 đến tầm 74 đẹp dã man luôn. Eo 72 mà cái đẹp nữa, nhìn thấy chị Vân Anh Nguyễn rồi nha. Các chị ơi, các bạn nào mà chưa được cái nào thì mọi người nhanh tay lên nhá. Khách mời cuối like gửi địa chỉ luôn và ngay cho em nhá mọi người nhá. Em này chị yêu nào eo cho em 6668 đến 72 cho đi các bác. Cái này eo 64 đến tầm 74 nhá. Mã 68 này, Sữa Mai lấy mã 68 này đẹp.
150 luôn. 68 150 nhá. Cái kẻ này xinh quá này. Eo cho em 6668 này, kẻ đẹp chưa? Bác nào eo 6668 cho em mà cái này xinh nhá. Sorry các bác, eo 6872 chứ. Eo 6872 chứ mà 86 á. Eo 6872 chứ mà 86 cho em 150 nhá. Mã 86 á, 150 luôn. Bảy mươi bảy tư cho em này, cái này cũng nấc điều chỉnh rồi, đẹp quá. Hôm nay có mấy cái chân váy này đẹp và xinh cực luôn ấy. Eo cho em từ 70 đến 78 được này, đẹp dã man. Eo đến đâu chỉnh đến đó đâu cho em, giữ được 7 phân luôn. Eo cho em cái này từ 70 đến 78 cho em, mã L40 nhá, 150 luôn. L40 150 ạ, chốt nhanh mã L40 giúp em nhá. Trời ơi, 86 chị Yến Lê. 70 quay đầu VIP luôn. Eo 70 quay đầu VIP, màu này đẹp dã man luôn. Chị nào eo 70 quay đầu. 40 chị Dương Mai. Eo 70 quay đầu cho em cái này, mã 53 150 chốt nhanh ạ. Mã 53 cho em, màu này đẹp xuất sắc. 150 mã 53 giúp em. 150 chốt mã 53, chị mấy kẻ đẹp cạn lời luôn này. Ôi. Kẻ này đẹp nhờ chị nhỏ. Trời ơi, quá quần đẹp luôn ý. Cái gì cơ? Quần dài đi shop ơi. Ok chị đem lên xem cái quần dài cho 6668 chất mã 69. Cái này đẹp xuất sắc. Cái hàng duy của nó các chị nhìn thấy không? Đẹp không? Cái này bên ngoài like đẹp dã man luôn ấy mọi người nhớ. Đẹp lắm. Các bác nào nhanh tay được cho em, eo cho em cái này nhá. Eo 6668 cho em luôn. Comment cho em mã này là mã A69 ạ. A69 cho em vô cơ phẩm nhá. Chốt nhanh mã 269 nhá, lấy cái chị 150 luôn. Em váy tiếp nhá. Mã 53 chị Vi Linh. Trời ơi, em lên con VIP đằng sau lưng em đây này các chị này. Bà nào vừa cái này chốt luôn nhá, không phải suy nghĩ. À đẹp cạn lời luôn. Ha sa SM màu tây cực kỳ. Màu đẹp xuất sắc luôn cho em nhá. Các chị yêu comment nhanh cho em mã này là mã H68 cho em, eo từ 66 đến tầm 74-75 chốt luôn cái này nhá, đằng sau lưng gặp chun. Mã cho em là H68 nhá, lấy cái chị 180 cái con cực phẩm này. H68 180 á. H68 180 nhá, màu đẹp dã man luôn này. Màu đẹp này chị là size to ML. Bác là size to ML, cái này không nhầm, hàng hiệu Uni. Đấy, chuẩn luôn. Hàng hiệu Uni cho em nhá. Size to ML, XL đều vừa này, đẹp lắm. Cái này là sau là lưng chun. Eo từ cho em 70-72 đến tầm 88 vẫn vừa cơ. XML đều vừa, à ML, XL đều vừa. S cái này không lấy, bị rộng nhá. 150 chút mà H66, hàng hiệu Uni, mới tinh. H66 nhá, 150 luôn. Cái này mã 66 150 cho em nhé cả nhà nhá. Quần hoa SM đều vừa cho em ạ. Quần hoa size SM đều vừa giúp em. Em này cho bác nào nhá, XML đều vừa cho mã T74. T74 150. T74 giúp em hồ nhá, 150 cho mã T74 ạ. Em bước đi nhẹ nhàng. 266 chị Vũ Thơ. Size to ML giúp em phố luôn ạ. Chị nào form size to ML cho em mã H35. Size to ML mã H35 cho em nhé, 150 mã H35 luôn ạ. 150 cho mã H35 giúp em. Cái màu đen này chị nào size to này. Cuối like rồi các chị ơi, nhanh tay nhá. Size to ML XL cho em này. ML XL cho em nhé. Eo cái này thì size L và size XL ạ. M không vừa, SM không vừa cho em nhé. Size L và size XL cặp chun cho em. 140 chốt mã này cho em là mã H5 140. H5 cho em 140 nhá. H5 140 giúp em. Màu kem be này các chị yêu này. T74 màu... chị Yến Bo. Tông màu kem be cho em nhá mọi người nhá. Em này size cho em nhá, cái này SM đều vừa. Cặp chun ạ. Hai size SM đều vừa giúp em ạ, 150. 140 đi ạ. Mã này là mã C7 nhá, C7 140 em ạ. C7 còn đắt các chị. 140 chứ mà C7 ạ. H35 chị Thơm Vũ. Hôm nay kẻ đẹp dã man luôn đấy mọi người. Hôm nay mà cái kẻ đẹp cực kỳ luôn. Cái vàng này đẹp. Xinh nhỏ. Lại. Độc lạ luôn. Size này cho bác nào nhá. Eo cho em vừa cái này, eo 65 còn lông vừa em ạ. Eo 65 quay đầu trước mà 21 150. Mã 21 150, cái đấy cho xu thôi. Xu rộng. Ừ, cái kèo. Cái kẻ vàng này đẹp này.
C7 chị Thanh Xuân, các chị đằng sau nhanh tay, các chị ơi, quầy like rồi ạ. Chân váy treo trên tường eo 66, à cơ nhầm, 6668 nha chị Thu Hà ơi. Lê Phan Thu Hà. Kẻ vàng cho em này, kẻ vàng cho em vô eo 70-74 cho mã C61 nhá. Eo 70-74 mã C61 này. Eo 70-74 mã C61 cho em, 150 mã C61 cho em luôn. Đây, cái trên tường này bắt đầu vừa chút luôn này. Cái này thì đẹp cạn lời luôn, cái này giống như cái đang trên bếp luôn cho mọi người nhá. Xinh chưa? Đẹp nhờ. Đẹp cạn lời luôn. Eo cho em cái này nhá, eo cho em 66 quay đầu cho mã C41 ạ. C41 cho em cái này nhá, đẹp lắm mọi người ơi. C41 là các chị ơi, 150 đi. Rồi cái này là 150 nhá, C41 150 ạ. C41 cho em nhá, 150 cho mã C41 luôn. 150 mã C41 cho em nhá. Không biết. Đẹp nhờ. Em có một cái chân váy đây rất là đẹp luôn, lên dáng chữ A. Chân váy đen lên dáng chữ A rất là đẹp. Eo này cho em bác nào 6668 chất mã 47. Eo 6668 chất mã 47 cho em nhá. Eo 6668 chất mã 47 nhá, 150 chất mã 47 ạ. 150 chất mã 47 giúp em luôn nhá. 150 chất mã 47 cho em luôn các chị nhìn đây. Các chị khách mời ơi. Không phải là không ưng mà được trả lại đâu ạ. Đúng mẫu đúng mã như ở trên like thì các chị ưng thì các chị mới chốt đúng không ạ? Sao? Bạn nào? Chị Hà Lê, chị bảo là không ưng được trả lại đúng không? Không. Đừng mua chị ơi. Chị đừng chốt. Không ưng được trả lại đúng không? Để biết thế nào là ưng với chị. Chị nhìn trên like chị thấy ưng là chị chốt rồi còn gì? Chị quan trọng là chị kiểm hàng, chị mở ra đúng hàng, đúng đẹp, nó mới là chốt chứ lại còn không ưng. Thế không ưng thì chốt làm gì? Cuối like rồi cứ để cáo, mệt ghê, nghỉ like luôn này. Em không like nữa đâu. Nào không ưng cái gì, không ưng thì chốt làm cái gì? Đã không ưng rồi thì đừng có chốt trên like. Lại còn nhận hàng, kiểm hàng không ưng thì trả đúng không? Thì ưng thì mà lấy, không ưng thì trả đúng không? Thế nào là ưng? Chị xem trên like chị thấy ưng thì chị chốt. Ưng hay không ưng thì mình xem trên like là mình chốt luôn rồi. Mình nhận hàng, mình kiểm hàng chỉ là hàng nó đúng hàng cái đấy. Nhà em gửi hàng có đúng như cái hàng em like không thôi. Sáng mai nhân viên của nhà em nó còn chụp ảnh tổng bill cho các chị nữa cơ mà. Hết cá hơi ra mình. Thôi em nghỉ like nhá. Mọi người muốn lên cái gì nữa không thì em lên, không thì em nghỉ like đây. Chị làm em hết cả hứng like rồi. Rộng giật nó có sai có số em đọc rồi. Sợ rộng sợ thì đứng chốt chị ơi. Chị sợ thì chị ra hàng chị thử, chị bắt cái người vừa thì chị lấy cho em, chị đừng mua online. Eo của chị bao nhiêu? Em đọc cái eo của chị rồi mà chị còn sợ thế thì em biết làm sao được hả chị? Làm nào cho chị đỡ sợ? Chị bảo em đi, em chị muốn em làm gì cho chị đỡ sợ nào? Em ghê gớm quá, chị sợ không? Không ưng trả lại đúng không thì em biết làm sao được, thế nào cho ưng cho đúng chị được. Em sợ rộng, eo 72. Chị eo 72 thì cái nào em nói eo 72 thì chị chốt. Em bảo eo 70 mà chị eo 72 chị chốt thì đương nhiên chị mặc bị chật. Hoặc là chị eo 72 mà em bảo là eo 74, xong rồi chị thì đương nhiên chị sợ rộng rồi. Đúng không? Hai cái chị chốt đều eo 72 hết. Trời ơi, hai cái bác chốt đều eo 72 thì bác sợ cái gì? Ai làm cái gì bác mà sợ, có hơn 100.000 một cái mà nó mà sao phải sợ. Mạnh mẽ lên chị ơi. Sao phải sợ? Em có lừa chị đâu mà phải chị phải sợ. Em chuyên gia bị lừa thôi chứ em chưa lừa được ai cái gì đâu các chị ạ. Thật đấy. Nào mọi người muốn lên cái gì nữa không để em nghỉ like đây. Không dao. Không có tức đâu. Mệt thôi, đang mệt xong chị hỏi buồn cười quá nên thành ra là trả lời cho chị biết thôi. Chị nói thật mọi người đừng sợ, mua hàng online mọi người sợ nhiều thế thì mọi người mua hàng online làm sao được. Thế thì đi ra shop mua. Chị nói từ 72 đến 78 á. Từ 72 đến 78 thì 72 là mặc đẹp. Đừng sợ. Không phải sợ. Nó có chun đấy, đang ở chun ở đằng sau đúng không? Em nói em 72 đến 78 là đằng sau nó có chun. Mà nó đã có chun thì sao mà phải sợ. Chị Hà Lê, chị
sợ cái gì? Em nói thật nhá, cái quần này này của em là sau lưng của nó cũng có chun, du di được rất là nhiều. Sợ cái gì? Mặc hơi rộng rộng ra một tí này sợ cái gì? Làm sao mà phải sợ chun đến đâu thì nó ôm vào người đấy, làm sao mà phải sợ? Trang phục đôi giúp em nhá chị ơi, 75 kg em chả biết chị eo 75 kg chị eo bao nhiêu? Chị 75 cân nhưng mà eo chị to hơn hai người, chị phải nhớ như thế này này, hai người cùng bằng cân nhau 75 cân, chiều cao bằng nhau nhưng số đo ba vòng khác nhau. Chị nói như thế thì em không thể biết được chị 75 cân mà chị eo bao nhiêu đâu. Có người thì ngực to, có người thì bụng to, có người thì mông to, có người thì đùi to, đúng không? Cũng cùng 75 cân nhưng mà số đo ba vòng của ba chị, của hai chị là khác nhau hoàn toàn. Hỏi em thì em biết trả lời làm sao được, là chị mặc sai gì? Chị mặc sai gì chị phải tự biết chứ, đúng không? Học câu rất là khó trả lời, không thể trả lời được cho những chị mà 75 cân thì mặc sai gì được các chị ạ. Mình cao 1m60, eo 72, chị cao 1m60, eo 72 thì chị mặc đẹp cái đấy, chị yên tâm chiều cao và cân nặng của chị thì rất là ok rồi chị ạ. Thế là chị không phải sợ đâu chị Hà Lê nhá. Cứ mạnh mẽ lên chị ạ, chị cứ chốt thử nhé em 1-2 cái, lần sau ưng thì mua tiếp, không ưng thì thôi chứ làm sao phải sợ chị ơi, có hơn 100.000 cái quần. Quần đùi lửng đi chị ơi. Quần đùi lửng à? Lệ ơi, chị ngồi đi lấy cho chị một ít quần. Em bao nhiêu chị Huyền Trang ơi? Một ít quần lửng, quần đùi lửng à? Quần đùi lửng là quần 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 đến đầu gối đây này. Đây đây, còn mấy cái quần đến đầu gối ấy. Các chị comment eo của mình lên nào các chị ơi. Quần đùi lửng đến đầu gối eo bao nhiêu đây này? Đây mấy cái này. Đây. Nào, quần lửng nhá. Quần lửng đây là bà nào vừa hỏi chốt luôn, eo nào vừa thì chốt luôn nhá. Eo 6668 chốt mã 72. Eo 6668 chốt mã 72 150. Mã 72 150 này. Mã 72 150 lửng tiếp này. Lửng mới nguyên tắc cho em eo 6668 này. Lửng mới nguyên tắc eo 6668 cho em 150 chốt mã 05. 150 chốt mã 05 cho em nhá. Eo 78 cơ à? Lửng mà lại còn eo 78 nữa thì sợ tầm này hết rồi. Eo cho em 72 quay đầu mà V27 150. V27 150 cho em luôn nhá. V27 150. À lửng đấy. Cạnh cái quần kẻ xanh luôn là cái lửng lửng đấy. Cái xanh kẻ ngắn kia size có to không ạ? Eo chị bao nhiêu? Chị Nguyễn Bích Ngọc ơi, có mày eo lên cho nhà em nào. Với kẻ nào chị đang hỏi với kẻ nào rồi? Kẻ là sau lưng em á. Lệ ơi, Lệ nhấc cả cái xào nó sau lưng ra đây cho chị đi, ở đây cắt cạnh đây cho chị lên rồi để. Em có cái quần đùi này đẹp lắm luôn ấy, nhưng mà chị nào size nhỏ cỡ eo 62. Bác này eo 62 không? Còn lại các chị yêu có chị nào eo 62 chứ mã L22 150. L22 150 này. Bạn này hàng hiệu Only luôn cho em nhá, quần lửng này. Eo 78 chị ạ. Eo cho em 72 quay đầu chốt mã L5. Eo 72 quay đầu chốt mã L5 cho em nhá. Eo 72 quay đầu chất mã L5, 150 mã L5. 150 chất mã L5 cho em nhé. L22 thì Trang Nguyễn. Chị cao 1m6 nặng cái gì? 74 eo 94. Nặng 74 eo 94 á? Eo 74. Nặng 74 eo 94. Cao 1m6 này. Nặng 74 cân. Eo 94. Chị cao 1m6. Eo 74. À nặng 74 cân mà eo 94. Eo 94 có còn cái nào không nhỉ? À có mấy cái eo 100. Chị Huy Thị Phạm. À được chưa? Mày làm trò gì đấy hả Lệ ơi? Mình nhìn vào cái khung hình like của tao cái Lệ. Chị bảo nhấc cái ra đây cho chị. Chị Huy Thị Phạm ơi, check tin nhắn giúp em nha chị ơi. Chị Kiều Trinh ơi, chị hỏi xong thì nhé, chốt xong cho các chị khách khác rồi ạ. Người ta bảo đẹp thì vô ra, sống xa thì đầy lại. Nó mày mở cái máy lên mình nhìn like luôn đi, nhanh còn kịp. Để cho người ta nhìn đã Lệ. Mày tắt like đi đồng tí, mày tu lại đến đoạn đấy mà xem cũng được. Lệ, nếu mà không nhớ được bảo anh nhá. À.
Người ta bảo đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Bà có bao nhiêu cái xấu thì bà phô thẳng vào mặt tôi. Quần jean có luôn. À, quần jean có hôn. Không có chị ạ. Quần jean có hôn, quần jean có không có. Quần jean có hôn. Tầm size to đấy thì có đứa đưa cho kết rồi chị ạ. Có biết bao bình phê. Ơ bà chết chưa? Chưa, sống lưu. Sao sống dài thế? Ủa chị ác thật đấy. Bà thế mà có lẽ có ông lưa cho kẹo mà. Xin thử. Thế á? Bãi trưởng bao giờ? Mới ạ? À? Lâu rồi. À lâu rồi á? À? Từ mới. Chắc là... Thế bà Hiền Ngách mình biết rồi đúng không? Hiền Ngách còn có đấy còn. Hiền Ngách còn có thằng con trai đấy còn gì? Lai này nhé, em chỉ có quần váy, quần sóc và chân váy thôi, chị cắt tiền mua áo để một lai khác nha chị nhá. Đau bụng, đau bụng con. Tao chết luôn rồi này này. Quần sát cho em nhé, là sau lưng cặp chun eo 60 đến tầm 76 này các chị ơi. Là các chị yêu giá 150, comment cho em mã 33 150 nhá. Mã 33 150 giúp em luôn. Đẹp và mới tinh tình tình luôn cho em mọi người ơi. Quần này các chị không chơi, không chết mình sợ chứ. Quần này các chị không chốt em để lại nhá mọi người, anh tay em nghỉ lại đây. Cái này không chốt em để lại luôn mọi người nhá. Em này size SM đều vừa, hai size. Các bác không chốt nhanh cái này em để lại luôn. Không đẹp hoàn hàng. Em này là mã 112 150, mọi người chốt nhanh nhá. 112 150. Ơi. Gì? Cố lại. Tại áo cái cố đấy. Mệt rồi. Cố làm gì? Cố quá, ta thành quá cố á. Chị có nắng. Em này eo 70 quay đầu chốt mã 62. Eo 70 quay đầu. Nào. Thì cố. Đấy thế thế nào. Nào. Eo chết áo. Em sợ chị. Eo 70 quay đầu cho em nhá. Eo 70 quay đầu cho em nhá. 150. Bác nào thả tim em đấy. Eo 70 quay đầu. Mã 62. 150. Mã 62 ạ. 150 mã 62. Cái quần này mặc ở nhà cho em nhá. Mặc ở nhà mặc đi ngủ. Sướng cực luôn. Mát lịm con tim luôn. Size này cho em nhá. SM đều vừa. Cái quần này mặc ở nhà mặc đi ngủ rất là sướng. Tặng các chị 100.000. Comment cho em mã L19. Các chị lấy thì thích thì lấy nhanh không em. Để lại em mặc ngủ. Sướng cực kỳ luôn nhá. Đẹp lắm. Mặc ngủ cũng phải đẹp cơ các chị ơi. Em này là mã L19 nhá. Nhanh tay 100.000. SM đều vừa mã L19. Thích quần váy hay là quần sát hay chân váy hay là quần váy dáng dài. Mọi người comment lên nhá. Để của like em lên theo yêu cầu. Không để em nghỉ like đây. Quầy ơi cái quần em này đẹp chưa. Lên form này xuất sắc ạ. Size này cho em. Bác nào size cho em eo 66 cho em nhá. Eo 66 quay đầu cho em màu đen này. Đẹp nhở. Eo 66 màu đen các chị mặc với cái gì cũng xinh luôn nhá. 150 chốt mã này cho em là mã V79 ạ. V79 cho em 150 nhé cả nhà nhá. Cho nhanh mà V79 150. Từ chị lên mấy chân máy kẻ. Đây em có mấy chân máy kẻ xịn này các chị yêu này. Tông kẻ rất là đẹp và nhìn nó rất là mát mắt luôn này mọi người nhá. Xinh quá. Tông màu kẻ rất là đẹp luôn. Chị yêu nào eo cho em cái này 10. Eo cho em cái này nhá. 6668 chốt mã 12. Eo 6668 mã 12 150 ạ. Mã 12 150. Hello Hạnh Ken và muộn thế tình yêu. Quần váy dáng dài ạ. À. Cái gì cơ? Quần váy đi à chị ạ? À? Ok. Quần váy dáng dài á. Quần váy dáng dài em ơi, nên cho chị một ít quần váy dáng dài. Còn đẹp mà không vừa. Eo chị bao nhiêu chị Huyền Trang ơi? Có mẹ à eo 78. Huyền Trang eo 78. Ở dưới này còn quần dáng dài này hết rồi đúng không? Ở bên kia, ở sau bên kia còn một ít quần váy dài. Đấy, tận lên. Để cho cái đường này chứ. Bỏ ổ đi tao cho anh nhé. Trời ơi đẹp chưa? Chân váy cho em nhá. Thôi ra chỗ Lệ được, chỗ Lệ đang ngồi đi, sao Lệ nó lọc. Mệt mỏi. Em này cho bác nào nhìn tay cho em nhá. Eo cho em 72 quay đầu. Eo 72 quay đầu chất mã C47 150 ạ. C47 cho em nhá, 150 chất mã C47 luôn. 150 mã C47 nhá. Nào thích quần quần váy dáng dài đấy, lên cho quần váy dáng dài từ từ. Trước khi lên váy dáng dài lên cho cái hậu vệ sinh này. Xinh quá. Em bước đi thật nhẹ nhàng. Em quên đi câu dối gian. Đâu ơi xinh thế.
Giao cho em từ 66 đến tầm 72. Chốt má này cho em là mã Q39. Cố dự bị Q39 này luôn. Thủy ơi, xinh à? Mới tinh luôn. Q39 cho em 150 mọi người nhanh tay nhá. Q39 150 cho em vỗ luôn ạ. Q39 150 cho em nhá. Cái chân váy mua hàng và cái áo chị có cất không? Chân váy nào? Cái váy hồng tím ấy. Kẻ hồng tím ấy. Vừa xong á? Hay cái gì? Chị lấy như này không cất đúng không? Không. Chưa cất cái kẻ nào luôn. C47 chị Yến Bo. Cái này đẹp này mọi người này. Đưa chị một cái quần váy dáng dài đây đã. Em này cho bác nào eo 70 quay đầu chốt mã 32. Eo 70 quay đầu chốt mã 32. Cái này cực kỳ xinh luôn. Đẹp thế. Eo 70 quay đầu chốt mã 32 nhá. Lên dáng chữ A. 150 chốt mã 32 luôn. 150 chốt mã 32 giúp em luôn nhá. 150 mã 32 cho em. Đây em còn mấy cái, mấy cái dài em lên mất cho mọi người này. Thế là dài chưa đấy con đó. Dài mà. Đây, tay trái của em là cái gì đấy? Không. Dưới đây, đen này, trắng này. Ừ, quần má. Quần váy mà. Ừ thì là quần dài, đó là quần váy đấy. Không, nếu mà quần dài đấy, đấy, chuẩn luôn. Rõ ràng nó nhìn thấy bên nó cứ bảo là không còn. Đi học quá mệt thì lên để anh làm. Dáng dài tiếp rồi. Em này cho bác nào form size cho em SM nhá mọi người nhá, là sau lưng cặp chun ạ. Hai size SM là sau lưng cặp chun cho em. Cái này thực ra SML T16 150 ạ. T16 150 cho em. Đấy, lấy nốt một ít cái dài đấy xong rồi cho chị. Lên một cái kẻ nhá mọi người nhá, dáng dài luôn. Các bạn nào thích dáng dài trước luôn nhá. Em không còn nhiều đâu, em còn có chục cái em lên nốt để em nghỉ la đây. Size S, size M đều vừa, nó sau lưng cặp chun. Hai size SM và H14 150 ạ. H14 150 nhá. Nhắc hết, nhắc, nhắc, nhắc. Cái này xuống, đưa cho chị cái này này. Mã 32 thì Hồ Vi. Màu xanh rêu cho em này các chị này. Tông màu xanh rêu cho em nhá. Form size cho em SML đều vừa. Tông màu xanh rêu SML đều vừa chất mã H2 150 ạ. H2 giúp em nhé, 150 luôn các chị ơi. H2 150 cho em ạ. Màu đen này các bác ơi. Nào nhanh tay lên nốt để nghỉ like thôi một rồi các chị ơi, đi ngủ thôi mệt lắm rồi. Form size ML giúp em mặc đẹp ạ. ML mặc đẹp mà H62 150 luôn ạ. H62 giúp em nhá. 150 chất mà H62. 150 chất mà H62. Cái màu eo 70-72 cho chị dùng đây lúc chiều nữa. Cái gì cơ? Chị Hoa Vũ bảo sóc kẻ tối màu eo 70-72 chị ạ. Tập này thì không có nữa chị ơi, sóc lại còn tối màu lại còn eo 70-72 nữa thì khó lắm. Chị xem dần dần cuối like còn cái nào thì chị chốt cho em nhá. Em này cho bác nào form size ML mà H22 150 ạ. H22 150 ạ. Size M, size L mà H22 150 luôn. Hai size SM tiếp này các chị này. Hai size SM thôi cuối like là 130 đi. Mà H61 130 còn mấy cái tặng các chị thì gộp đơn. H6 mấy nhá? H61 ạ. H61 130. Ui, bác nào chốt được cái này xuống nhá. SM đều vừa, hai size SM đều vừa. Chốt mã này cho em nó mã H36. 130 mà H36. 130.000 chốt mã H36 luôn. 130 mà H36. Đẹp nhỏ. Hai size SM tiếp thúc em nhá. 130 các chị chốt nhanh vô đơn. H62 chị Kiều Trinh. Mã H50 130 mọi người nhanh tay nhá. H50 130. Kiều Trinh khách mới gửi luôn cho nhà em địa chỉ. Em chọn có mấy cái lên mọi người 130 là giá qua tặng đến nghỉ like đây nhá mọi người nhá. Hai size SM tiếp cho em luôn này. Mã cho em cái này thì thực ra SML đều vừa A4 nhá, 130 luôn đi. A4 130 cho em nhanh tay. A4 130 giúp em nhá mọi người nhá. 130.000 chốt mã A4 á. SM tiếp này các chị yêu, cái này ML đi ạ. ML nhá, là sau lưng gặp chun. Size M, size L chốt mã này cho em là mã L78 cho em nhá, 130 mã L78 luôn. Khách mới mã kèm số điện thoại địa chỉ để nhé em lên đơn nhá các chị ơi, cuối like rồi ạ. Em này cho bác là size L này màu trắng này. Size L màu trắng giúp em, còn bên trên mã này là eo 80 quay đầu chút mã H72 130. H72 130 giúp em nhá. H72 130. Anh Ben ơi, chị xem ở chỗ này còn cái nào dài thì đưa sang cho lệ. Chị Trang Phạm ơi, chị cứ comment, không comment số điện thoại địa chỉ làm sao nhà em lên đơn được chị ơi. Trang Phạm ơi, cái mã mỗi mình mã thế thì lên đơn nào được. Mã cái số điện thoại nhìn cái phần ghi bình luận cho em kia kìa. Mình cứ tham cơ. X1 thôi.
Phong sao cho em cái này nhá. Đấy, mấy cái dài dáng dài đấy, mang đây cho chị luôn. Màu nâu tây đấy, đấy. Đấy, ui, đẹp thế. Ông có size SML đều vừa giúp em nhá, 130 cho các chị gộp đơn. Mã này cho em mã H95, 130 H95 giúp em nhá, 130.000 cho mã H95 luôn. Size này cho em SM đều vừa này. Hai size SM đều vừa giúp em cả nhà nhá. Hai size SM đều vừa giúp em. S là M, mã này cho em là mã H32 cho em nhá, 130. H32, 130 giúp em luôn này. Em bước đi thật vội vàng, em quên đi câu xuống san. Size cho em SM đều vừa. Hai size SM đều vừa giúp em, 130. Chốt mã này cho em là mã T93, 130. T93 giúp em nhé, 130.000. ML cho em bằng đẹp này cả nhà này. Hàng hiệu Uni cho em nhé. Lên dáng quần và cái chất của nó rất là đẹp luôn. Size tao M và L giúp em. Mã này cho em eo từ 72 đến 7 đến 85 cơ. Mã này cho em là mã H66, 130. H66, 130 cho em. Trong thực phẩm này bác làm chút nhanh được nhé. Cái này để cuối cùng, lên cuối cùng luôn. Bà thích và ở lại cuối cùng thì em tặng cho cái này với giá cực rẻ. Là lên nốt 295 chị Trang Phạm. Nốt 1, 2 cả đi hiện like nhé mọi người nhé. Đẹp chưa? Trang Phạm gửi luôn cho em địa chỉ nhé chị ơi. Được chưa, đơn gửi địa chỉ luôn ở phần tin nhắn cho em. Eo 80 quay đầu trước mặt T34. Eo 80 quay đầu trước mặt T34, cái này xinh nhở. T34 cho em nhé. Eo 80 quay đầu trước mặt T34 cho em luôn. Lấy các chị yêu cái đấy 130 luôn. T34 130. Cái này chun bị hỏng nhá. Về các chị đi thay chun cho em nhá. Bị giáo chun oversize SML này. Oversize SML bị giáo chun em tặng mọi người 100.000. Về các chị tự đi thay chun. Em này là mã H54 cho em 100.000. Bà Hàng Ngô vào muộn thế. Tiếp tục cho em ngồi luôn này. Bà Hàng Ngô đi đâu bận nào? Giờ mới vào à? Đẹp chưa, màu đen này. Size SM đều vừa chị Hàng Ngô để luôn đi 130 cuối line đấy. T42 nhá, 130. T42 130 cho em nhá. T42 130.000. Cái này size to ML rồi. MLXL cho em mặc đẹp S không vừa, cái này đừng chốt nhá các chị nhá. MLXL giúp em 130, mã này cho em là mã H34 130. H34 cho em 130.000 ạ. H34 130.000 giúp em nhá mọi người nhá. Chị Trang Phạm gửi luôn cho nhà em địa chỉ nào chị ơi, cuối line rồi ạ. Em này màu xanh này các chị yêu này. Hai size SM, Trang Phạm khách mời chốt được đơn gửi tin nhắn và để gửi địa chỉ và tin nhắn cho em luôn nhá. Lấy hàng thì báo em. Có sóc đẹp không ạ? Nhà em thì có sóc xấu chị. Chị hỏi người bán hàng có xếp sóc đẹp không? Thì em chả có sóc nào xấu cả chị ơi. Mã cho em này, eo 70 đến 80 chút mã T32 150 ạ. T32 150 nhá. Ấy, ấy. Hỏi có sóc đẹp không? Đương nhiên là có rồi. Trang Phạm ơi, gửi luôn cho nhà em địa chỉ để được chốt đơn nhé chị ơi. Chị ơi, chị không có địa chỉ, em không chốt được mã thứ hai đâu. Bảo bác gửi địa chỉ, bác cứ tập trung cắm đầu cắm cổ bác chốt mã thế. Gửi địa chỉ đi đã. T34 màu trắng, T34 cái nào màu trắng, T34 là cái nào? T34 cho chị Hoàng Xuyến. Bây giờ chốt rồi chứ? Không có T, có H34 chứ không? Có H34, không có H34 có màu đen. H34 màu đen thôi. Ôi, em chả biết các chị comment cái gì luôn ấy. Các chị comment đúng mã giúp nhà em với chị ơi. Nghỉ la đi, tao mệt lắm Thủy ơi. Eo 72 quay đầu chốt mã T94 nhá, 100.000 ạ. À, ôi thử rồi, 100.000 đi, mệt mỏi thật. Nói linh tha lên trên, mệt ta bắt đầu nói linh tinh rồi đấy. Tâm này, các bác này nhà em nặng lắm. Làm không nào, cố lên chị. Cố lên, ok. SM đều vừa. Chị. Size SM đều vừa giúp em. Comment mã H89 nhá. H89, size SM mã H89 á. 100.000, ok, nhìn thấy địa chỉ của chị rồi, chị Trang ơi. Ok chị. Size SM đều vừa. Size SM đều vừa giúp em. Các chị khách mới chốt chắc nhá. Không phải là chốt nhiều mà lại xả của em đâu nhá, mới nhá. Em này là mã H132 nhá. 100.000 mã H132. 100.000 mã H132 giúp em. Ủa cái màu trắng này dáng lửng đẹp này. Lên dáng lỡ dáng dài đi em. Chị Trang Phạm comment lại số điện thoại cho nhà em nhá. Đang comment sai số điện thoại rồi đấy ạ. Các Trang Phạm ơi, comment số điện thoại đúng cho em đi nhá. Eo 6668 chốt mã L49 nhá. L49 cho em 130. L49 130 giúp em nhé mọi người nhé. SM đều vừa, cái màu kem bê này đẹp nhỉ. À, cái màu ghi đá này đẹp nhỉ. SM đều vừa giúp em nhé, 130 chốt mã này cho em là mã H125. H125 130. Hồi la được tặng giá rẻ quá còn gì nữa. Hồi luôn. Hồi ơi là hồi. Sau này cho bác nào eo cho em nhé, 76 quay đầu chốt mã T15.
Eo 76 quay đầu cho mặt T15 cho em 130 luôn. T15 130. Màu này đấy. Em bước đi thật nhẹ nhàng. Em quên đi câu dối gian. Size S, size M đều vừa. Hai size S, M đều vừa giúp em. Còn em là T22 130. T22 130 giúp em mọi người nhá. Chị Trang Phạm comment lại số điện thoại giúp em nha chị ơi. Bác Trang Phạm comment thấy không chị ơi, chị gửi địa chỉ rồi, chị vừa nãy comment số điện thoại bị sai đấy, comment lại số điện thoại cho em. Cái này hàng hiệu của Gu luôn, đẹp quá này. Hàng hiệu của Gu, chị nào vừa eo chút luôn. Chị Trang ơi, có nghe thấy em nói không? Chị có nghe thấy em nói gì không? Nếu có nghe thấy thì gửi lại số điện thoại luôn. Em lại cho em nhé, eo 70 quay đầu cho mặt T24. T24 giúp em nhé, 130 mặt T24 130. Của đây đẹp đấy. Xanh than, xa SM đều vừa. Xanh than xa SM đều vừa giúp em nhé mọi người nhá. SM đều vừa mã T37 cho em nhá. Comment mã T37 cho em phổ luôn nhá. Nhanh tay mã T37 130. T37 130. Xanh than ML cho em mặc đẹp này. Xanh than ML, nốt cái này nghỉ like mọi người nhá. M và L cho em mặc đẹp. MLXL 130 cho mã H23. H23. Trang Phạm vào cọc giúp em 1200 nhá chị ơi. Được hai mã rồi ạ. Các chị chốt đi rồi mai và chị chuyển khoản. Và chị ơi, chị mai chị chuyển khoản cho em. Gu tiếp để các chị ơi, màu trắng cực phẩm. Hàng hiệu của Gu màu trắng cực phẩm nhá. Eo cho em 6668 mã T39 á. Eo 6668 mã T39 cho em nhá. Eo 6668 mã T39 130. T39 130. Ôi em ơi, chị nghỉ ra đây. Quá mệt rồi, quá đủ rồi. Tình yêu không có lỗi, lỗi là do chúng ta thôi. Đấy nhá. Nào tặng các chị 100.000 của like. 100.000 nhá, mã này là mã quà tặng cuối like nhá. Eo cho anh từ 60 đến tầm 80. SML đều vừa nhá. Comment mã H131, H131 100.000. Líu rồi đấy. Níu rồi. H131 100.000. Mệt là có thật. Lên nốt em này. Con này thì 150 cực phẩm. Mã quà tặng là mã gì em? Đấy, cái mã trắng này này em này. Mã H131. H131 chị Hà Ngô ạ. À. Em này nhá. Cái gì nhỉ? Em bể em hay nó linh tinh lắm đấy. Em mở đều vừa 150, eo 74 là maximum. Chốt mã này cho em là mã cuối like. 150 thì nghỉ like. Cuối like 150 nghỉ like. Ok. Nghỉ like cho mọi người ơi. Bể đẹp. Bể đẹp em hay nó linh thiên lắm. Em nghỉ like đấy ạ. Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Màu bò trắng. T39 chị Kiều Trinh. Ok chị Kiều Trinh. Bye bye mọi người. Túc cách tịnh đủ non. Ôi mệt thế nhỉ. Mệt phở râu là có thật.